Ok nha. Sao mãi không thấy gì đấy nhỉ? Mãi không thấy thông báo là sao? Chưa có xem. Bắt đầu có tin bay rồi đấy. Có một tin vừa bay xong. Đấy, 80 xem 10 rồi xem rồi. Rồi, em xin chào nhá. Em xin chào 11 chị đang xem ạ. À. 11 chị đang xem live ạ. À. Rồi ok, xin chào Thơm Đặn nhá. Em đặt mua áo xếp. À, bạn đặt rồi thì yên tâm nhé. Nếu như đã có nhân viên mà tư vấn của mình gọi điện cho bạn rồi thì chắc chắn là mình gửi rồi nhá. Còn nếu mà chưa có nhân viên tư vấn gọi cho bạn thì bạn lại để lại số điện thoại, một lát nữa mình sẽ cho người gọi nhá. Ok, xin chào Thu Hà Trương nhá, Nguyễn Thị Hương Thủy là ok, Phạm Tố Uyên xin chào, Loan Đỗ nhá. Xin chào 20 người đẹp nhá. Chúc các bạn một buổi tối thật là may mắn và vui vẻ nhá. Ok, hãy cùng Bích Oan Hà Phương chúng ta cùng đi dình những cái món quà cực kỳ là ý nghĩa trong buổi tối hôm nay nhá. Rồi Thu Hà Trương ơi ok nào. Xin chào 17 chị, 20 chị đang xem nhá. Ai những ai đang xem nào? Hãy những ai đang xem thì hãy nhanh nhanh vào livestream nhá. Hãy nhanh nhanh vào livestream nào. Cho mình xin một chấm thôi, cho mình xin một chấm để thấy tất cả mọi người luôn. Ok. Xin chào Kim Thoa nhá. Rồi ok nhá, Thơm Hồng ok xin chào nhá, Trịnh Thu ok, Thi Trâm ok xin chào 23 người đẹp nào. Còn ai đang xem mà nhìn thấy em rồi thì hãy cho xin một chấm nhá. Những bạn nào nhìn thấy mình rồi cho mình xin một chấm nào để chào hỏi tất cả mọi người nào. Ok, Thi Trâm nào ok, Bích Liên nào, Hoài Hoài nào ok, Quỳnh Anh Vũ nào rồi ok, Trân Châu nào. Xin chào 34 người đẹp nhá. Nào còn ai nữa không ạ? Còn chị nào đã nhìn thấy em rồi nào thì hãy chấm cho một chấm để em nhìn thấy tất cả các chị nào. Ok, Quỳnh Anh Vũ nào, khẩn trương lên nhá. Nguyễn Thành Cương đang xem, ok, Bích Liên nào, rồi, ok nào, Phạm Tố Uyên, nhanh tay lên nào, các chị em ơi, nhanh tay nhá. Em sẽ đợi một chút nữa nhá, đợi một chút nữa, khoảng độ 60 người nhá, khoảng độ 60 người để bắt đầu nhá. Rồi An Khang xin chào bạn nhá, Hoa Diệu này, ok này, chị em mình vào rất là nhanh và đông đủ đúng không ạ? Vâng, ok, hứa hẹn một buổi tối nay rất là thành công đấy ạ, hôm tối nay chị em mình rất là thành công rực rỡ luôn đấy ạ. Thi Trâm, ok, Huyền Đặng, ok, Thảo Nguyên Xanh, ok, xin chào nhá, Phạm Hồng. Mua mà chỉ được lần nào không, hôm qua chưa được thì có khi hôm nay được nhá, không phải lăn tăn nhá, không phải lăn tăn một tí nào cả, vận may sẽ chia đều cho tất cả mọi người, ai là người nhanh nhất và nhiệt tình nhất là ok nhá, không vấn đề gì cả. Ôi hôm nay chị xinh quá rồi, ok, xin cảm ơn nhá. Lê Anh Lê, ok nhá, chào nhá. Dũng Dung Anh, ok này, Su Su rồi, Thu Hoài, Thu Võ, Hoài Võ đúng không ạ? Nguyệt Hà rồi, ok, 67 người rồi, ok. Xin chào 67 người đẹp nhá, ok nhá. Bây giờ bắt đầu nhá, bây giờ chị em mình bắt đầu nhá. Bắt đầu một trò chơi mới lại để đi tìm chủ nhân của chiếc áo xinh xắn này nhá, ok nhá. Khẩn trương lên nào, Nguyễn Việt Hà xin chào nhá, ok, 76 người nhá. Hôm nay sẽ mang đến cho tất cả các người đẹp nhá, một trò chơi gọi là chúng ta vận động cái trí não một chút xíu thôi. Vui mà có quà nhá, vui chơi có thưởng nào, ok chưa? Nguyễn Chi nào, ok nè, cười tươi nào, trời ơi, xin chào người đẹp nhá, cái tên nick Facebook cực kỳ hay luôn. Hà My, buổi tối vui vẻ, ok nhá, buổi tối hôm nay hy vọng là một buổi tối rất là vui vẻ luôn nhá, ok. Hải, Nguyễn Hải Ninh, ok, người yêu thì yêu à, rồi ok nhá. Hộp đây mới là số đẹp này, 88 này, ok, 90 nhá, bắt đầu được chưa? Bắt đầu chưa nhá, hôm nay chị em mình sẽ đoán chữ nhá, sẽ đoán chữ ạ, sẽ đoán chữ để tìm kiếm ra chủ nhân của những chiếc áo xinh xắn này nhá, ok nhá. Nào, bắt đầu nào. Bắt đầu là 105 người nào. Nào mọi người đã nhìn thấy chưa ạ? Đã nhìn thấy chưa ạ? Quần rộng nhất là quần gì? Nào mọi người bắt đầu đoán nhá. Chị em mình bắt đầu đoán này. Thể lệ cuộc chơi rất là đơn giản, mỗi một lần đoán kèm theo một lần chia sẻ nhá chị em nhá. Nào hãy trả lời câu hỏi nào. Ai là người trả lời nhanh nhất và nhiệt tình nhất này? Nhanh nhất, nhiệt tình nhất và chia sẻ nhiều nhất sẽ được mua chiếc áo này nhá. Cực kỳ xinh đẹp này, với giá bao nhiêu? 18.000 đấy nhá. Nào khẩn trương lên nào, khẩn trương lên nào. Ai nào? Ai đây ạ?
Quần nào là quần rộng nhất? Trời ơi, cực kỳ dễ luôn nhá chị em nhá. Phạm Tố Huyền ơi, quần nào là quần rộng nhất nào? Nhanh tay lên ạ. Cơ bản là chúng ta phải chia sẻ nhá. Các chị nào, các chị và các bạn hãy chia sẻ thật là nhiệt tình trên trang cá nhân và các hội chợ lớn nhá là được nhá. Chỉ cần chia sẻ nhiệt tình thôi ạ, không cần một cái gì khác nhá. Rồi Lương Vũ ơi nào, nhanh tay nào. Ngọc Ánh nào? À, mạng lắp quá. Mạng mình vẫn thấy bình thường mà, vẫn thấy bình thường ok mà. Yến Nguyễn nào, khẩn trương lên nào, Trần Hà nào, Luân Vũ nào. Nhanh tay nào, nhanh tay nào. Các tình yêu nào, quần rộng nhất là quần gì? Trời ơi, vô cùng dễ đúng không ạ? Nào, hãy nhanh tay chia sẻ thật nhiều vào. Quần rộng nhất là quần gì? Một câu hỏi cực kỳ dễ đúng không ạ? Cực kỳ dễ luôn ạ. Nào, Nguyễn Việt Hà ơi, quần ống rộng, ok, quần ống rộng. Lê Thúy Nga, quần đảo, rồi ok. Phan Thanh, quần trâu à? Quần trâu à? Nào, khẩn trương lên nào. Quần nào là quần rộng nhất? Trời ơi, câu hỏi đấy cực kỳ thú vị đúng không? Rất là dễ và rất là thú vị luôn, để có vô vàn những câu trả lời đúng không ạ? Mai Hương, quần thể đúng không? Quần đảo, quần trúng. Trời ơi, rất nhiều loại quần đúng không ạ? Nào, cơ bản là phải chia sẻ ạ. Chia sẻ thật là nhiệt tình và nhanh tay nào. Chia sẻ thật là nhiệt tình và nhanh tay mà nhá. Chị ơi, em đoán rồi mà. Ok, chỉ cần đoán nhá, ai là người đoán nhanh nhất và nhiệt tình nhất nhá. Cơ bản nhá, cơ bản cái thước đo để đoán này là để được thể lệ trúng quà này là cơ bản là làm sao ạ? Chia sẻ rồi ạ. Ai là người chia sẻ nhanh tay nhất nhá? Ai là người chia sẻ nhanh tay nhất sẽ được dinh một chiếc áo cực kỳ đẹp này nhá. Với giá bao nhiêu ạ? Với giá chỉ có 18.000 thôi ạ. Rồi quần ống le nào, quần thể nào. Ok, nhìn thấy tất cả mọi người luôn. Không ai bị ẩn cả đâu ạ, không ai bị ẩn đâu ạ. Cứ thoải mái lên nhá. Tiến Tiến Luân là ok, nhìn thấy rồi. Nhãn Phạm là quần ống rộng. Nào, khẩn trương lên nào. Cơ bản là chúng ta phải chia sẻ ạ. Cơ bản là các chị chia sẻ nhá. Cơ bản là chia sẻ thôi, chứ còn đoán thì cứ đoán thoải mái. Đoán bao nhiêu lần cũng được, nhưng mà hãy chia sẻ đi ạ. Hãy chia sẻ thật là nhiệt tình và nhá. Hãy chia sẻ và thật nhiệt tình, và một lát nữa mình sẽ tính nhá. Sẽ chấm ai là người đoán đúng nhất, sớm nhất và chia sẻ nhiệt tình nhất nhá. Ok chưa ạ? Nào, khẩn trương lên nào. Mình hai lần rồi. Ok, mình hai lần, có ghi nhận hai lần nhá. Quần nào là quần rộng nhất nào? Cực kỳ xinh như thế này mà không nhanh tay được, dễ vô cùng nhá, cực kỳ dễ luôn ạ. Quần nào là quần rộng nhất nào? Nam Bích Trần là khẩn trương lên nào. Phan Thanh là quần trúng đúng không? Lan Anh Lê là chia sẻ 13 lần. 13 lần nhưng mà phải để chế độ công khai nhá. Còn nếu không để chế độ công khai thì không ăn thua đâu nhá. Ta Ái, quần đảo, ok. Rất nhiều người trả lời rồi. Nào, nhanh tay nào. Chúng ta phải tập trung chia sẻ thật là nhiều ạ. Mỗi một lần trả lời là chúng ta một lần chia sẻ nhá các chị nhá. Hãy chia sẻ thật là nhiệt tình vào ạ. Chia sẻ thật là nhiệt tình vào là ok nhá. Nào, Hồng Nhung nào, quần trúng, ok, quần đảo nào. Khẩn trương nên hãy chia sẻ thật là nhiệt tình vào trên trang cá nhân và trên tất các hội nhóm là ok nhá. Trên trang cá nhân và trên tất các hội nhóm là ok nào. Lương Vũ ơi đã chia sẻ ok, nhìn thấy rồi nhá. Nguyễn Đình Sơn, thấy anh không chị? Thấy chứ, thấy anh không chị, có thấy chứ. Thu Huyền, ok, quần chúng. Nhìn thấy tất cả mọi người luôn, không ai bị ẩn nhá. Đặc biệt buổi tối hôm nay là chưa một ai bị ẩn cả, ai cũng nhìn thấy luôn. Lan Anh Lê, công khai nhé. Ok, công khai luôn nhá, phải công khai nhá. Công khai là ok luôn nhá. Rồi, ok nhá. Kim Hương ơi, quần đảo, ok. Hoàng Tuyết, quần ống le, ok. Thảo Đỗ này, quần slip à? Trang Anh, quần trúng. Nào, khẩn trương lên nào. Cái cơ bản và quan trọng là chúng ta chia sẻ nhá. Chia sẻ thật là nhiệt tình ở chế độ công khai là ok nhá. Chỉ cần chia sẻ chế độ công khai thôi, cắt tất các tình yêu ạ. Chỉ cần chia sẻ chế độ công khai là đủ nhá. Không cần một cái gì hết ạ, chỉ cần chia sẻ công khai thôi nhá. Đỗ Thị Thùy, ok, quần đảo. Phạm Tố Uyên, ok, quần trúng. Khẩn trương lên nào, chỉ cần chia sẻ thôi ạ. Chia sẻ thật là nhiệt tình mà nhá. Chia sẻ thật là nhiệt tình vào để đoán luôn nhá. Trời ơi, quần ống rộng này, quần rộng nhất là quần gì? Cực kỳ dễ đúng không ạ? Bây giờ chỉ vấn đề là chúng ta chỉ cần chia sẻ thôi ạ. Hãy chia sẻ thật là nhiều lần vào nhá. Trời ơi, rất là dễ đúng không ạ? Câu hỏi này cực kỳ dễ luôn. Hôm nay em chuẩn bị tất cả 10 câu hỏi cơ. Câu hỏi nào cũng dễ, câu hỏi nào cũng dễ, dễ vô cùng ạ. Cơ bản là chị nào là chị chia sẻ nhiều nhất thôi, chứ còn câu hỏi này cực kỳ dễ mà ai cũng có thể trả lời được. Nhưng cơ bản chúng ta ăn thua nhau ở lần chia sẻ nhá. Chỉ cần chia sẻ nhiệt tình là ok đúng không ạ? Chỉ cần chia sẻ nhiệt tình thôi, không cần một cái gì hết ạ. Chia sẻ nhiệt tình là được nhá. Nào, Thùy Dung Nhí mới có nhìn thấy rồi nhá. Hậu Thương Thương, ok, nhìn thấy rồi này. Phương Thanh nhìn thấy rồi này. Tất cả các chị đều nhìn thấy hết nhá. Chị nào cũng nhìn thấy, không một chị nào bị ẩn cả. Rất là xinh luôn này. Nguyễn Thị Tuyển này, quần chúng, ok này, đã chia sẻ chưa ạ? Ai chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ nhá. Những chị nào chưa chia sẻ thì hãy nhanh tay chia sẻ, không có mình mất quyền lợi đấy ạ. Phải chia sẻ thật là nhiệt tình ở chế độ công khai nhá, ok chưa ạ? À, Thiết MB là ok, quần đảo này, đã chia sẻ chưa? Hãy chia sẻ thật là nhiệt tình ở chế độ công khai nhé, là ok nhé. Nào, chia sẻ đi ạ, chia sẻ thật là nhiệt tình ở chế độ công khai là ok nhé. Quần rộng nhất là quần gì? Trời ơi, vô cùng dễ luôn nhé. Hoàng Mai Anh ơi,
quần đảo rồi, nhưng đã chia sẻ chưa ạ? Đã chia sẻ chưa ạ? Phải chia sẻ thật là nhiệt tình nhá, trên chế độ công khai là ok nhá. Đúng em ơi, quần thể đã chia sẻ chưa ạ? Chia sẻ nhiệt tình trên chế độ công khai và trên tất các hội nhóm là ok nhá. Trần Thị Ngọc, quần ống rộng ok, quần ống rộng nhưng đã chia sẻ chưa ạ? Khánh Huyền ơi, đã chia sẻ chưa? Hanna AB, quần đảo đã chia sẻ chưa? Chỉ cần chia sẻ nhá, chia sẻ thật là nhiệt tình trên tất các hội nhóm nhá, trên tất các hội nhóm mà mình tham gia cộng với trang cá nhân nhá. Chia sẻ ở chế độ công khai chứ không phải chế độ một mình nhá. Tuấn Anh Phút nào, chia sẻ chưa ạ? Phương Mai ơi, chia sẻ chưa ạ? Ánh Tuyết chia sẻ, phải chia sẻ nhá, phải chia sẻ thì mình mới được công nhận nhá, không chia sẻ là không được công nhận đâu ạ. Nào hãy chia sẻ thật là nhiệt tình nhá. Bây giờ là chỉ tính được chia sẻ thôi nào, chị em nào khẩn trương lên nào. Rồi ok, Thắm Lê ơi, quần chúng ok, quần chúng nhá. Nào khẩn trương lên nào. Hồng Gấm ơi, quần đảo ok, quần đảo rồi nhưng đã chia sẻ chưa ạ? Hãy chia sẻ công khai ạ. Hãy chia sẻ công khai nhá, thật nhiều lần nhá. Hãy chia sẻ công khai nào, khẩn trương lên nào. Thiên An Chu, quần đảo nè, ok, nhìn thấy rồi nhá. À Pung Pung Pun à, thấy rồi nhá, thấy rồi bạn nhá. Quần thể ok, nhìn thấy quần thể rồi. Nào khẩn trương lên nào. Chúng ta chỉ ăn thua nhau ở những lần chia sẻ thôi ạ. Hãy chia sẻ thật là nhiệt tình vào ạ. Hãy chia sẻ thật là nhiệt tình vào để nhìn thấy tất cả mọi người nhá. Ok, An Ngọc Tiến à, ok, nhìn thấy rồi nè. Tín Vũ, quần đảo ok, quần đảo rồi. Thiên Anh Chu, thấy em không ạ? Thấy tất cả mọi người luôn, không ai bị ẩn nhá. Nào hãy chia sẻ nhiệt tình đi ạ. Hãy chia sẻ nhiệt tình ở chế độ công khai nhá. Phải chia sẻ nhiệt tình ở chế độ công khai là ok, rất là dễ và cực kỳ dễ luôn ạ. Nào khẩn trương lên nào. Yến Nguyễn nào. Ơi em có nhìn thấy rồi nhá. Khẩn trương nhá. Bạn ơi, bạn để lại số điện thoại bạn Yến Nguyễn nhá. Bạn Yến Nguyễn ơi, chắc là nó lạc ở đâu thôi. Để lại số điện thoại, một lát nữa mình sẽ gọi điện cho bạn nhá. Rồi ok, Trần Hà ơi, quần chúng ok nhưng đã chia sẻ chưa? Ánh Tuyết ơi, đã chia sẻ chưa? Có nhìn thấy rồi nhưng đã chia sẻ chưa? Hãy chia sẻ ạ, hãy chia sẻ thật là nhiệt tình nhá. 5 lần trên nhóm và thật nhiều lần ở trang cá nhân và trên nhóm là được nhá. Ok. Yến Dinh ơi, đã chia sẻ chưa nhỉ? Chia sẻ thật là nhiệt tình vào ạ, chia sẻ thật là nhiệt tình ở chế độ công khai nhá. Ở chế độ công khai nào, Quế Trần nào, Vi Khẩy nào, ok nào, tất cả mọi người ơi, hãy chia sẻ ở chế độ công khai nhá, đừng có ở một mình nhá, nếu mà một mình là không ai nhìn thấy đâu ạ. Hãy chia sẻ chế độ công khai nào. Lan Anh Lê ok, mình có nhìn thấy Lan Anh Lê nhá. Lan Anh Lê là những người chia sẻ ngay từ đầu tiên mình nhìn thấy rồi nhá, nhưng cơ bản là bạn chia sẻ có nhiều hơn người khác không, đấy mới là quan trọng. Bạn là người tham gia đầu tiên, mình biết bạn tham gia đầu tiên nhá. Ok. Ly Cari này, quần chúng ok, đã chia sẻ chưa? Huyền Trang ơi, chia sẻ chưa? Nguyễn Thị Phượng ơi, chia sẻ chưa? Khẩn trương lên nào. Hãy chia sẻ thật là công khai ở chế độ công khai nhé. Phải là chế độ công khai cơ, còn nếu không công khai là không công nhận nhé. Nào khẩn trương lên nào. Lưu Minh Nguyễn là khẩn trương nào. À còn Xám Lạc như thế nào mình không hiểu nhá. Trang Hoàng ơi, quần đảo đã chia sẻ chưa? An Ngọc Tiến nào, khẩn trương lên nào, hãy chia sẻ công khai nhá. Hãy chia sẻ công khai ạ. Những chị nào, những bạn nào chưa chia sẻ thì hãy chia sẻ đi ạ. Hoặc là thấy mình mới chia sẻ có 3-4 lần thôi thì phải chia sẻ nhanh nhá. Phải chia sẻ nhanh và chia sẻ ghép đi ạ. Gấp 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 đi để mình còn đuổi kịp các người khác nhá. Hãy chia sẻ gấp đi nào, những chị mới vào nhá. Hãy chia sẻ gấp nhá, ở chế độ công khai để em đọc tên mọi người được mua giá 18.000 nhá. Cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh nào, tiếng tàu nào, quần đảo ok, đã chia sẻ chưa? Chia sẻ thật là nhiệt tình vào. Yến Nguyệt ơi, quần rộng ok nhưng chia sẻ chưa? Phải chia sẻ thật là nhiệt tình vào nhá. Quần gì, quần rộng nhất là quần gì? Trời ơi, vô cùng dễ luôn nào. Khẩn trương lên chia sẻ đi ạ. Em gần chốt rồi nhá. Một chút nữa thôi ạ, chỉ một phút nữa là em chốt nhá. Lúc này cực kỳ quan trọng đây này. Thanh Thực ơi, khẩn trương lên nào, một phút nữa thôi ạ. Chỉ một phút nữa là em chốt luôn nhá. Một phút nữa em đợi tất cả những chị mới vào ạ. Em đợi tất cả những chị vừa mới vào xong chưa kịp chia sẻ nhá. Em đợi tất cả những chị vừa mới vào xong mà chưa kịp chia sẻ thì bây giờ chia sẻ luôn ạ. Hãy chia sẻ luôn và ngay nhá, lúc này còn kịp ạ. Hãy chia sẻ luôn và ngay đi ạ. Lúc này còn rất là nhiều thời gian nhá. Vẫn còn thời gian chứ không phải là nhiều ạ. Còn thời gian để các chị chia sẻ nào, khẩn trương lên nào. Napi này ok, Thảo Pích này ok, nhìn thấy rồi nhá. Tiền Thật Tháo nhìn thấy rồi, Chu Thảo ok, Nguyễn Ngọc ok, Quỳnh Anh ok ạ. Hãy chia sẻ nào, thật là nhiệt tình vào nào. Thật là nhiệt tình vào nhá. Không thấy em ư, có thấy mặc định nhá, thấy tất cả mọi người luôn, không ai bị ẩn luôn. Thanh Thanh ơi có nhìn thấy, Vũ Khiển có nhìn thấy nhá, Trần Thị Ngọc Yến ơi có nhìn thấy nhá, tất cả mọi người ơi, không ai bị ẩn đâu ạ. Vấn đề là chúng ta tập trung chia sẻ nhá, tập trung chia sẻ vào nào, thật nhanh vào nào. Quần đảo ơi, nhìn thấy tất cả mọi người rồi, không ai bị ẩn cả. Hãy chia sẻ công khai đi nào, khẩn trương lên nhá. Còn một phút nữa thôi nhá, còn một phút nữa ạ, chỉ cần một phút nữa là bắt đầu công bố nhá. Huỳnh Giao Linh ok, quần đảo ok nhá. Nào đã chia sẻ chưa ạ? Những chị vừa mới vào xong, những bạn vừa vào nào hãy chia sẻ đi ạ. Em chờ đợi các chị chia sẻ đủ các bước, sau đó em đọc tên nhá. Không có đằng nào mình cũng vào rồi mà mình không được
được hưởng quyền lợi là cũng hơi không được đúng không ạ? Nào hãy chia sẻ đi nào. Kim Nguyễn ơi ok quần đảo rồi. Nguyễn Thị Thanh Thủy ok quần đảo rồi nhưng chia sẻ đi ạ. Hãy chia sẻ thật là nhiệt tình và nào để em nhìn thấy tất cả mọi người luôn. Từ Đinh Đinh ơi quần đảo nhìn thấy rồi. Nguyễn Tạ à? Ơi nhìn thấy rồi nhá. Nhìn thấy rồi nào, khẩn trương chia sẻ đi ạ. Để tất cả mọi người đều có cơ hội như nhau nhá. Tất cả mọi người đều có cơ hội như nhau ạ. Chỉ cần chia sẻ thật là nhiệt tình là có cơ hội như nhau nhá. Ok nhá. À Nguyễn Hai Quy ok. Em cởi quần anh xem nào. Trời ơi một con người vô văn hóa như thế này để mời anh ra nhá. Ok Hoa Phùng ơi quần đảo đã nhìn thấy rồi nhá. Nhìn thấy rồi nhá nào, chúng ta phải chia sẻ thật là nhiệt tình và nào. Hoa Phùng ơi có nhìn thấy nhá. Nước mắt cười ơi có nhìn thấy nhá. Nào các chị ơi hãy chia sẻ thật là nhiệt tình vào. Những chị và những bạn vừa mới vào xong nhá. Mình phải đòi hỏi quyền lợi cho mình đi ạ. Hãy chia sẻ thật là nhiệt tình vào nào. Em đang đợi nhá. Em đang đợi tất cả mọi người nhá. Đang đợi đi ạ. Mọi người cùng nhau chia sẻ nào. Ok Thanh Phạm ơi có nhìn thấy nhá. Yến Dinh ơi nhìn thấy rồi. Rồi nhá. Nhìn thấy bạn Yến Dinh 3 lần rồi đấy. Ok nhá. Khánh Tóc Dài ơi có nhìn thấy này. Hoa Hoa Hứa ơi, bây giờ mới nhìn thấy Hoa Hoa Hứa nhá. Chắc là vừa vào xong đúng không ạ? Hãy tập trung và chia sẻ nào. Chia sẻ thật nhiệt tình vào nào, thật nhiệt tình nhá. Thiên Bình Tân Phạm ok nhìn thấy rồi này. Hoàng Tư ơi bây giờ mới vào đúng không ạ? Nào chia sẻ đi ạ, chia sẻ thật là nhiệt tình vào nhá. Chia sẻ thật là nhiệt tình ở chế độ công khai để mình thấy tất cả mọi người nhá. Tống Tường Vi ơi có nhìn thấy quần chúng nhá, bây giờ mới vào đúng không ạ? Thanh Thảo Pít ơi bây giờ mới nhìn thấy bạn 3 lần nhá. Mới nhìn thấy bạn 3 lần thôi, bạn chia sẻ nhiều vào nhá. Bạn chia sẻ và nhiều vào, nhìn thấy bạn 3 lần rồi ok nhá. Quỳnh Nguyễn Như nào, ok, quần chửa, làm gì có quần chửa nào, quần rộng nhất là quần gì, rộng nhất mà, quần chửa làm gì đã rộng nhất được, nào khẩn trương lên nào, hãy chia sẻ thật là nhiệt tình vào, mình đang đợi tất cả những bạn vừa vào nhá, đang đợi tất cả những bạn vừa vào nào, khẩn trương lên nào, một chút nữa thôi, cố gắng lên, cố gắng một chút nữa lên nhá, cố gắng một chút nữa thôi nào, chỉ một chút nữa thôi nào, ok chưa ạ, Lê Thị Thu Quyên, ok, nhìn thấy rồi nhá, Hoa Phùng ơi, cố lên nào, Quý Perry ơi, cố lên nào, khẩn trương ạ, hãy chia sẻ thật là nhiệt tình công khai và nhá, tất cả các người đẹp nhá, hãy chia sẻ nhiệt tình và công khai và nào, đang đợi đi ạ, đang đợi tất cả những người đang vừa mới vào xong ạ, hãy chia sẻ nào, mỗi người hãy chia sẻ đủ nhá, đúng và đủ 5 lần trong cá nhân và 5 lần trên các hội nhóm là ok nào. Ok Chip Sinh ơi nhìn thấy rồi, Nga Thiên ơi nhìn thấy nhá, Kim Hí ơi nhìn thấy luôn, Long Tiến ơi nhìn thấy nhá, Giang Tây ơi ok có nhìn thấy rồi nào, hãy chia sẻ đi ạ, thay bằng thả tim là chia sẻ nhá, 5 lần trang cá nhân và 5 lần hội lớn nào, khẩn trương lên nào các tình yêu ơi, nhanh khẩn trương lên nào, em có kết quả ngay bây giờ luôn đi ạ, ngay và luôn bây giờ luôn đi ạ, chỉ 30 giây nữa thôi ạ, 30 giây là em chốt nhá, đúng 30 giây nữa nào, Mi Hấp ơi cố lên nào, à chị anh gì đây, anh Luni này cố lên nhá, Đông Hà Chi ơi khẩn trương lên nào, chỉ 30 giây nữa thôi ạ. 30 giây để tiếp tục nhá. Để tiếp tục mình sang câu hỏi mới nhá. Chỉ 30 giây nữa thôi ạ. Trong thời gian chờ 30 giây là mình sang câu hỏi mới luôn nhá. Nào các chị em ơi, 30 giây nữa mình sang câu hỏi mới luôn nhá. Câu hỏi mới đã bắt đầu nào. Chờ thăng trong thời gian chờ đợi là câu hỏi mới bắt đầu nào. Em đọc luôn nhá. Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất? Nào chị em ơi, cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất nào? Chúng ta lại bắt đầu nhá. Game 1 em đã đang chọn rồi nhá. Đợi một lát nữa em sẽ chọn được. Bắt đầu game 2 nhá. Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất nào? Chị em ơi nhanh tay chia sẻ nào. Cái gì của chồng mà chị em à, mà vợ thích cầm nhất? Nào các chị ơi, các quý bà của em ơi, cái gì của chồng mà chúng ta thích cầm nhất nhỉ các chị nhỉ? Cái gì của chồng mà chúng ta thích cầm nhất đấy ạ? Nào nhanh tay lên nào. Nhanh tay nào, hãy chia sẻ nhá. Để chơi cái game 2 này các chị vẫn chia sẻ như game 1 nhá. Hãy chia sẻ thật nhiệt tình và nào. Các chị nào nghe em đọc này, cái gì của chồng mà chị em mình thích cầm nhất? Em cũng có gia đình rồi, các chị cũng có gia đình rồi nào, chị em mình luận ra đi ạ. Cái gì của chồng mà chúng ta thích cầm nhất nào? Khẩn trương lên các chị nhá. Cái gì ạ? Cái gì của chồng mà chúng ta thích cầm nhất ạ? Trời ơi vô cùng dễ đúng không ạ? Nào ăn thua nhau ở lượt chia sẻ thôi các chị ơi. Cái gì của chồng mà chúng ta thích cầm nhất đây ạ? Cái gì ạ? Cái gì đấy ạ? Nhanh tay nào các chị ơi, cực kỳ dễ luôn ạ. Cái gì của chồng mà chúng ta thích cầm nhất ạ? Nhanh tay lên các chị ơi, cực kỳ dễ đúng không các chị? Dễ vô cùng nào, dễ vô cùng nào các chị ơi, nhanh tay chia sẻ nào. Vấn đề là chỉ có là chia sẻ thôi ạ. Ai là người chia sẻ nhanh nhất và nhiệt tình nhất nào? Ai là người chia sẻ nhanh nhất và nhiệt tình nhất nào các chị ơi? Cái gì của chồng mà chúng ta thích cầm nhất? Trời ơi câu này dễ vô cùng đúng không ạ? Cực kỳ dễ luôn, em cũng thấy nó quá dễ và các chị lại càng dễ hơn đúng không ạ? Nào khẩn trương lên nào các tình yêu ơi. Cái gì của chồng mà chúng ta thích cầm nhất nào? Cố gắng lên nào, hãy đoán thoải mái nhá. Hãy đoán thoải mái luôn ạ, hãy đoán thoải mái luôn, nhưng cơ bản là chúng ta kèm theo những lượt chia sẻ nhá các chị nhá. Cơ bản là chúng ta hãy kèm theo những lượt chia sẻ nào. Khẩn trương nào, cái gì của chồng mà chúng ta thích cầm nhất nào? Chị em ơi, chị em mình nhá, rất là quyền lợi sát sườn của chị em mình đấy ạ.
cái gì của chồng mà chúng ta cầm thích cầm nhất nhá, chúng ta phải giữ nhá, không có người khác cầm mất là chết dở đấy ạ. Nào các chị ơi, cái gì của chồng mà chúng ta thích cầm nhất nào, nhanh tay nào các chị ơi, khẩn trương lên nào, thật là nhanh tay nhá, thật là nhanh tay nào, cái gì của chồng mà chúng ta thích cầm nhất nào, nhanh tay lên các chị ơi, khẩn trương lên nhá, chỉ cần các chị chia sẻ thật là nhiệt tình là ok nào, khẩn trương lên nào các chị ơi, cái gì của chồng mà chúng ta thích cầm nhất nào, khẩn trương lên nào, khẩn trương lên nào các chị ơi, nhanh tay lên nào, ok nhá, em sẽ đọc đúc luôn cả hai kết quả luôn ạ. Bây giờ là 3546 rồi, 3800 bắt đầu em chốt luôn 10 chị nhá. Em chốt luôn 10 chị luôn một lúc nhá. 10 chị được mua với giá 18.000 nhá. 10 chị nhá, 10 chị luôn một lúc nhá. Sau đó chúng ta tiếp tục câu tiếp theo nhá. Trong khi chờ đợi em tiếp tục câu tiếp theo nào. Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất nào? 3800 người bắt đầu em chốt luôn 10 chị nhá. Đúng 3800 người em chốt luôn 10 chị nào. Các chị ơi khẩn trương lên nào. Cái gì của chồng mà chúng ta thích cầm nhất? Các chị ơi nhanh tay lên nào. Cái gì của chồng mà chúng ta thích cầm nhất? Nhanh tay lên các chị ơi, rất là dễ nhá. Cái gì của chồng mà chúng ta thích cầm nhất nào? Rất là dễ và cực kỳ dễ luôn ạ. À. Nhanh tay chia sẻ đến các tình yêu ơi. Cái gì của chồng mà chúng ta thích cầm nhất? Cực kỳ dễ đúng không ạ? Vô cùng dễ luôn ạ. À. Cái gì của chồng mà chúng ta thích cầm nhất đây ạ? À? Nhanh khẩn trương lên nào. Cái gì đấy ạ? À? Cái gì của chồng mà chúng ta thích cầm nhất ạ? À? Vâng ạ, à, như đã hứa với các chị nhá. Như em đã hứa với các chị, bây giờ em đọc tên luôn 10 chị nhá. 10 chị được mua với giá 18k được chưa ạ? À? 10 chị nhá, sau đó chúng ta lại tiếp tục chơi nhá. 10 chị sau đây được mua chiếc áo em đang mặc với giá 18k. Chiếc áo cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh luôn với giá 18k nhá. 10 chị nhá, 10 chị nhá, luôn ok nào. Đầu tiên là đáp án này. Đáp án là quần rộng nhất là quần gì? Đó là quần đảo, ok chưa ạ? Và là cái gì của chồng mà chúng ta thích cầm nhất? Đó là tiền đúng không ạ? Đấy là hai đáp án là rất là chính xác rồi. Bây giờ em sẽ công bố luôn 10 chị được mua với giá 18k nhá. Sau đó chúng ta lại chơi tiếp, ok chưa ạ? Lại chơi tiếp nha các chị nhá. Ok nhá. Nào, 10 chị sau đây ạ. 10 chị có tên sau đây sẽ được mua cái áo em đang mặc với giá 18.000, ok chưa ạ? Nào, bây giờ nhá, em sẽ đọc tên luôn nhá. Không làm mất thời gian của các chị nữa. 10 chị sau đây được mua chiếc áo em đang mặc với giá 18.000 nhá. Chỉ có 18.000 thôi ạ. Cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh nào. Các chị ơi chia sẻ đi nào. Bây giờ em bắt đầu đọc nhá. Em đã có rồi ạ. Em đã có kết quả đây ạ. Chị đầu tiên là chị Nguyễn thì Nguyễn gì đây? Nguyễn Khánh Hương nhá. Chị Nguyễn Khánh Hương ở Ba Đình này, chị Nguyễn Khánh Hương ở Ba Đình ạ. À. Chị thứ hai là chị nào đây ạ? À? Lê Hà Thu ạ, à. Lê Hà Thu ở Thanh Hóa ạ, à. Chị Lê Hà Thu ở Thanh Hóa. Chị thứ ba là chị Huệ Nguyễn ạ, à. Chị Huệ Nguyễn ở Quảng Ngãi ạ. À. Chị thứ ba là chị Huệ Nguyễn ở Quảng Ngãi ạ. À. Chị thứ tư là chị Diệp Trần ở đâu đây ạ? À? Chị Diệp Trần ở Uông Bí ạ, à. Chị Diệp Trần ở Uông Bí nhá. Chị thứ năm là chị nào đây ạ? À? Chị thứ năm là chị Hương Sen ở Quảng Ngãi ạ. Chị thứ năm là Hương Sen ở Quảng Ngãi nhá. Chị thứ sáu là chị Kim Thoa, chị Thêm Kim Thoa ở Thái Bình nhá chị nhá. Chị thứ bảy là chị Linh Nguyễn ạ. Chị Linh Nguyễn ở Hà Đông ạ. Chị Linh Nguyễn ở Hà Đông ạ. Chị thứ bảy rồi đúng không ạ? Chị thứ bảy là chị Nguyễn Ngọc Anh ạ. Chị Nguyễn Ngọc Anh ở đâu ạ? Chị Nguyễn Ngọc Anh ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chị thứ tám là chị nào đây ạ? Chị Su Su ạ. Chị Su Su ở Thái Bình ạ. Chị Su Su ở Thái Bình ạ. Chị thứ mười là chị nào đây ạ? Chị thứ 10 là chị đấy, Ngô Bảo Trang ạ. À. Chị thứ 10 là chị Ngô Bảo Trang ạ. À. Chị Ngô Bảo Trang ở thành phố Hồ Chí Minh nhá. Ok, xin chúc mừng 10 chị đã được mua chiếc áo em đang mặc với giá bao nhiêu ạ? À? 18.000 nhá. Bây giờ các chị có chơi tiếp với em không ạ? À? Chơi tiếp nhá. Nào, bắt đầu nhá. Đèn tren nè. Nào, các chị ơi, bắt đầu nhá. Con gì đập thì sống mà không đập thì chết. Nào, các chị ơi, bắt đầu nhá. Con gì đập thì sống mà không đập thì chết. Các chị ơi, khẩn trương lên nào. Khẩn trương lên nào. Bắt đầu sang câu này nhá. Nào, khẩn trương lên nào. Con gì đập thì sống mà không đập thì chết. Các chị ơi, có chơi được không ạ? Có chơi được không ạ? Con gì đập thì sống mà không đập thì chết. Nào, các chị ơi, khẩn trương lên nhá. Nhanh tay lên nào. Con gì đập thì sống mà không đập thì chết. Khẩn trương lên nào, khẩn trương lên nào. Các chị anh chia sẻ tương bừng lên ạ. Cơ bản là chia sẻ nhá, cơ bản là chia sẻ nào. Con gì đập thì sống mà không đập thì chết. Cực kỳ dễ đúng không ạ? Cực kỳ dễ nào các chị ơi, bắt đầu nào. Con gì đập thì sống mà không đập thì chết. Rất là xinh nào, rất là đẹp luôn nhá. Các chị chỉ cần chia sẻ thôi ạ. Các chị lúc này có rất có nhiều lợi thế ạ. Vì chúng ta vừa qua hai game rồi, các chị đã chia sẻ được rất nhiều rồi. Bây giờ chỉ cố một tí nữa là được nhá. Vòng này nhá, chỉ cần một câu đố em đọc tiếp 10 người nữa nhá. Chỉ một câu đố này em bán cho 10 chị nữa tiếp theo, ok chưa ạ? Nào bắt đầu nào. Con gì đập thì sống mà không đập thì chết. Các chị ơi trả lời đi nhanh nhá. Trả lời nhanh và chia sẻ thật nhiều nào. Bắt đầu nhá. Game này em tính chỉ có 3 phút thôi nhá. Ok chưa nhá. Con gì đập thì sống mà không đập thì chết. Nào các chị ơi khẩn trương lên nào. Linh Ruby ơi khẩn trương.
lên nhá. Hồng Nguyên lên lần vòng trước mình không được thì vòng này cố lên nào. Lê Hoàng Vy ơi cố lên nào. Nga Mon ơi cố lên nhá. Quỳnh Bích ơi cố lên nào. Game trước mình không được thì game lần này mình được đi ạ. Ngọt Bùi ơi khẩn trương lên nào. Sa La Trần ok khẩn trương lên nhá. Hoàng Ái khẩn trương lên nào. Con gì đập thì sống mà không đập thì chết nào. Khẩn trương lên các tình yêu ơi. Khẩn trương lên nào, khẩn trương lên nhá. Tony nào khẩn trương lên nào. Con gì đập thì sống mà không đập thì chết nào. Khẩn trương lên các tình yêu ơi, khẩn trương lên nhá. Mứt dừa HD khẩn trương lên nào. Quan trọng là chúng ta chia sẻ, quan trọng là chia sẻ. Những chị đã chia sẻ từ đầu mà vòng 1 không được, vòng này rất nhiều cơ hội luôn. Vòng này vô cùng nhiều cơ hội luôn, cho nên đừng thoát khỏi màn hình nhá. Chị Cô Nhung ơi ok cố lên nào. Bùi Hoàng Yến ơi cố lên, Mai Quỳnh cố lên, Nguyễn Huyền ơi cố lên nhá. Con gì đập thì sống mà không đập thì chết nào, khẩn trương lên nhá. Bùi Kiên ơi cố lên nào, Hiếu Trần ơi cố lên nhá. Linh Linh nào cố lên nào. Trần Trung Kiên ơi cố lên nào. Con gì đập thì sống mà không đập thì chết. Trời ơi kết quả cực kỳ dễ luôn, cực kỳ dễ và vô cùng dễ luôn nhá. Nào khẩn trương lên nào. Toàn Xôi ơi ok nào. Phan Thanh Huế ơi khẩn trương lên nào. Nguyên Hồng Nhung ok nào. Con gì đập thì sống mà không đập thì chết nào. Các chị ơi phải nhanh tay chia sẻ nhá. Phải nhanh tay chia sẻ thật nhiều ạ. 5.200 chị bắt đầu em chốt nhá. 5.200 chị bắt đầu em chốt nào, khẩn trương lên nào. Vân Nguyễn ơi khẩn trương nào. Nguyễn Kim Dung ơi khẩn trương ạ. 5.200 chị bắt đầu em chốt nhá. Không thể bước tiếp, có thấy luôn nhá. Giang Bao ơi có thấy luôn. Huyền Chi có thấy luôn. Linh Linh ơi có nhìn thấy luôn ạ. 520 người bắt đầu em chốt nhá. Nào các chị ơi cố lên nào. Con gì đập thì sống mà không đập thì chết, dễ vô cùng ạ. Vấn đề chỉ ăn thua nhau lần chia sẻ thôi ạ. Những chị nào vòng 1 chưa được vòng này cố gắng lên ạ. Vòng 1 chưa được vòng này cố gắng lên nhá. Vòng này cố gắng lên để em đọc kênh các chị nào. Trần Trung Kiên ơi cố lên nào. Ok mình cảm ơn bạn nhá. Ngọc Bích ơi con gì đập thì sống mà không đập thì chết nào. Phạm Liên ơi cố lên nào. Hoa Lục ấy cố lên nào. Ai Cú ơi cố lên nào. Vòng 1 mình không được thì vòng 2 là các chị ơi chơi tưng bừng lên nhá. Bây giờ đã hết 1 phút rồi, còn 2 phút nữa thôi ạ. Nào các chị ơi chia sẻ thần khẩn trương lên nhá. Nào khẩn trương lên nào, chia sẻ thật là nhiều vào. Con gì đập thì sống mà không đập thì chết. Các chị ơi đừng rời khỏi màn hình nhá. Em chuẩn bị tìm ra chủ nhân của nó rồi nhá. Vừa nãy em đã đọc 10 chị rồi, bây giờ tiếp tục đọc 10 chị nữa nhá. Khẩn trương lên nào, Phương Cao ơi cố gắng lên nhá. Cố gắng lên nào, Annie Huỳnh ơi khẩn trương lên nào. Con gì đập thì sống mà không đập thì chết. Trời ơi các chị không hề tương tác với em nhá. Các chị không hề tương tác với em là em không chơi được đâu ạ. Phương Vy ơi cố lên nào, Nguyễn Lợi ơi cố lên nhá, Diễm Sương ơi cố lên nhá. Nào khẩn trương lên nào. Các chị có muốn em đọc tiếp 10 chị được mua với giá bao nhiêu ạ? 18k không ạ? Các chị có muốn em bán 18k không ạ? Muốn em bán 18k để giúp em chia sẻ đi ạ. Giúp em chia sẻ thật là nhiệt tình vào nhá. Các chị mà đi ra là lần sau em không chơi được đâu đấy nhá. Nào khẩn trương lên nào, em vừa bán cho 10 chị rồi. Bây giờ các chị phải giúp em để bán tiếp cho 10 chị nữa chứ đúng không ạ? Bây giờ mình phải bán tiếp cho 10 chị nữa vì các chị đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Không thể phụ công được các chị nhá. Nào các chị ơi, những chị nào đã có tên trong danh sách rồi thì ok comment lại số điện thoại địa chỉ cho em. Những chị nào mà chưa may mắn ở vòng 1 vòng này chiến đấu tiếp đi ạ. Vì các chị đã chia sẻ quá nhiều rồi thì chỉ cần cố gắng một tí nữa thôi ạ. Cố gắng một tí nữa thôi ạ. Trồng cây đến ngày hái quả rồi ạ. Nào khẩn trương lên nào, em sẽ ăn gian thêm thời gian là 2 phút nữa nhá. 2 phút nữa em đọc kết quả nào, khẩn trương lên nào. Nét Lạp ơi cố lên nào, Phương Vi ơi cố lên nào, Đào Nguyễn cố lên nhá, Toan Trình ơi cố lên nào, em đang cổ vũ mọi người nhá, thôi em hạ bậc nhá, 5.000 chị bắt đầu em chốt 10 chị tiếp theo, chỉ cần 5.000 chị xem thôi là em chốt luôn nhá, em chốt luôn 10 chị tiếp theo đi ạ, để không phụ công các chị, em sẽ không bao giờ phụ công các chị nhá, các chị đã chia sẻ rồi là em không phụ công, 5.000 người theo dõi bắt đầu em đọc 10 chị tiếp theo nhá, 10 chị tiếp theo được mua với giá bao nhiêu ạ, 18.000 luôn ạ, 18.000 đây ạ, đây bạn mẫu sẽ dơ màu cho các chị chọn luôn nhá. Chỉ có 18.000 thôi ạ. Bạn mẫu sẽ đứng dậy dơ màu tất các màu cho các chị chọn luôn ạ. Chỉ có 18.000 ạ. Chị nào thích màu nào chọn màu đấy luôn nhá. Riêng cái game này chị nào thích màu nào chọn màu đấy luôn, dơ màu cho các chị xem đi ạ. Chỉ có 18.000 nhá. Nào các chị ơi chỉ cần chia sẻ thôi ạ. Chia sẻ thật là nhiệt tình vào, em bắt đầu đọc nhá. Em bắt đầu tìm 10 người nữa nhá. 10 chị được mua với giá 18.000 nhá. Đề nghị hệ thống máy tính tiếp tục chuyển số liệu đi ạ. Chuyển ngay vào luôn nhá. Chuyển ngay vào luôn để đọc cho các chị được mua với giá 18.000 nhá. Ok chưa ạ? Nào khẩn trương lên nào, 10 chị luôn nhá. Không thể bước tiếp, có nhìn thấy rồi. Thầy Hương Thắng ơi nhìn thấy luôn, Phương Cao nhìn thấy luôn, Tony nhìn thấy luôn, Thảo Nguyên nhìn thấy luôn nhá. Phúc Trương Thị ơi nhìn thấy rồi, Tú Thoa nhà hàng ok nhìn thấy rồi, Ngọc Duyên nhìn thấy tất cả mọi người rồi nhá. Nhanh khẩn trương lên, đề nghị bên kỹ thuật khẩn trương lên nhá. Khẩn trương lên ạ. Mứt dừa HD nhìn thấy rồi, Giang Bảo nhìn thấy rồi nhá. Nào chỉ có 18.000 thôi, có rất là nhiều màu luôn. Rất nhiều màu đẹp luôn. Các chị em chọn màu cho mình đi nhá. Em sẽ tiếp tục bán cho 10 chị nữa, sau đó chuyển sang bán hàng nhá. Ok chưa ạ? Nào khẩn trương lên nào. Chọn con bé mẫu nhé.
Ok, chọn con bé mẫu là như thế nào ạ? À? Ok nào, khẩn trương lên nào. Nguyễn Thanh ơi cố lên nào, Lâm Hoàng cố lên, Ngọc Nguyễn Ngọc ơi cố lên nhá. Bảo Trâm ơi khẩn trương lên nào. Đề nghị chuyển ngay danh sách đi ạ, nhanh lên, lâu quá rồi để các chị chờ lâu quá rồi nhá. Khẩn trương lên nào, khẩn trương lên nào. 10 chị tiếp theo ạ, 10 chị tiếp theo nhá, em sẽ đọc luôn 10 chị tiếp theo nhá. Ok, sẽ có tên 10 chị luôn ạ. 10 chị tiếp theo được mua chiếc áo em mặc cũng như là em mẫu này đang cầm với giá bao nhiêu ạ? 18.000 nhá. Ok nào. Khẩn trương lên nào, 10 chị tiếp theo đi ạ. 10 chị tiếp theo là những chị nào đây ạ? Nào ok nhá, 10 chị tiếp theo nào. Ok, em xin chúc mừng chị tiếp theo, chị thứ 11 nào. Chị thứ 11 là chị Hoa Huệ ạ, chị Hoa Huệ ở Thái Bình ạ. Chị thứ 12 là chị nào đây ạ? Chị Đức Dương, Đức Dương là con gái hay con trai đấy ạ? Đức Dương ạ, Đức Dương ở Quảng Ngãi ạ, là chị thứ 12 ạ. Tiếp theo thứ 13 là ai ạ? Chị thứ 13 là chị gì đây? Hụt Thắng ạ, trời ơi sao có cái nick hay thế? Chị Hụt Thắng ạ, chị Hụt Thắng ở Cà Mau ạ. Rồi ok, xin chúc mừng chị nhá. Chị tiếp theo ạ, là chị thứ 4 hay thứ 5 đấy ạ? Chị thứ 5 là chị nào đây ạ? Chị Thanh Hoa nhá, chị Thanh Hoa ở Tứ Xuyên ạ. Chị Thanh Hoa ở Tứ Xuyên là Tứ Xuyên gì nhỉ? Chị tiếp theo là chị nào ạ? Chị Hồng Ánh ạ, chị Hồng Ánh ạ, chị Hồng Ánh ở đâu đây ạ? Chị Hồng Ánh ở Lào Cai ạ. Chị tiếp theo là chị nào đây? Em xin chúc mừng chị nhá. Chị tiếp theo là chị. Chị tiếp theo xong viết tên chả nhìn cái gì cả. Chị tiếp theo là chị đây ạ, chị Hoa Ngố ạ. Chị tiếp theo là chị Hoa Ngố ở Yên Bái ạ. Chị cuối cùng ạ, chị cuối cùng, em xin chúc mừng chị cuối cùng luôn ạ. Cực kỳ có cái tên nick cực kỳ hay ạ. Tuyết mùa hè ạ. Chị cuối cùng là chị Tuyết mùa hè ở Quảng Ngãi ạ. Vâng, em xin chúc mừng 10 chị tiếp theo ạ. Vậy là ngày hôm nay em đã bán cho 20 chị nhá. 20 chị giá 18.000. Là bây giờ là em xin phép các chị chuyển sang bán hàng nhá. Bây giờ em xin phép các chị chuyển sang bán hàng luôn ạ. Vâng ạ, em xin cảm ơn và cảm ơn tất cả các chị ạ. Vâng ạ, vâng, bây giờ em xin chuyển sang bán hàng nhá. Vâng, em xin chào và xin cảm ơn tất cả các chị đã đồng lòng chơi với em trong suốt những cái phút đầu tiên nhá. Bây giờ em chuyển sang bán hàng ạ. Mẫu áo em đang mặc ạ, mẫu áo em đang mặc là mã là bao nhiêu? A27, giá chia sẻ là bao nhiêu? A27 giá cực kỳ rẻ và cực kỳ đẹp luôn. Đây là hàng thiết kế nhá các chị nhá. Hàng thiết kế loại 1 cực kỳ đẹp luôn, giá bán là bao nhiêu ạ? 170.000 một chiếc và 300.000 một đôi nhá. Những chị nào nhanh tay đặt hàng nào. Rất là xinh, rất là đẹp luôn ạ. 170.000 một chiếc và 300.000 một đôi, cực kỳ xinh, cực kỳ đẹp nhá. Nào đây ạ, áo này em bao cho tất cả những chị nào từ 60 cân quay đầu là vừa. 60 cân ok mặc vừa nhá. Chiếc áo này là em phải nói với các chị nó siêu đẹp và siêu hot luôn ạ. Nó che khuyết điểm cho tất cả chị em mình nhá. Chị nào bắp tay to nào, bắp tay to, bụng mỡ nào, bơi hết vào đây với em ạ. Chị có bao nhiêu ạ? 170.000 một áo nhá. 170.000 một áo và 320.000, 300.000 một đôi ok nhá. Phúc Trương Thị à, xét ạ, cả cái set này là 290 nhá. Cả cái set của mình là bao nhiêu ạ? 170 cộng với 140 là 301, rất là đẹp luôn nhá. Nào Huyền này, khẩn trương nào, khẩn trương lên nhá. A27 cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ, giá chia sẻ là 170.000 một chiếc và 300.000 một đôi ok chưa ạ? Ok nhá. Em chốt đơn cho ai đi ạ? Em chốt đơn cho chị Thủy Phạm nhá. Ok ạ. Chốt đơn cho Thơ Mạnh ạ. Ok ạ. Chốt đơn cho ai đi ạ? Chốt đơn cho Thắng Nguyễn nhá. Ok nào. Các chị ơi nhanh tay lên nào. A27 cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ, mức giá bao nhiêu ạ? 170.000 một chiếc và 320.000 một đôi, rất là đẹp nhá. Đây quay lên đằng sau này, quay trước quay sau này, rất là xinh luôn ạ. Bao cho tất cả các người đẹp từ 60 cân quay đầu là vừa nhá. 60 cân quay đầu là vừa nè, ok nè. Chốt đơn cho anh Dũng này, A27 màu đen, ok chốt đơn rồi, phải có số điện thoại địa chỉ nhá. Có số điện thoại địa chỉ thì mình mới gửi được hàng, mà không có là không gửi được đâu nhá. Rồi ok nè, chốt đơn cho ai đây ạ? Bao giờ về Nam Định được? Bao giờ về Nam Định được là như thế nào ạ chị ơi? Cái này á, em ship các tỉnh là chỉ 2-3 ngày thôi nhá. Thủy Nguyễn là ok chốt đơn rồi nhá. Nào khẩn trương lên nào, khẩn trương lên các chị nào. A27 cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ, một mức giá cực kỳ yêu thương ạ. 170.000 một chiếc và 300.000 một đôi, cực kỳ đẹp luôn nào. Ok nào, Nga Phạm ơi hôm nay mình chưa được cái ngày mai nhá. Đại Đức ơi con tim ok biết rồi ạ, biết là con tim rồi đúng không ạ? Nào khẩn trương lên nào các chị nào. A27 cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ, một mức giá cực kỳ yêu thương luôn ạ. 170.000 một chiếc và 300.000 một đôi ạ. Đây là màu đen nhá, ướm màu đen cho các chị xem này. Có màu đen này, có màu trắng này. Màu trắng này cực kỳ đẹp này. Đen, trắng, rồi đỏ, rồi cam, rồi da nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Rồi nào khẩn trương nào. Em cho đơn cho chị Thơ Mạnh 170k đúng rồi. 170k nhá chị nhá. Em cho đơn cho chị Hồng Thái nhá. Ok, cho đơn cho Mai Hà nhá.
Ok, cho đơn cho Ánh Bùi nhá. Ánh Bùi ơi, cho sai số điện thoại rồi, phải cho số điện thoại vào nhá. Phải có điện thoại em mới gửi hàng chứ chị cho sai rồi, cứ làm chậm chậm thôi không sao đâu ạ. Rồi ok, Minh An ơi, em lấy chân váy ok nhá. Chân váy của mình là bao nhiêu ạ? 140.000 thôi nhá. 140.000 thôi nhá. Nào khẩn trương là Như Quỳnh, ok cho đơn rồi nhá. Tương Trường ơi, 47 cân ok mặc vừa. Anh Linh cho xem màu cam đi. Trời ơi, màu cam này cực kỳ đẹp luôn nhá. Cực kỳ đẹp luôn nào. Nào khẩn trương lên nào, ok nhá, màu cam này các chị nhìn thấy chưa, cực kỳ rực rỡ và đẹp luôn nhá, bao tất cho các người đẹp từ 60 cân quay đầu là mặc vừa nhá. Hồng Lý Trần ok chốt đơn rồi, Thành Công Việt ok nhá, Lâm Đại Đồng nào ok, như thế nào đây các chị ơi, khẩn trương lên nào. A27 170.000 một chiếc và 270.000 300.000 một đôi nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Trần Tú ơi, hoa sim. Đúng rồi, rủ người rủ bạn bè vài mua chung để cho là giá rẻ nhá. Số mua cả bộ là bao nhiêu ạ? Cả bộ là A27 cộng với CV5 310.000 nhá. Chỉ có 310.000 một chiếc thôi ạ. Ok nào. Rồi, Hiền Hoàng ơi, áo này 60 cân ok vừa nhá. Ok vừa luôn ạ. Thu Hoài hỏi gì mình nhỉ? Rồi nào, khẩn trương lên nào. Muốn bình yên A27 chị ơi. A27 màu đang mặc là màu đỏ. Màu bạn mẫu đang mặc là màu da nhá. Bạn mẫu đang mặc là màu da luôn ạ. Huyền Hoàng ơi ok, lấy cam để cho đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Phải đầy đủ số điện thoại địa chỉ thì mới ship được, còn không có đầy đủ là không ship được nhá. Ok, đứng xa để xem chân váy ok nhá. Thị Thoa 62 cân. Nếu 62 cân chỉ cao 1m62 ok là vừa nhá. Có đi làm đám cưới không ạ? Có. Nếu như có việc giới thiệu em đi làm hết nhá. Ok nào. Khẩn trương nào các chị nào. Chất vải của em là chất vải hai vu tai nhá, cực kỳ đẹp và cực kỳ mát luôn ạ. Rồi Hương Huy ơi, màu cam ok, chốt đơn màu cam rồi nhưng thiếu số điện thoại địa chỉ nhá. Phải có đầy đủ số điện thoại địa chỉ em mới gửi hàng, không có là em không gửi hàng đâu ạ. Rồi ok, Hoa Sún này. Rồi. Su Su ơi ok, chốt đơn rồi nhá. Số đơn rồi nào. Rồi ai hỏi gì thì cứ hỏi ạ. Tại vì lúc này nhiều comment quá em nói nhanh một chút nhưng mà em không bỏ sót của chị nào đâu ạ. Let Home này ok, chốt đơn rồi này. Phượng Lê nói ít thôi, bà chị ok sẽ nói ít nhá. Oanh Nguyễn ok, chốt đơn rồi. Muốn Bình Yên ok, chốt đơn đỏ rồi nhá, cho mình đầy đủ số điện thoại vào. Hương Nguyễn ok, chốt đơn rồi. Trần Hùng cái màu hồng ruốc. Đúng rồi, thích cái màu hồng ruốc đúng không ạ? Đây không phải hồng ruốc bạn ơi, đây là màu da nhá. Đây là màu da cực kỳ đẹp đấy ạ. Bạn màu đứng gần đấy ạ, đây là màu da nhá. Rất là đẹp luôn. Nguyễn Ngọc Bảo Trâm ok, cho đơn rồi nhá. Kiều Nhi Thị ok, 44 cân vừa nhá. Nào khẩn trương lên ạ. Hồ Thu ơi, em đặt vé 170 mà không thấy có. Bạn nào Hồ Thu ơi, bạn phải cho mình số điện thoại địa chỉ, mình sẽ gọi điện lại cho bạn nhá. Vi Nguyễn có mất tiền ship không? Ship nội thành Hà Nội là 20 và ngoại thành tất các tỉnh là 30 nha các bạn nhá. Rất là đẹp luôn. Tony Teo ok, chốt đơn rồi này. Thanh Hoa bỏ của em rồi là như thế nào? Nếu mà bạn cứ cho đầy đủ số điện thoại địa chỉ là máy tính nhà mình tự chốt nhá. Máy tính tự chốt luôn, không phải lăn tăn ạ. Nguyễn Thảo ơi, 50kg vừa nhá. Bao tất cả cho các người đẹp từ 60 cân quay đầu là mặc vừa. Cứ 60 cân quay đầu là mặc vừa luôn, không phải lăn tăn nhá. Trần gì đấy ạ, chốt đơn rồi nhá. Rồi nào, Lê Ngọc Ánh. Rồi ok, em đang thấy rất nhiều người thích mẫu này nhá, đợi em một lốt nhá. Lý Nguyễn Thị Lý, ok, chốt đơn rồi nhá. Quỳnh Trang không thấy em à, có thấy luôn nhá. Mặc không sơ vin được cũng quá tuyệt vời luôn. Riêng áo này thì quá tuyệt vời luôn, không phải lăn tăn nhá. Nào, khẩn trương lên nào, các chị em nào. Rồi, Trần Lý A27, muốn Bình Yên, ok. A27, mình chốt đơn cho bạn rồi mà. Rồi, chân váy bán riêng mà bạn ơi, chân váy nhá là 140, còn áo là 170 nhá. Cả set chỉ có 301, ai mua cả set cũng được mà mua chân váy không cũng được nhá, ok nhá. Ok nào, Oanh Nguyễn ok, chốt đơn rồi nào. Lê Thủy cả set là 310 nhá bạn nhá. Muốn Bình Yên ok, có số điện thoại nhưng chưa có địa chỉ nhá. Cường bạn Cường Mường ơi là 170.000 một cái và 300.000 hai cái nhá. Các chị hãy rủ bạn bè và người thân của mình mua nhá. Mua hai cái chỉ có 300.000 thôi, rất là rẻ luôn ạ. Cực kỳ rẻ luôn nhá. Rồi Quỳnh Trang Hoài Thương bao nhiêu tiền? 170.000 một cái nhá. Linh Châu ơi, nói không mà xem bình luận. Có mà, có xem bình luận mà. Các bạn cứ bình luận thoải mái luôn nhá. Rồi Lan Lê ơi, ok này. Kim Hà Lương này, ok đã có số điện thoại địa chỉ, xin cảm ơn nhá. Rồi em áo trắng ok, chốt đơn cho Đặng Hải rồi nhưng thiếu số điện thoại địa chỉ. Phải có điện thoại địa chỉ mình mới gửi hàng nhá, không có số điện thoại địa chỉ là không gửi hàng đâu ạ. Rồi Phạm Ánh Ngọc ok, chốt đơn rồi nhá. Nào Linh Hoa Quả, em mấy áo
Nguyệt Hoàng ok chốt đơn rồi nhá. Chị Thủy Oanh Lê ơi 68 cân không vừa. Nguyễn Thanh bỏ áo ra xem không sơ vin. Ok này, bỏ áo không sơ vin này. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Bao đẹp luôn cho tất cả mọi người nhá. Riêng áo này thả buông cũng đẹp và sơ vin cũng đẹp luôn nhá. Không nhăn không nhào, bao đẹp cho tất cả mọi người luôn nhá. Hà Linh ơi 63 cân không vừa nhá. Đại Nguyên ơi đen và trắng ok chốt đơn nhưng thiếu số điện thoại địa chỉ. Phải cho số điện thoại địa chỉ mình mới gửi hàng, không có là mình không gửi hàng đâu nhá. Phương Trần ơi ok chốt đơn, bạn thích màu da rồi nhưng thiếu số điện thoại địa chỉ nhá. Rồi anh Nguyễn rồi này. Gì đây ạ? Vi Đào bỏ xuông đây, bỏ xuông đây rồi đây. Mình biết bạn hỏi mình bỏ luôn đây mà. Rồi bao nhiêu tiền? 170.000 một cái và 300.000 một đôi nhá. Không trả lời bây giờ bạn hỏi mình trả lời lại nhá. Hương Trần ơi ok chốt đơn rồi nhá. Ok chốt đơn rồi này. Rất là đầy đủ luôn này. Rồi Trương Nguyễn ơi 58 cân ok vừa nhá. Nguyên Đặng ok. Duyên đâu rồi ok chốt đơn rồi. Tuấn Quốc mua nhanh không hết, đúng rồi phải mua nhanh không hết. Rồi Lê Thị Hiệp ok à, như thế nào nhở? Rụt rè không hiểu nhá, bạn là dùng từ không hay rồi. Huỳnh Phạm ơi 56 cân ok vừa. Nguyễn Hải ok mình chốt đơn rồi nhá. À, Thúy Nga màu bạn đang mặc màu hồng hay màu đỏ? Mình đang mặc là màu đỏ nhá, mình đang mặc là màu đỏ luôn. Nào mình đang mặc là màu đỏ nhá, mình ở xóm 7 Ninh Hiệp Gia Lâm Hà Nội nhá. Thương Vũ ok chốt đơn cho bạn rồi. Nào ok Khánh Chi cho xem màu xanh ok, cho xem màu xanh Hòa Bình nhá. Không cần phải xem, bạn mẫu mặc luôn nhá. Bạn mẫu sẽ mặc luôn để cho tất cả mọi người nhìn nó thoải mái luôn ạ. À. An Hiền ơi ok chốt đơn rồi. Ngô Mai Hương ok nhá, cái áo này không có size ai mặc cũng vừa. Lan Lê ơi cho mình một bộ như chị mặc ok nhá. Cả một bộ này chỉ có 310.000 thôi ạ. À. Bao cho tất cả những chị nào 60 cân quay đầu là mặc vừa nhá. Không nhăn không nhào, cực kỳ mát luôn ạ. À. Đây nhá, giới thiệu luôn ạ. À. Hàng này là hàng hai lớp nhá các chị nhá. Không bao giờ sợ mỏng quá hay như thế nào nhá. Đây ạ, à, hàng hai lớp ạ. À. Đằng trước của nó là hai lớp nhá, không bao giờ mỏng nhá các đồng chí nhá. Không bao giờ mỏng, bao đẹp luôn cho tất cả các tình yêu luôn nhá. Mua một cái cho vợ, đúng rồi, mua một cái cho vợ đi ạ, à, rất là đẹp ạ. À. 55 cân ok vừa nhá. Rồi ok nào. À Tony Tẹo là nhớ là của em là màu đỏ. Ok, cứ cho đầy đủ là được nhá. Hiền Phạm ơi ok chốt đơn rồi. Nguyễn Hà Anh ok chốt đơn rồi nhá. Trần Hoài Hải, giá bao nhiêu? 170.000 ạ. À. Chỉ có 170.000 một chiếc và 300.000 một đôi nhá. Hà Nguyễn ơi ok chốt đơn rồi. Ship bạn ơi, ship về Hải Dương hay là ship Cà Mau, Tuyên Quang thì đều là 30.000 hết nhá. Chỉ có 30.000 tiền ship thôi ạ, cực kỳ rẻ luôn. Ship nội thành Hà Nội là 20 và các tỉnh là 30 nhá. Sang Nguyễn ơi 61 cân mà cao trên 1m6 ok vừa. Yêu Nguyễn Thị Yêu ok chất đơn rồi nhá. Đoàn Thị Ánh Loan ok. Áo xanh ngọc đây ạ, áo xanh ngọc cực kỳ xinh chưa ạ? Ôi trời ơi, mặc xanh ngọc và cực kỳ mát và đẹp luôn. Cực kỳ mát và đẹp, bao cho tất cả các người đẹp luôn ạ. Hôm nay sẽ mặc đủ màu cho các người đẹp luôn nhá. Nào khẩn trương lên nào. Mai Trần ơi không có sai, hàng đẹp phi sai nhá. Nói từ từ thôi ok, mình vẫn nói từ từ mà, mình thấy vẫn từ từ mà. Rồi ok, mua hai cái chỉ còn có 300.000 thôi bạn ạ. 300.000 một mức giá cực kỳ rẻ luôn. Bao cho tất cả các người đẹp nhá. Nếu như cái áo này ngoài thị trường bán không dưới 300.000 nhá, nhưng nhà mình chỉ bán giá cực kỳ rẻ thôi ạ. Rồi Huệ Kim ơi, một cái màu đỏ ok chốt đơn rồi nhưng thiếu địa chỉ của mình nhá. Thương Vũ, cửa hàng của mình ở xóm 7 Ninh Hiệp Gia Lâm Hà Nội nhá. Trần Thị Hoa Nhái 65 cân thì chị ơi không vừa nhá. Rồi Đặng Hải ok em chốt đơn cho chị rồi. Nhung Nguyễn Thị Nguyệt bao nhiêu một cái? 170.000 một cái ạ, chỉ có 170.000 một cái và 300.000 một đôi nhá. Đây ạ, các chị cứ nhìn đi ạ. Màu xanh cực kỳ đẹp luôn ạ, màu xanh mát cực kỳ đẹp luôn ạ. Đây ạ, có thể quay trước quay sau cho các chị nhá, rất là đẹp, rất là xinh luôn ạ. 55 cân ok vừa. Thực Oanh Nguyễn ok đã có địa chỉ, xin cảm ơn. Mua đi nhanh lên, đúng rồi, mua đi nhanh lên khỏi hết rồi nhá. Chị thử màu đen ok, một lát nữa sẽ thử luôn nhá. Một lát đợi bạn mẫu hàng, một phút nữa sẽ đi thay đồ nào. Những chị nào thích màu xanh nhanh tay đặt hàng nhá. Những chị nào thích màu xanh nhanh tay đặt hàng đi ạ. Phải nhanh tay đặt hàng để bạn mẫu đi xay lần lượt các màu cho các chị xem nhá. Kim Thoa ok cho đơn hai cái nhá. Ok, rất là đẹp luôn ạ. Cúc Trần Thị ok cho đơn rồi nhá. Ngọc Yến ạ, ship nội thành Hà Nội là 20, ngoại thành và tất cả tỉnh là 30 nhá. Thúy Nga, cái chấm bi trên kênh mặt 150.000 một chiếc và 270.000 một đôi nhá. Chị Châu Thị ơi, 170.000 một cái và 300.000 một đôi nhá. Mã của nó là A27, cực kỳ đẹp và cực kỳ xinh nhá. Đây là hàng loại 1 nhá. Đây là hàng thiết kế loại 1 của xưởng may Big One Hà Phương nhá, rất là đẹp luôn ạ. À. Rất là xinh nhá chị nhá. Yến Nguyễn ok chốt đơn cho chị rồi ạ. À. À Hồng Nguyễn ok chốt đơn cho chị rồi nhá. Hoàng Lan 48 cân cực kỳ đẹp luôn ạ. Đặng Hải lấy chân váy dài ok nhá. Chân váy dài này, chân váy dài sao ạ? Giá là 140.000 ok.
Chị ơi, không ship sang Đài Loan, em chỉ ship nội thành Hà Nội và ship toàn bộ trên giải hình chữ S ạ. Rồi, Trần Thị Tường Vi màu đỏ, ok, chốt đơn rồi. Mình ở 67 Ninh Hiệp, Sa Lâm, Hà Nội ạ. Vải của mình chất liệu nó là Habutai, không nhăn, không nhầu, cực kỳ mát luôn nhá. Nguyễn Trâm ơi, sao nãy giờ... không hiểu nhá, 47 cân ok vừa. Thu Nguyễn lên 59, 58 cân ok vừa luôn, rất là đẹp nữa. Một cái này này, em đọc lại này. Các chị mới vào đúng không ạ? A27 cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ. Giá chia sẻ là bao nhiêu ạ? 170.000 một cái và 300.000 một đôi nhá. Xuân Xuân đây ok, chốt đơn cho bạn rồi. Nghĩa Thạch Trung. À, quần đảo ấy, quần chúng vừa nãy em đã chốt rồi mà chị. Rồi, Hồng Khanh ơi bao nhiêu? 170.000 một cái và 300.000 một đôi. Rất là đẹp nhá. Cho mình xem cái chấm bi ok ạ. Đây ạ, chấm bi chị nhìn luôn nhá. Chị nhìn luôn chấm bi cho em đi ạ. Chị Lê ơi, ok, em chốt đơn cho chị rồi. Như Quyên đây, 170.000 một cái và 300.000 một đôi nha, rất là đẹp luôn. Muốn Mình Yên, ok, chốt đơn cho anh rồi. Nhưng 3 lần anh vẫn không cho em số điện thoại địa chỉ đâu ạ. Hao Lương ơi, ok nè. Hồng Phấn, chất phải là Habutai nhá. Chất Habutai không nhăn, không nhầu nhá, cực kỳ đẹp luôn. Nhung Lê này, ok này. Các chị ơi, em xin nói lại này. Tất cả các chị mua hàng của xưởng may Big One Hà Phương 100% đã được xem hàng trước khi thanh toán. Tránh tình trạng là các chị bị các đơn vị khác nó lấy trộm thông tin của em nó gửi hàng đấy. Các chị 100% được xem hàng trước khi thanh toán nhá. Trần Thị Tường Vi, ok, cho đơn là chị rồi, thiếu địa chỉ. Thu Thủy ấy, ok, thiếu địa chỉ của em nhá. Hằng Nguyễn Thủy, một cái màu trắng, ok, chốt đơn cho chị rồi nhá. Nào, khẩn trương lên nào. Chị Thái Miễn ơi, 75 cân không vừa, em hẹn chị ở mã khác nhá. Hồ Văn Hương, ok, chốt đơn rồi. Rồi, Trần Thị, ok nhá. Nhung Lê, chị ơi, em bao vừa cho các chị nhá. Chỉ khi nào các chị mặc vừa đẹp, mà các chị phải đẹp hơn em mới bán. Còn chị nào mà có cân nặng không đẹp, em không bán nhá. Các chị yên tâm là em chốt vừa, em mới gửi nhá các chị nhá. Rồi, ok nào. Jizo Tùng Lâm, ok, em chốt đơn rồi, nhưng thiếu địa chỉ. Có địa chỉ rồi, xin cảm ơn. Hoa Vũ ơi, con tim ok, em đã nhận rồi ạ. Liễu Nguyễn ok, có địa chỉ có số điện thoại nhưng không có địa chỉ nhá. Hồ Văn Lương ok, em chốt đơn rồi. Mỹ Loan ok nhá. Một cái này A27 giá chia sẻ 170.000 một cái và 300.000 một đôi. Cực kỳ rẻ và cực kỳ xinh luôn ạ. Jizo ok, thích vào màu xanh ngọc nhá. Quá tuyệt vời luôn ý ạ. Ngọc Yến ok, 55 cân vừa nhá. Ok, đã có địa chỉ của Đại Nguyễn rồi ok. Vinh Ro ok vừa nhá. Hiền Trần ơi ok vừa luôn ạ. 170.000 một cái và 300.000 một đôi ạ. Hãy rủ người nhà người thân vào mình mua đi ạ. Mua hai cái để được 300.000 nhá. Ok nhá. Kim Xuyến này, cả một bộ này vô cùng rẻ ạ. 170.000 một áo và 140.000 chân váy nhá. Tổng là có 301 thôi ạ. Nào ok nào. Chị đứng xa ra để nhìn chân váy. Ok ạ. Đây là chân váy ngắn nhá. Còn mình đang mặc là chân váy dài nhá. Rất là xinh luôn, có hai loại chân ngắn và chân dài, xẻ trước và xẻ sau đều 140.000 nhá. Giá cực kỳ rẻ luôn ạ. Rồi, chị thấy em không thấy tất cả mọi người luôn. Có mấy màu, đây là màu đỏ tươi nhá. Bạn mẫu đang mặc là màu xanh nhá. Màu xanh cực kỳ mát luôn ạ. Màu xanh này cực kỳ mát luôn. Ai không nhanh tay đặt hàng là hết đi nhá. Đến cuối livestream mà hết là em không gửi đâu nhá các chị nhá. Ok chưa ạ? Thu Hương ơi ok, em chốt đơn rồi. Nguyễn Khắc Quý ok, em chốt đơn rồi nhá. Rồi nào, các chị ơi nhanh tay lên nào. Chị Liên Liên lên 58 cân ok vừa. Nhung Lê màu đen đi chị, ok nhá. Bạn mẫu sẽ thay luôn màu đen nhá. Bạn mẫu hôm nay sẽ thay lần lượt tất cả các màu cho các chị luôn nhá. Nguyễn Xuân Phú là con tim ok, em biết rồi ạ. Đằng sau hơi mỏng, cái này mà mỏng em không lấy tiền của chị nào nhá. Các chị ơi nhìn đây ạ, đây là hàng hai lớp nhá. Cái quan trọng nhất là cái đằng trước của chúng ta. Đằng trước em đã may hai lớp, thiết kế hai lớp rồi, cho nên các chị yên tâm nhá. Đằng trước đã thiết kế hai lớp rất là đẹp luôn này. Von cái chất vải Habutai nó cực mềm đấy ạ. Các chị có nhìn thấy nó mềm không ạ? Nó cực mềm và cực rủ luôn, bao mát bao đẹp cho tất cả mọi người nhá. Rồi ok, nói quá. Không bao giờ nói quá đâu chị ạ, em chỉ nói thật sự thật thôi nhá. Em sẽ nói sự thật luôn, các chị yên tâm luôn ạ. Em làm như nào em nói như thế luôn ạ. Mai Mai ok, chốt đơn rồi nhá. Thúy Vinh ơi sao không thấy em, có thấy chứ bạn ơi. Thương Phùng thấy tất cả mọi người luôn ạ. Máy tính nhà em tự động auto chốt đơn nhá. Các chị cứ cho đầy đủ số điện thoại địa chỉ là máy tính nhà em tự chốt đơn rồi, không phải lăn tăn nhá. Nào khẩn trương lên nào chị ơi. Thương Cẩm Tú ok nhá. Đặt rồi để nhà em tự chốt đơn rồi, chị không phải lo nhá. Nguyễn Thủy ok nhá. Rồi nào nhanh tay nào. Chị Thái Kim ok, chốt đơn cho chị rồi nhá. Chị Phan chị Thám Phan, chị thấy em không có thấy tất cả luôn ạ. Trần Thu Hiền ok nhá. Rồi Linh Linh Cute Nguyễn ok, chị ơi mẫu khác đi một lát nữa nhá, tại vì mẫu này nó đang quá là hot rồi. Đợi một lát, từ dần cuối livestream mình sẽ mẫu khác cho bạn nhá. Áo trắng bao nhiêu? Cái này đây là màu vàng nhá bạn nhá. Đây
là màu vàng này, đây là màu vàng đấy ạ. Đây là màu vàng gà con đấy, rất là đẹp luôn nhá. Trái tim có nắng ok, 170.000 ạ. 170.000 một chiếc và 300.000 một đôi ạ. Đây nào các chị ơi hãy ngắm đi ạ. Màu đen tuyệt vời luôn ạ. Nào những chị nào thích màu đen ạ. Những ai là thần tượng của màu đen thì hãy nhanh tay đặt màu đen đi ạ. A27 màu đen cộng số điện thoại địa chỉ. Giá chia sẻ là bao nhiêu ạ? 170.000 một chiếc và 300.000 một đôi. Cực kỳ xinh, cực kỳ đẹp nào. Các tình yêu ơi, nhanh tay lên nào. Các tình yêu ơi, nhanh tay lên ạ. Cực kỳ đẹp ạ. Tất cả những người đẹp nào mà có cái bắp tay to này, bắp tay to cũng như là hông to, bụng to nhá, bơi hết vào đây ạ. Riêng cái mã này nó là gọi là siêu che khuyết điểm nhá. Đây là cái mã hàng mà siêu xe che khuyết điểm luôn. Tất cả ai mặc cũng ok vừa luôn ạ. Đây ạ, nó mềm mà nó rủ, nó mát ơi là mát luôn. Nó mát đến tất cả những chi tiết cần phải mát, đúng không, đúng không ạ? Rồi ok. Nào Nghiêm Đặng ơi, ok chốt đơn cho bạn rồi nhưng thiếu số điện thoại địa chỉ nhá. Thương Phùng ơi, thiếu địa chỉ của mình rồi, phải cho mình đầy đủ số điện thoại địa chỉ mình mới gửi hàng nhá. Rồi ok, có Sơ Mi Von không, có một lát nữa nhá. Mỹ Châu Nguyễn ok, chốt đơn cho bạn 38 cân thì hơi rộng một xíu nhá. Ngọc Trinh ơi, ok, mình chốt đơn rồi. Nguyễn Hà, ok nhá. Bé Héo, lòng trung thủy là như thế nào nhỉ? Ok. Tường Vi, ok nhá. Hồ Văn Trương, ok, chốt đơn cho bạn rồi. Thúy Vinh, ok nhá, đầy đủ số điện thoại, địa chỉ là mình tự chốt rồi nhá. Dung Trần ơi, cái này là dưới 60 cân nhá, 60 cân là mặc vừa nhá. Oanh Nguyễn, cái nào cũng đẹp, ok, lấy cả bộ sưu tập đi ạ. Nào, có chị nào thích màu đen không ạ? Hãy sẽ ngắm màu đen nhá, cực kỳ đẹp đấy ạ. Bạn mẫu sẽ quay trước quay sau cho các chị ngắm nhá. Những chị nào mà bắp tay to này, rồi thì là bụng to, hông to, bơi hết vào đây với em nhá. Các chị mặc đóng thùng thì quá là đẹp rồi, mà thả buông thì cũng quá là đẹp luôn ạ. À. Thả buông cũng cực kỳ đẹp luôn, không phải lăn tăn nhá. Bảo Nhung ơi, 60 cân em bao đẹp luôn ạ. À. Chị cá chị ok vừa nhá. Đặng Lan này ok chốt đơn rồi này. Luyện Huê ok chốt đơn rồi nhá. Thương Phụng ok, có cho đầy đủ số điện thoại địa chỉ là mình chốt nhá. Thiệp Trần này ok rồi này. Mai Vũ ơi ok nhưng thiếu địa chỉ nhá. Lan Công ơi ok rồi nhưng thiếu địa chỉ nhá. Nào các người đẹp ơi, cho em đầy đủ này. A27 cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ, giá chia sẻ là bao nhiêu ạ? 170.000 một chiếc và 300.000 một đôi nhá. Thanh Thúy Đặng ơi ok cho đơn rồi nhá. Lại Thị Ngọc à, Nhân Trần ơi là như thế nào, gọi bạn đúng không ạ? Mẫu nào cũng đẹp thì mua đi ạ, hãy mua đi nhá. Hôm nay nhà em không kịp clip quần ạ, vì quần chưa may ra kịp nhá. Ok Hoàng Minh ơi vừa nhá. À Bích Trần Nguyễn ơi không vừa chị ơi. Messenger ok, Trang Trần Trang Lê ok nhá. Hoàng Lan ơi ok này, Quốc Bảo ơi, cả một bộ này là bao nhiêu ạ? 310.000 một mức giá cực kỳ rẻ luôn. Nếu các chị ra thị trường mua một cái áo là của em đã 300.000 rồi, nhưng đến với xưởng may Bích Oan Hà Phương mua cả bộ mới hết có 310, cực kỳ rẻ luôn nhá. Chị Thanh Thanh ơi ok vừa này. Bích Hội ok, chị lấy một cái chị cho em màu đi ạ. Coi Xinh ok. À thả xem với. Ok nhá, thả xem, thả luôn đây, em thả màu đỏ cho các chị dễ nhìn nhá. Diên Mai ok, cho đơn cho bạn rồi. Oanh Nguyễn ok nhá. Lương Ngọc Hà ơi ok vừa. Hai Lê ok nhá. Đây ạ, thả buông ạ, đẹp không ạ? Quá là xinh không ạ? Đây ạ, em cho các chị ngắm nhá. Rất là xinh, rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn ạ. Thương Phùng ok, chốt đơn rồi nhá. À Hào Lương ơi không miễn ship ạ. Ship nội thành Hà Nội là 20, ngoại thành và tất các tỉnh là 30 nhá. Nào ok nào các chị nào, nhanh tay nào. Sa Huy ok, em chốt đơn rồi nhá. Chất vải là chất Habutai, cực kỳ mềm và mát luôn ạ. Mềm mát lắm ý ạ. Chị Thắm ok, chốt đơn rồi ạ. Huyền Nguyễn ok, chốt đơn rồi nhá. Thu Nguyễn Thị ok nào. Nào Thơ Nách ok nào. Nguyễn Nhung nào ok. Ok nào, ok em thấy mình nói rất là từ từ mà các chị vẫn thấy nhanh à? Em nói cực kỳ chậm rồi đấy. Tại vì em quen cái cuồng này, em muốn trả lời tất cả các cái comment của các chị nha, các chị thông cảm nha. Chắc chắn là các chị nghe được đấy ạ. Chị Hồng Thu ơi, cửa hàng mình ở xóm 7 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội nhá. Loan Hậu ơi ok vừa. Khánh Thuê Thu ơi ok vừa nhá. Hoàng Lan ơi ok nhá, ok ạ. Các chị cứ cho em đầy đủ này, mã cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ là máy tính nhà em mặc định đã cho đơn rồi nhá, các chị không phải lo nhá. Tại vì em phải nói nhanh như thế vì lý do là sao? Rất nhiều chị đặt hàng sau đó em không chịu, không nêu tên được các chị là các chị lại dỗi. Các chị bảo em ơi sao em sao lại đối xử với chị như thế? Chị đặt hàng cũng như bao nhiêu người mà các chị khác được đọc tên mà chị không đọc tên, nên các chị thông cảm nhá. Rồi ok em cho đơn cho chị Nguyễn Nhật Ni rồi nhá, rất là đầy đủ, xin cảm ơn ạ. Hồng Lý Trần ok nào, muốn bình yên ok nào, Vi Đào ok nhá. Em sẽ ship và cho đơn cho tất cả những chị nào có đầy đủ số điện thoại địa chỉ trước ạ. Chị nào có đầy đủ số điện thoại địa chỉ trước là em chốt trước nhá. Chị nào mà chưa có là em chốt sau đấy ạ nhá. Nga Hoàng ơi ok, em sẽ thử màu trắng nhá. Đây ạ, bạn mẫu sẽ đi thử màu trắng nhá. Sẽ đi thử lần lượt tất cả các màu cho các chị xem được chưa ạ. Dũng Hà ok nhá. Rồi nào, Thanh Thanh ạ, có ship
Chị ơi, ship toàn quốc luôn là 30.000 nhá chị nhá. Ở đâu em cũng ship luôn ạ. Chỉ cần đủ địa chỉ thôi ạ. Bán cả bộ này là 301 nhá chị nhá. A27 là 170.000, chân váy CV5 của em chỉ có bao nhiêu? 140.000 thôi ạ. Đặng Anh ơi, ok rồi nhá. Hệ thống Messenger, chị nói dễ nghe mà. Ok, xin cảm ơn nhá. Trương Thị Lực màu xanh ok rồi, nhưng thiếu số điện thoại địa chỉ nhá. Phải cho số điện thoại địa chỉ cho mình ạ. Vợ tới ok này. Loan Hậu bán cả bộ là bao nhiêu? Cả bộ này là 301 nhá. Áo là 170, chân váy là 140 bạn nhá. Trà Mi ơi, xem sau lưng ok này. Xem sau lưng này rất là đẹp luôn. Đây áo này là 150 và 270 một đôi nhá. Hoặc nhà em là có rất vô vàn, rất là nhiều mã. Em sẽ list từng mã một cho các tình yêu xem nhá. Cái này chỉ có 170.000 ạ. 170.000 có thấy bạn nhá. Bạn Nguyên gì đấy ạ? Bao nhiêu tiền một bộ? 170.000 ạ, chỉ có 170. À quên ạ, 170.000 một áo và 140.000 có chân váy, tổng số là 301 nhá. Lê Thị Mỹ Liên ok cho đơn cho chị rồi, rất là đầy đủ, xin cảm ơn chị. Mai Mai em đã có địa chỉ rồi, xin cảm ơn nhá. Lộc Thị Nguyễn ok nhá, rồi ok. Các chị cứ cho em đầy đủ số điện thoại, địa chỉ là máy tính nhé, em tự chốt rồi nhá. Kiều, chị Kiều gì đó ok, em cho đơn rồi nhá. Hòa, chị Nguyễn Hoàng Yến ok nè. Chị chị Hạnh Tuyết ok rồi này, ok nhá. Chị Khoa Nhi ok ạ. Chị Thảo Nguyên ok nhá, thiếu số điện thoại địa chỉ nhá. Rồi đúng rồi, mua đi ạ. Trần Thị Hương Vi ok ạ. Hồng Phấn ok ạ. Rồi Bích Đào ok nhá. Nào các chị ơi, hãy cho em đầy đủ mã cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ. Trời ơi các chị ơi, nhìn màu trắng đi ạ. Màu trắng nó có đáng yêu không ạ? Cực kỳ đáng yêu luôn ạ. Những chị nào thích màu trắng thì nhanh tay đặt màu trắng nhá. Màu trắng cực kỳ đẹp luôn, mà không đẹp thì em không lấy tiền của ai nhá. Cực kỳ xinh đẹp nào. Những chị nào thích màu trắng nào, mặc xem màu cam đi chị ok nhá. Sẽ mặc màu trắng này 3 phút sau đó thay màu cam nhá, được chưa ạ? Bung buông tay anh là như thế nào đấy ạ? Chị Trung Khánh ơi, 47 cân ok vừa. Linh Hà ơi, chị bỏ áo ra ngoài xem ok, sẽ bỏ nhá. Ánh Tuyết ok này. Cùng Lợi ơi, cho em mà bộ trắng, đúng rồi, thích bộ trắng này đúng không ạ? A27 màu trắng cộng với CV5 nhá, ok chưa ạ? Hoa Lo ơi, hỏi gì mình hỏi luôn đi nhá. Trương Thị Lực ơi ok này. Lê Huyền, chị ơi cho em một áo màu trắng đấy nhá, quá đẹp đúng không? Không lấy màu trắng này thấy là có lỗi với bản thân đấy ạ, cực đẹp luôn. Thọ Nick A27 ok, thiếu số điện thoại địa chỉ. Tạ Hồng ơi ok, Bích Hội ơi ok nhá. Rồi nào, khẩn trương lên nào các chị nào. A27 cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ, một mức giá cực kỳ yêu thương ạ. Chỉ có 170.000 một cái, mà lấy hai cái chỉ có 300.000 thôi nhá. Rồi ok nào. Chị Hồng Phấn ơi, rất đầy đủ, em xin cảm ơn. Chị Trà My ok nhá, một lát nhá. Hoàng Nga ơi, có mẫu khác nữa không? Có rất nhiều mẫu, chị cứ ở nguyên trên livestream, một lát nữa em sẽ đổi mẫu nhá. BB ơi, 170.000 một cái và 300.000 một đôi, rất là đẹp luôn ạ, cực kỳ đẹp luôn nhá. Rồi ok, chị đặt cả bộ nhá. A27 màu trắng cộng chân váy cho em nhá, ok chưa ạ? Chị Lê Duyên ơi, ok cho đơn này. Ánh Tuyết ok cho đơn nhá. Sao em hỏi mãi mà không được trả lời? Chị ơi, em đang trả lời rất là nỗ lực luôn, ai hỏi chị cứ hỏi lại em đi nhá. Rồi Phương Thủy Đinh, áo bao nhiêu? 170.000 một cái và 300.000 một đôi nhá. Đây ạ, em thả áo đây ạ. Các chị đã nhìn thấy chưa ạ? Em thả áo nhé. Cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh luôn ạ. Bao cho tất cả các chị 60 cân quay đầu nhá. Những chị nào đặc điểm của cái áo này này, nó là như thế này, nó vô cùng giấu khuyết điểm nhá. Những chị nào bắp tay to như em này, bụng to, lườn to này, bơi hết vào đây ạ. 60 cân quay đầu là vừa nhá. Bích Đào ơi ok, em cho đơn rồi nhá. Vân Lê ơi, chị thấy em không có thấy tất cả mọi người luôn. Có bán quần xịp không ạ? Đã có bán quần xịp thì thôi để em bán cho vợ anh nhé, chứ không bán cho anh đâu ạ. Đặng Anh ơi ok, đã có địa chỉ xin cảm ơn. Tương Trần ơi ok nha, màu trắng quá đẹp đúng không ạ? Nếu mà không lấy thì rất là tiếc ạ. Lê Quyên ok, 56 cân vừa nhá. Huyền Nguyễn ơi ok, đã có số điện thoại nhưng chưa có địa chỉ. Chân váy của em là CV5, giá chia sẻ là 140.000 nhá. Phương Anh Nguyễn ok cho đơn rồi. Anh Trần ok nhá. À bạn ơi đừng IB nhá, cho mình luôn đi ạ. Nga Đào ơi có số điện thoại nhưng chưa có địa chỉ nhá. Trần Gia Linh ơi màu vàng ok, sẽ sang màu vàng luôn nhá. 170.000 một cái và 300.000 một đôi, cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh luôn ạ. Chị ơi chốt đơn cho em nhé. Lệ Quyên ơi đầy đủ số điện thoại địa chỉ là mình chốt nhá. Phạm Hoa ơi ok chốt đơn rồi. Hoàng Yến ơi ok nhá, bạn hỏi lại nhá. Kiều Anh Nguyễn ok chốt đơn rồi nhá. Ok nào. Đại Nguyễn ơi gửi lên Bắc Cạn. Trời ơi, trừ thứ bảy chủ nhật ra là 2 ngày là nhận được nhá, ok chưa ạ? Trần Thị Tường ok có số điện thoại nhá. Em xin nói lại với các chị nhá, nếu các chị đặt hàng của em ai có số điện thoại địa chỉ em chốt trước nhá. Chị nào có đầy đủ số điện thoại địa chỉ em sẽ ship ngay và luôn nhá. Còn chị nào mà thiếu địa chỉ thì đề nghị phải gửi luôn cho em để em gửi em máy nhá. Em sẽ đi mặc thử màu cam nhá, sau một lát nữa là em sẽ đổi màu nhá. Nào ok, Lệ Duyên ơi có thấy em không? Thấy tất cả mọi người luôn nào. Nào các người đẹp ơi hãy ngắm đi ạ. A27
cộng màu, cộng số điện thoại, địa chỉ, giá cực kỳ yêu thương ạ. 170.000 một chiếc và 300.000 một đôi, rất là đẹp nhá. Lợi Nguyễn là ok, sẽ ship cho bạn nhá, ok nhá. Nào các chị nào, những chị nào chưa cho em địa chỉ nhớ cho đầy đủ nhá. Ưu tiên tất cả những tình yêu nào cho đầy đủ số điện thoại, địa chỉ trước nhá. Rồi nguyên một bộ này của em là 301 nhá. Áo là 170, chân váy CV5 là 140 nhá. Và ngoại ơi 68 cân, em xin lỗi là không vừa nhá. Hồng Lương ok hỏi gì em ạ? Cả bộ set của em là 301 nhá chị nhá. Chỉ có 310 thôi, rất là rẻ ạ. Chân váy của em là chất umi co giãn nhá, chất umi cực kỳ đẹp luôn này. Chân váy 140.000 ạ, chân váy bao từ 58 cân quay đầu nhá. Phạm Hương ơi ok chốt đơn rồi nhá. Rồi Bình An ok chốt đơn rồi nhá. Hàng Đại Ca ok chốt đơn rồi nào. Các chị ơi hãy cho em đủ này. Mã cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ, một mức giá cực kỳ yêu thương ạ. Lê Duyên ơi thiếu địa chỉ nhá. Cực kỳ yêu thương, 170.000 một chiếc và là 300.000 một đôi nhá. Tùng Gia Cát ok nào. Không miễn ship bạn ơi, ship nội thành là 20, ngoại thành là 30 nhá. Võ Thị Thắm bao nhiêu một xếp? Chỉ có 301 thôi chị ạ. Nào chị Mỹ Hạnh có thấy nhá. Nào các chị ơi nhìn thấy chưa ạ? Đây em đang mặc là màu đỏ, đây là màu cam nhá. Trời ơi, em mặc màu cam ra đảm bảo với các chị em sẽ trẻ thêm 10 tuổi nữa nhá. Nào đây là ai, những người nào những người đẹp nào là tín đồ của màu cam thì hãy nhanh tay đặt màu cam đi ạ. Cực kỳ đẹp ạ, trẻ trung và rực rỡ cực kỳ luôn ạ. Màu cam cực kỳ xinh xắn nào, có ai thích màu cam không ạ? Nhanh tay lên ạ. Đức Anh ơi ok em không hiểu nhá. Nào khẩn trương nhá, cùng Lợi ơi cứ cho em đầy đủ số điện thoại địa chỉ là em chốt đơn nhá. À sống cho tương lai ok chốt đơn rồi nhưng thiếu địa chỉ. Lợi Nguyễn ơi có ship người không vậy? À người thì không ship rồi, người thì nhất định không ship rồi, ok nhá. Nguyễn Mến thấy em thấy chị không ạ? À? Em có thấy nhá chị nhá. Minh Huyền ok chốt đơn rồi nhá, 57 cân ok vừa. Ngà khúc cho màu cam đúng không ạ? Nếu như không lấy màu cam em thấy cực kỳ tiếc. Trời ơi, mặc vào cam mà đây nha, em chỉ cần áp mặt và các chị nhìn nhá. Em mà mặc màu cam em đảm bảo với các chị em trẻ ra 10 tuổi luôn. Trương Thị Lực ok chốt đơn rồi nhưng thiếu số điện thoại địa chỉ. Ngô Mai Hường ok nhá, rất là đẹp luôn ạ. Chân váy của em là 140.000 nhá chị nhá. Hưng Đặng ơi thấy em không? Có thấy nhá, quá thấy luôn. Dũng nào màu vàng ok chốt đơn này. Hồ Văn Hương ok rồi này. Thủy Tiên Nguyễn chân váy 57 cân ok vừa nhá. Nào Nguyễn Thúy Anh 56 cân ok vừa. Hồng Lương ơi ok rồi nhá. Đỗ Bình ok nào. Các chị nào nghe em nói này, áo này em chốt cho tất cả các tình yêu từ 60 cân quay đầu nhá. Tất cả những chị nào 60 cân quay đầu bơi hết vào đây với em ạ. Và đặc biệt là nhà em có hệ thống chốt tự động rồi. Các chị cứ cho em đầy đủ số điện thoại, địa chỉ là máy tính nhà em tự chốt nhá. Em không thể đọc tên được tất cả mọi người thông cảm cho em nhá. Chị ơi 170.000 một chiếc và 300.000 một đôi nhé chị Thủy Phạm nhá. Hạnh Mỹ ơi thấy em không? Có thấy luôn nhá, không ẩn một ai đâu. Nguyễn Huyền ơi chân váy đang mặc là có co giãn nhá, đó là chân Gucci co giãn ở đây này, co giãn thoải mái này. Nga Đào ok chốt đơn rồi. Anh Dương ok nhá. Thi Thanh Vũ ok này. Đinh Loan ok rồi nhá. Thắm Trần ok nhá. Vũ Bích Liên chân váy chất liệu là chất liệu umi co giãn nhá các chị em nhá. Hoàng Thương ơi ok chốt đơn rồi nhưng thiếu địa chỉ này. Mận Lê ok này, Thương Nguyễn này ok nhá. Chị Thương Nguyễn ơi, chị comment em không trả lời được vì là nó bị đẩy lên ấy. Bây giờ chị comment lại, em hứa là em nhìn thấy chị em trả lời luôn. Thảo Bích ơi ok nào. Rồi chị cả là màu cam xuống ok là thích màu cam, thả màu cam. Mona cũng ok luôn. Kim Kiều là ok 60 cân mặc vừa nhá. Đây ạ. À, các chị ngắm chưa? Kể cả là mặc Sophie đi thả buông đều đẹp nhá. Bao đẹp cho tất cả các tình yêu luôn. Nếu không đẹp trả lại Bích Oan Hà Phương nhá. Bao đẹp luôn ạ. À. Đây là hàng thiết kế rồi, không cần phải nói đâu ạ. À. Kim Yến ok chốt đơn rồi. Thành Anh Thư ok nhá. Ok luôn này. À Hoài Vũ ơi áo đẹp, rất là đẹp luôn ạ. À. Mình muốn mua áo được không? Ok nhá. Lấy một áo cũng bán và lấy cả xếp cũng bán nhá các chị nhá. Hoàng Anh Gia Lai ok này. Trần Thị Tường ok vừa chị ơi. Nguyễn Mến áo em đang mặc là 170.000 nhá. Trời ok nào. Ái Nhân thì ok chốt đơn rồi. Tú Phạm ok chốt đơn rồi nhá. Nào A27 cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ, một mức giá cực kỳ yêu thương ạ. 170.000 một chiếc và 300.000 một đôi, cực kỳ rẻ luôn nhá. À Hợp Bích mình trả lời rồi. Tuyến Đoàn ok chốt đơn rồi nhá. Tô Hồng ok chốt đơn nào. Nghĩa Phạm một bộ là 310 nhá. Mỹ Hạnh Phạm Thị ok chốt đơn rồi. Đỗ Bình ok 170.000. Ngọc An mình đặt áo màu cam ok chốt đơn nha Ngọc An, nhưng phải có số điện thoại địa chỉ nhá. Tất cả chị gái nào đặt hàng của em phải đầy đủ mã cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ em sẽ chốt hàng nhá. Chị nào chưa có đề nghị bổ sung cho em ạ. Hoàng Hồng Thụy Tình ok chốt đơn rồi. Đinh Loan ok vừa nhá chị nhá. Hoàng Thắm ok này, Thủy Mon ok này, Vân Lê ok nhá. Nào khẩn trương lên nào, các chị nào khẩn trương nhá. Thủy Tiên Nguyễn chân váy bao nhiêu? 140.000 chị ơi.
hoa hồng thủy tinh. À một size đúng rồi, hàng một size nhá, hàng một size mặc chắc chắn là vừa luôn. Hoa chân ok, cho đơn cho bạn rồi, thiếu địa chỉ nhá. Thanh Thanh ơi ok, thiếu địa chỉ. Lý Tuyết ơi thiếu số điện thoại địa chỉ rồi. Thiên Nguyễn ok nhá, Đại Nghĩa ok này. À Đồng Bích ơi ok nào, Khẩn Trương là các chị nào. Nương Lê bao nhiêu một bộ? 301 nhá, chỉ có 301, trong khi đó trên thị trường các chị mà mua nhá. Áo này em đảm bảo với các chị là 300 rồi nhá, nhưng mua của Bích Oanh Hòa Phương chỉ có 301 cả bộ thôi ạ. Rồi Trần Hợi Hướng ok vừa nhá. Ngà Khúc ơi ok, chốt đơn như thiếu số điện thoại địa chỉ. Mai Mai ok nào, Lê Thủy ok nhá. Nào Khẩn Trương lên các tình yêu ơi. A27 cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ, một mức giá cực kỳ yêu thương ạ. 170.000 một chiếc và 300.000 một đôi nhá. Xuân Xuân ơi mặc vàng đi ok. Hương Hoàng ok, em chốt đơn rồi. Sinh Tùng ok, Hương Ngô ok nhá. Nào Khẩn Trương lên nào các chị nào. À Lê Thủy cả bộ bạn ơi. Cả bộ là bao nhiêu ạ? Cả bộ của em chỉ có bao nhiêu ạ? 301 nhá. Hiền Trần ok cho đơn rồi nhá. Đây ạ, đây là bây giờ em giới thiệu, đây là màu kem nhá. Đây là màu kem hay còn gọi là màu lông gà non nhá. Màu vàng kem nhẹ đấy ạ. Nào ok nhá, em sẽ mặc luôn nhá. Vũ Bích Liên đây ok vừa nhá. Dương Nguyễn chân váy vậy. Chân váy là 140.000 nhá. Chất vải u mì co giãn nhá, rất là đẹp luôn này. Rồi ok, à vai hoa hồng, không nhìn thấy mình à, có nhìn thấy tất cả mọi người luôn. Thanh Thanh ơi địa chỉ rồi, ok có địa chỉ mình sẽ ship hàng ngay nhá. Hoàng Thống ơi bao nhiêu, 310.000 cả set nhá, chỉ có 310.000 cả set thôi. Thảo Ly A27 ok nhưng phải có số điện thoại địa chỉ nhá. Kim Phụng ơi bao nhiêu ký mặc vừa, chốt từ 60 cân quay đầu ạ, 60 cân quay đầu là vừa nhá. Hoàng Thống ơi 170.000 một cái nhá. Rồi cho chị bộ rồi ok, cho đơn cho chị nhá. Tú Phạm ok này, Thu Nguyễn Thị ok này, Nhung Nguyễn Thị Tuyết cho xem màu màu tím đi bạn. Ok nhá chị ơi, không có màu tím ạ, không có màu tím nhá, có màu tím em cho xem luôn ạ. Rồi Ngọc Lan Rừng có sơ mi trắng không? Đây mà cái này có màu trắng mà bạn, có màu trắng vừa đấy mình mặc rồi đấy. Oanh Nguyễn ok cho đơn rồi nhá. Tuyết Minh ok nè, các chị ơi hãy nhanh tay lên nhá, hãy nhanh tay cho đơn cho em ạ. Thanh Lê ok cho đơn rồi, thiếu địa chỉ. Phương Nguyễn chân váy 61 cân không mặc vừa, chị ơi không vừa nhá. Nga Phạm ơi bao nhiêu một bộ? 310.000 nhá, rất là đẹp đẹp. Đây nhá các chị nhá, đẹp không ạ? Cực kỳ đẹp và nhẹ nhàng luôn ạ. Đây là màu lông gà non nhá. Đây là màu lông gà non ạ, hay còn gọi là màu kem nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Đây là màu kem cực kỳ sáng da và đẹp luôn. Trần Thị Thường ok chốt đơn rồi nhá. Rồi Trần Thị Vi này ok, áo đẹp quá là đẹp luôn đấy ạ. Chị Hương Hương à, cho xem các mẫu áo sơ mi đi. Ok một lát nha các bạn nhé, bạn đừng rời khỏi màn hình, đợi mình một lát nhé. Thanh Nguyễn ơi à, mình xin số điện thoại bạn ơi. À xin số điện thoại, số điện thoại ở trên trên fanpage nhé bạn nhé. Có rồi nhá. Thị Huỳnh ơi ok vừa nhá. Nhung Nguyễn Thị Tuyết à, còn màu xanh không? Còn bạn ơi, còn xanh nhá, còn đủ màu cho tất cả các tình yêu đặt nhá. Bao nhiêu vậy? 170.000 một chiếc nhá, 170.000 một chiếc và 300.000 một đôi thôi ạ. Trên váy 60 cân không vừa chị ơi, em chốt từ 58 cân quay đầu. Lý Thắm ơi ok này, Nguyễn Hà Tuyết này, áo bao nhiêu? 170.000 nhá, chỉ có 170.000 thôi ạ. Mua 3 cái sẽ miễn ship ok nhá, mua 3 cái miễn ship nhá. Đinh Loan, Đinh Loan cho chị một màu kem ok, quá đẹp đúng không? Không mua màu kem này còn mua màu gì nữa ạ? Quá đẹp nhá. Đẹp dịu dàng luôn, cực kỳ đẹp luôn ấy ạ, cực kỳ đẹp luôn. Mà Mẫn Lê ok cho đơn rồi nhá. Nào các chị ơi nhanh tay lên nào. A27 cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ, một mức giá cực kỳ yêu thương ạ. 170.000 một cái và 300.000 một đôi ạ. Rồi Như Thanh ơi 60 cân nhá, 60 cân quay đầu là vừa, cả một bộ này chỉ có bao nhiêu ạ? 301 ạ, 310.000 nhá. Đào Tuyết Tuyết áo là 170.000. Minh Tâm Phạm ok có chân váy nào, chị ơi không có cái nào 74 cân nhá, em hẹn chị mã khác ạ. Hoa Nguyễn thì ok vừa. Trần Thị Hợi Hướng 60 ký ok vừa nhá. Subilac Nguyễn ok nào. À Bảo Nhung ơi chốt cho mình chưa, cứ cho đầy đủ số điện thoại địa chỉ là mình chốt nhá. Ok nhá, xem áo vàng đây, áo vàng đây cực kỳ đẹp luôn nhá. Đây là màu lông gà con nhá các chị nhá, đây là vàng lông gà con nhá, rất là đẹp luôn ạ, rất là xinh luôn ạ. Rồi ok nhá. Tường Vi nào, có thấy em không? Có thấy luôn, chị không nhìn thấy em ạ. À, có nhìn thấy nhá Hương Luyến nhá. Ok Trương Thị Lực à, rồi ok, tất nhiên là phải dẻo rồi, các chị yên tâm là rất là dẻo luôn ạ. À, các chị mà cứ ủng hộ nhiệt tình bọn em còn dẻo nữa ạ. Oanh Như ok này, Nơi Bình Yên ok rồi nhá. Hoa Nguyễn ok này, hệ thống Messenger chị ơi đổi màu ok nhá, các chị cứ đổi màu thoải mái trên like nhá, trên like các chị đổi thoải mái mà em đã ship rồi là không đổi đâu ạ. Yến Phương màu đỏ chị đang mặc còn không? Còn nhá bạn nhá, còn nhá, còn mình mới mặc đấy. Thủy Minh ok chốt đơn rồi nhưng thiếu địa chỉ. Trần Hợi Hướng ok, Nguyễn Thị Diễm ok nhá. Nguyễn Hà Tuyết ok
này, Thúy Nga ok vừa nhá. Subilat Nguyễn, quay phía sau thử xem, quay đi ạ. Quá đẹp luôn nhá. Quá đẹp luôn, nếu không đẹp không lấy tiền của tất cả tình yêu luôn, không đẹp trả về nhá. Rồi Xuân Xuân này ok nè, Điện Máy Tường Việt ok này, Trần Mai ok nhá, lông gà con cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, em thấy nó rất là đẹp luôn đấy, thật sự. Nếu mà em mặc liền được một lúc mấy cái, em mặc hết cho các chị xem luôn. Đây bạn mẫu mặc rồi nhá. Quá là đẹp luôn, không thể nào mà chê được luôn. Ok nhá. Su Su ok, chốt đơn rồi, Nơi Bình Yên màu kem ok nhá. Rồi khẩn trương lên nào, Nguyễn Thanh làm ơn gửi luôn số điện thoại cho mình. Rồi ok nhá. Thúy Minh cho địa chỉ rồi mà, ok. Cứ cho địa chỉ rồi là em chốt rồi nhá. Nơi Bình Yên này, cho em màu kem ok nào. Đúng rồi, bạn Bình Yên là lấy cái này là cái thứ tư đúng không? Mình nhớ mà. Nguyễn Minh ok, Vân Anh đó ok, Phương Nguyễn ok nhá. Ba cái hôm nay là sẽ miễn ship nhá các bạn nhá. Tứ Thành ấy ok nhá, ok vừa nhá. Linh Hà ấy ok vừa này. Trần Thị Chất ok nhá. Mua hai cái rồi, các chị cứ cho đầy đủ số điện thoại địa chỉ là được nhá. Chị Tiến đã, chị Trần Đạt ơi, 62 cân với điều kiện chị cao khoảng 1m65 thì vừa nhá. Còn nếu mà cao dưới 1m65 là không đẹp đâu ạ. Lan Dung ok này, Thu Đỗ ok nhá. 60 cân quay đầu là vừa. Em muốn bán cho tất cả những chị nào mặc đẹp nhá, mặc phải đẹp cơ thì em chốt nhá. Ok ạ. Còn chị nào mà mặc mà không ok lắm em cũng nói luôn ạ. Rồi Hoa Đào có thấy mình không? Có thấy nhá. Rồi Dương Nguyễn này có màu đỏ không? Đây màu đỏ đang mặc đây bạn ơi. Màu đỏ cực kỳ đẹp đây mà các chị không nhìn thấy ạ. À? Đẹp nhất màu đỏ đấy ạ. Thị Nguyễn này ok nhá. Rồi nào chị ơi chuyển mẫu khác đi. Ok đợi mình một lát nhá, vì rất nhiều chị vẫn còn đang quan tâm mà. Trần Mai ok, lông gà con nhá. Lông gà con thì đừng bao giờ mà bỏ qua nhá, đẹp lắm ý ạ. Ngọc Nguyễn ơi 170.000 một chiếc ạ. 170.000 một chiếc và 300.000 một đôi nhá. Hồ Văn Dương ok, em lấy hai áo. Hai áo thì không miễn ship được đâu bạn ơi. Hai áo mình đã giảm giá là 300.000 rồi mà. Hai áo mình không miễn ship nhá. Ok nhá. Hương Thương Trần này ok này, Subilab ok này. Anh Như để chị mặc màu trắng đi chị. Vừa mặc màu trắng rồi mà. Bây giờ còn một màu duy nhất chưa mặc, đó là màu da nhá. Sẽ mặc màu da xong mặc màu trắng nhá. Những chị nào thích màu xa da thì mặc màu da này. Trương Thị Lục ok, màu xanh ok, Linh Hà ok. Rồi ok mặc vừa mà, ok mặc vừa nhá. Thu Huỳnh, một cái có giá là bao nhiêu ạ? 170.000 một cái và 300.000 một đôi nhá. Cực kỳ xinh, cực kỳ đẹp này. Ok vừa bạn ơi, Tâm Vĩ ơi, ok đẹp nhá. Có màu xanh nhá bạn ơi, màu xanh đây này. Màu xanh vừa nãy mình mặc rồi, cực kỳ đẹp luôn. Màu trắng đẹp hơn, ok sẽ là màu trắng nhá. Ai thích màu nào mình bán màu đấy. Lan Dũng ơi, ok nhá. Ok nhá, ba sản phẩm miễn ship hay là không nhá bạn nhá. 52.7 ký ok vừa. Khánh Thu yêu ok cho đơn rồi, Thủy Nguyễn ơi ok nhá. Trần Quốc Khánh ok nhá. Nguyễn Thị Tuyết ok luôn này. Kim Mai không thấy của em à chị ơi. Bạn cứ cho đầy đủ số điện thoại địa chỉ là mình chốt đơn rồi nhá. Linh Hà ok nhá. Không phải lăn tan ạ, nếu như bạn nào thấp một chút ấy, mình đi giày cao và đảm bảo đẹp luôn. Mình đi giày cao và bây giờ mà có vấn đề gì đâu ạ. Cúc Nguyễn này ok nhá. Nga Nguyệt ok này, Thơm Nguyễn ok này. Từ Thành này em lấy cả bộ vẫn không miễn ship nha bạn nhá. Nếu ba sản phẩm mà miễn ship cả bộ không miễn đâu ạ. Rồi nào, qua mẫu khác ok đợi một lát nhá. Tâm Vĩ giá bao nhiêu ạ? 170.000 một chiếc ạ, 170.000 một chiếc nhá. Và nếu mà lấy hai chiếc là chỉ có 300.000 thôi ạ. Hương Chu áo này bao nhiêu cân? 60 cân quay đầu là mặc vừa nhá. Quá đẹp luôn nào. Nào có chị nào thích màu da không ạ? Đây mới là màu da nhá các chị nhá. Đây là màu da người này, cực kỳ đẹp nào. Có chị nào thích nào? Chị nào mà e lệ một chút thì hãy chọn màu da nhá. Chị nào e lệ một chút thì chọn màu da, như em nói thật với các chị nhé. Dù là các chị có e lệ một chút thì xem nữa, mặc màu da nó vẫn quá là nổi ạ. Mặc nó vẫn quá là nổi và quá là đẹp luôn đấy ạ. Chứ không phải mặc màu da mà nó kém đẹp ạ. Mặc cực kỳ đẹp luôn ạ, sang chảnh nhá. Mặc màu da thì lúc nào cũng sang chảnh đúng không các chị? 170.000 một cái và 300.000 một đôi nè. Đừng chị nào bỏ qua màu da nhá. Hãy lấy hai chiếc cho mình đi ạ, cực kỳ đẹp luôn nhá. Lấy cả bộ. Trời ơi. Rồi nào các chị ơi cứ khẩn trương nhá. Các chị cứ vui lòng cứ đặt hàng đi ạ. Và để lại số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Nếu như mà có gì thì mai em sẽ thông báo bên bộ phận sắp hàng sẽ có ý kiến với các chị nhá, được chưa ạ? Rồi lấy ba cái thì em sẽ miễn ship nhá. Ok nhá. Mai hai cái xếp luôn nhá chị ạ. Ok nhá. Tìm kiếm chị ơi, có thấy em không? Có thấy tất cả mọi người nhá. Không chị nào bị ẩn đâu ạ. Cứ thoải mái comment nhá. Em nhìn thấy hết luôn nhá. Không thiếu một chị nào đâu ạ. Nào nhanh tay nào. Nguyễn Hằng Yến ơi, có thấy em không? Có thấy mà, thấy tất cả mọi người mà. Rồi Trần Tâm, em lấy màu da. Ôi trời ơi, đúng không? Đấy, cái màu da xuất hiện sau cùng mà, rồi mà xem. Rồi các chị nào còn ở trên live kiểu gì cũng sẽ tiếc hùi hụi luôn vì mình không đặt màu da, đúng không ạ?
Nguyễn Hồng ơi, ok vừa. Nguyễn Triệu ơi, chị ơi, chất liệu gì? Chất là Habutai nhá, hàng Habutai chất cực kỳ mát luôn ạ. Khánh Chi ok, chốt đơn rồi, thiếu địa chỉ nhá. Ngọc Lan ơi ok nhá, thiếu địa chỉ rồi bạn ơi. Nguyễn Loan ơi, thấy em không, thấy tất cả mọi người luôn, không ai bị ẩn nhá. Nào khẩn trương lên nào. Trần Vai ok, chốt đơn rồi nhưng thiếu địa chỉ nào. Ok, Kim tìm kiếm nhá, em lấy cái màu da. Trời ơi, cái màu da này mà không lấy là không được đâu ạ. Không lấy là không được đâu ạ. Những cái màu quan trọng luôn xuất hiện ở những cái phút cuối nhá. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Vì mình biết mà, mình bán hàng nhiều rồi mình biết. Màu da này mà mặc ngay từ đầu tiên ấy, ngay từ đầu tiên là cháy luôn, cháy trụ trụ luôn ạ. Nguyên một bộ chị ơi. Nguyên một bộ thì nếu mà lấy một bộ một chân váy một áo thì em miễn ship nha, được chưa ạ? Rồi ok, quá nhiều chị hỏi rồi, ok nhá. Riêng buổi live hôm nay ưu ái cho tất các người đẹp nhá, lấy cả bộ là miễn ship, được chưa ạ? Rồi Phương Nguyễn ok nhá, trả lời chị cao 1m62 nặng 61 cân, chị ơi 62 61 cân vẫn ok được nhá, ok nhá. Rồi nào ok, Thủy Mon ok, cho đơn rồi nhá. Trần Mai cho em một màu da nữa nhá, ok nhá. Nhàn Ngô giá bao nhiêu vậy? 170.000 một chiếc ạ, 170.000 một chiếc và 300.000 một đôi nhá. Rất là đẹp luôn ạ, cực kỳ đẹp luôn á, đẹp dịu dàng mà không chói lóa. Riêng cái màu da này mà em mặc ngay từ đầu, em đảm bảo với các chị giờ này không dám mặc nữa luôn, vì cháy trụi luôn đấy ạ. Rồi ok nhá, biết ngay mà em đổi lại màu da mà biết ngay mà, trời ơi. Nguyệt Nga nhá, ok đã có địa chỉ, xin cảm ơn. Tìm kiếm hay ok mặc vừa nhá, rất là đẹp luôn. Đã có địa chỉ rồi em cảm ơn ạ. Hương Chu ok mặc vừa nào. Cỏ may 65 cân, 65 cân phải cao trên 1m6 nhá thì mới mặc vừa nhá. Thơm Nguyễn cả set là có 310.000 thôi ạ. 170 cộng 140 là 310 nhá, rất là đẹp luôn. Khánh Chi ơi ok, hai cái không miễn ship bạn nhá. Cả bộ này thì miễn ship này, còn hai áo là không miễn ship vì là hai áo mình đã giảm giá rồi là mình không miễn ship nhá. Rồi Kiều Nguyễn ok cho đơn rồi này. À Nom Chu ok mặc vừa này. Chàng Thúy Mì à, váy bao nhiêu? Chân váy là 140 nhá bạn nhá. Nguyễn Thị Thúy Diễm này ok này. Ngô Mai Hương này ok vừa nhá. Rồi Thu Mỹ này cho mình hai màu trắng ok nhá. Zubi Lát Nguyễn ok nhá. Rồi Thơm Nguyễn đây cả set là 310.000 nhá. Có 310.000 rất là rẻ luôn ạ. Nguyệt Nga cả bộ nhé ok, bạn phải cho mã cho màu vào cho mình nhá. Hương Trung quay đằng sau em xem với, rất là đẹp luôn này. Rất là đẹp luôn ạ. Thúy Nga ok này, Thu Mỹ, Mỹ Huỳnh ok nhá. Nào khẩn trương nào, Ngọc Phương ơi ok nào. Hãy cho mình đầy đủ nhá. A27 cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ, một mức giá cực kỳ yêu thương ạ. 170.000 một chiếc và 300.000 một đôi nhá. Cả một bộ set mình đang mặc có bao nhiêu? 310.000 nhá, rất rẻ nhá. Nếu hôm nay ai lấy cả set này là free ship nhá. Vì là từ nãy giờ quá nhiều người hỏi cho nên em thôi em bán luôn như thế nhá. Nếu mà em công bố ngay từ đầu thì rất là nhiều luôn đấy ạ. Rồi ok, Quốc Xanh ơi, sửa mình ở xóm 7 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội nhá. Hảo Đoàn ơi, cả bộ của mình là có 320 thôi ạ. À 301, rất là đẹp. Chân váy bao không nhăn không nhầu nhá, ok ạ. Vinh Nguyễn ơi, bao nhiêu một áo ạ? 170.000 nhá. Hoa Nguyễn, chân váy không nhăn đâu nhá, khẩn trương nào. Rồi ok, cho mình màu cà rốt ok. Vậy Trần ơi, phải cho số điện thoại địa chỉ nhá. Thắm Phạm ơi ok vừa nhá, ok vừa nhá. Hải Đoàn ơi ok vừa luôn nhá. Thơm Nguyễn ok nhá. Cả set thì miễn ship rồi, ok chưa ạ? Nguyễn Bích Ngọc ok nào, quay sau lưng xem chân váy nào, ok nhá. Hoàng Thu bao nhiêu cân mặc vừa? 60 cân mặc vừa nhá. Zubilab này ok, màu cam rồi, ok mình chốt đơn rồi nhá. Ngọc Lan này ok nhá. Trần Trang này ok nào. Vân Anh đỗ cho mình một bộ đỏ và chân váy ok, chốt đơn rồi nhá. Nào các tình yêu ơi, nhanh tay nào. A27 cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ, giá cực kỳ yêu thương ạ. 170.000 một cái và 300.000 một đôi nhá, rất là đẹp luôn. Tô Hường ơi ok nhá, cả set là nếu mà cả set thì 58 cân ok là vừa nhá. Thiệp Trần ơi ok, chốt đơn rồi nhá. Nguyễn Hồng Dung mã số là bao nhiêu? A27 nhá, chân váy là CV5, được chưa? Mỹ Hảo ơi đẹp quá thì mua đi ạ, rất là đẹp luôn đấy ạ. Hương qua mẫu khác đi ok, đợi mình nhá. À Sinh Nguyễn đây ok, chốt đơn cho bạn rồi. Không có quần hả? Bạn ơi mình không kịp ra quần nhá. Hoa Hồng Thủy Tinh ok nào. Cà chua pi là 43 cân ok vừa nào. Các chị ơi nhanh tay đặt hàng đi ạ. A27 cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ, giá chia sẻ là bao nhiêu ạ? 170.000 một cái và 300.000 một đôi, rất là đẹp nhá. Yêu ái của ngày hôm nay, ai lấy cả bộ là free ship nhá. Chị nào lấy cả bộ em đang mặc và bạn mẫu đang mặc là free ship nhá. Các chị ơi, các chị đừng có mà bỏ qua cái màu da nhá. Chị nào mà chưa ngắm màu da thì bạn mẫu sẽ đứng gần hơn để các chị ngắm nhá. Màu da cực kỳ đẹp nào. Ồ, đúng rồi, chị Hảo Đoàn lấy màu da rất là đẹp luôn ạ. Nguyễn Thị Tuyết ok nhá. Rồi ok, Ánh Nguyệt là áo màu trắng ok, và màu trắng xem nhá.
Màu trắng này quá là đẹp luôn. Đây ạ, à, bạn mẫu sẽ ướm luôn nhá. Thủy phạm ok này, hoa hồng thủy tinh ok nhá. Cánh hồng ok 60 cân nhá. 60 cân thì bạn phải cao nhá. Đỗ Mai Hương ok chốt đơn rồi này. Ti Nguyễn này chân váy, hai chân váy có phần đi ship không? Hai chân váy không, cũng không phần đi ship được nhá. Nào ok nào. À, Huyền Nguyễn này, Nguyễn Bích Ngọc này, A27 trắng ok, phải cho số điện thoại địa chỉ nhá. Sinh Tùng Nguyễn ok, đổi thoải mái này. Giang Thủy Mỹ ok vừa nhá. À, Chiêm Nguyễn cho màu đen ok, màu đen nhưng phải có số điện thoại địa chỉ. Cả một bộ này có 301 mà lại miễn ship nha các chị nhá. Cả một bộ này 310.000 free ship luôn. Chị nào thích thì cứ nhanh tay đặt hàng nhá, rất là đẹp luôn ạ. Cả bộ free ship nhá. Thắt đơi ok 58 cân ok vừa. Xuân Xuân này ok nhá. Rồi Ngọc Lan này ok chốt đơn rồi. Tùng Hải Cẩm Thúy ok chốt đơn rồi. Thơm Nguyễn ok vừa nhá. Rồi Trần Tươi nào, bao nhiêu tiền cả bộ? Có 310.000 nhá, 310.000 rất là rẻ luôn. Tô Hương ơi 62 cân cao 1m62 ok nhá. Hương Nguyễn ok này, Cỏ May ok. Cỏ May 1m60, 1m60 ngày mai mình nói chuyện nhá. Bạn để lại số điện thoại địa chỉ, ngày mai mình sẽ tư vấn trả lời nhá. Tơ Hồng ơi ok, màu cam chốt đơn này. Vân Lê ok chốt đơn rồi. Cánh Hồng chị muốn mua áo đỏ với áo đen ok chốt đơn nhá. Vũ Hệ ok vừa nhá. Lường Bảo Hoàng ok nhá. Cả một bộ là 301 thì rẻ lắm ấy ạ. Cực kỳ rẻ, các chị ra thị trường nhá. Một cái áo của em đã 300.000 rồi ạ. Mà em bán cho các chị có 301 cả bộ. Ngọc Trinh ơi 60 cân nhá. 60 cân mà chị cao trên 1m6 thì mặc cực đẹp, mà dưới 1m6 thì chị đi giày dép cho em nhé. Rồi Tú Thành này ok nha, em chốt đơn rồi nhá. Hương Chi Nguyễn em lấy áo thôi ok, một áo em cũng bán mà không vấn đề gì cả. Chất vải này chất là hambutai cực mềm nhá. Đây này các chị này, nhìn thấy độ mềm đó ạ, nhìn thấy độ mềm đủ rủ của nó ạ, cực kỳ mềm và rủ rất là đẹp luôn nhá. Rồi Trương Hiếu ơi ok chốt đơn rồi. Cỏ May ok nhá, thiếu địa chỉ nhá. À Ti Nguyễn này ok nhá, chân váy. À, trên váy này của em có 3 size ML nhá. Cánh Hồng ơi không vừa. Chiên Nguyễn áo đen ok. Hàng Thuê ok nhá. Nguyễn Lâm ok nhá. Chị màu xanh sao không nghe trả lời. Chị ơi em máy tính nhà em cài đặt mà, có thể là đẩy lên em không nhìn thấy thôi ạ. Ngô Mai Hương ok chốt đơn rồi nhá. Hương Ngô áo 170.000 một chiếc ạ. 170.000 một chiếc nhá. À Thắm Phạm ok này. À, chị Thủy Phụng 65kg không vừa đâu chị ơi, em xin lỗi nhá. Huệ Nguyễn ok này. À gì đây, Phương Loan ok nhá. Ok này, Bích Hội ok, em chốt đơn rồi này. Chị Phương Loan ok này, chị Hường Chi ok này. Oanh Thư ơi ok nhá. Rồi Thanh Thủy em lấy đỏ đen nhưng phải cho số điện thoại địa chỉ ạ. Rồi Ngô Mai Hương em đọc rồi nhá, đúng không ạ? Huyền Trần đây ok nhá. Các chị ơi phải cho em đầy đủ mã cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ nhá. Chị các chị nào mà cho em đầy đủ mã cộng màu cùng địa chỉ em gửi hàng trước nhá. Chị nào mà không cho em đầy đủ là em gửi hàng sau đấy ạ, không lại bảo em không trả lời nhá. Rồi ok, Trần Mai hỏi gì em đây ạ? Rồi Trần Mai ạ, Kim Ngân lên 53 cân ok vừa. Trần Mai cả một bộ này, cả một bộ bạn mẫu đang mặc có 301 này này, chị ngắm đi ạ, rất là đẹp luôn ạ. 310.000 thôi nhá. Rồi ok nhá, ok ạ. Thắp chân đầm nó có khóa nhá chị nhá, có độc khóa đằng sau rất là đẹp luôn. Ngân Nguyễn là ok, 1m64 ký chị ơi. 64 ký em sợ mặc hơi chật đấy. Em sợ chị mặc hơi chặt nhé chị nhá. Hà Bảo Khương ok, chân váy không có túi chị ơi. Rồi Vân Lê, chị Vân Lê 56 cân, 1m56 và 60 cân em sợ chị hơi chặt đấy nhá. Thúy Nga ok vừa nhá. Nguyễn Lâm ok, ok nhá. Hoa Phương Lan ok, đã có số điện thoại địa chỉ rồi, em chốt đơn ạ. Trần Ba ok, em chốt đơn rồi. Nguyên Hồng ok, mặc vừa nhá. Hoa Hồng Thủy Tinh ok ạ. Minh Nguyệt, chân váy chị mặc là bao nhiêu? 140.000 nhá. Tùng Hải Cẩm Tú, mua xỉ được giảm không? Có nhá, mua xỉ sẽ được giảm rất là nhiều, cứ để lại số điện thoại đi ạ. Lên Trần 46 cân ok vừa nhá. Nào các chị ơi nhanh tay lên nào, cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh mà không nhanh tay đặt hàng là tiếc lắm đi ạ. Ngày mai nhá, ngày mai chắc chắn là em không thể clip được tiếp, vì là ngày mai em còn phải chuẩn bị hàng để trả các chị đó, phải 3-4 ngày nữa, 4-5 ngày nữa em mới clip được nhá, rất là đẹp luôn ạ. Tại vì đây là hàng thiết kế nhá, làm rất là tỉ mỉ luôn các chị ạ, cực kỳ đẹp luôn ạ. Rồi Thúy Mo đây ok nhá, ok ạ. À. Phương Hoàng ok nhá, Phương Nguyễn đây ok nào, cho em địa chỉ đi ạ. À. Ngọc Bích, chị Ngọc Bích ơi, 170.000 một chiếc và 301 nhá, 310.000 cả bộ nhá chị nhá. Ok nào, Oanh Như ok chốt đơn rồi, Hải, Trung Hải Cẩm Tú ok nhá. Rồi Nhung Nhân Đỗ, shop mình ở đâu ạ?
1m56 mà 59 cân. Ok, nếu mà chị người 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 chị ấy là cũng mặc được đấy ạ. Vô, ok nhá. Chị ơi, mã của nó là A27 nhá. Áo là A27, váy là CV5 nhá. Ok. Nhung Trang ơi, cả set chỉ có bao nhiêu? 310.000 nhá. Các chị nào hôm nay em yêu ái, chị nào mua cả set được miễn ship nhá. Ok nhá. Nguyễn Loan thử màu trắng đi. Ok, thử màu trắng luôn. Nào, một lần nữa nào. Có chị nào thích màu da không ạ? À? Em mà qua màu da là em không quay được đâu nhá. Thảo Nguyễn ok, chốt đơn rồi. Hoàng Thu ok, vừa nhá. Có chị nào thích màu da nữa không ạ? À? Cực kỳ đẹp nhá. Nếu mà không nhanh là không được nhá. Chị ơi, mua hai áo em giảm luôn giá. Nếu mà mua hai áo chỉ còn bao nhiêu ạ? Có 300.000 thôi ạ. À. Em giảm luôn mỗi một áo 20.000 nhá. Trần Mai ok vừa nhá. Ok vừa luôn ạ. À. An Khang cho em xem áo sơ mi rồi ok nhá. Đây áo sơ mi đây ạ. À. Hồ Văn Lương chân váy là CV5 dài ok, chốt đơn rồi ạ. À. Ngọc Lan Nguyễn ok, đã có số điện thoại nhá. Ok nhá. Kim Ngân ok, chốt đơn rồi. Chiến Nguyễn 53 cân ok vừa chị nhá. Lê Biên Hải 1m56, chị ơi 1m56 60 cân, 1m56 60 cân ok nhá. Áo thì mặc vừa còn quần chân váy không mặc vừa nhá chị nhá. Chị Cả ok, cho đơn rồi. Đích Hộ bao giờ tới nơi hộ em? Chị ơi, trừ nhà em ship là ship toàn quốc, là ship cốt nhá, các chị chỉ 2 ngày thôi ạ. Nhưng mà ngày mai là thứ bảy chủ nhật, em sợ là bưu điện không làm việc ấy, thì chắc là phải thứ ba các chị mới nhận được hàng nhá. Cả set là em miễn ship nhá các chị nhá, cả set là em miễn ship luôn ạ. Riêng áo thì là 170.000 nhá. Vũ Hoàng ơi ok, cho em hỏi shop ở đâu? Nhà em ở 67 Ninh Hiệp Gia Lâm Hà Nội chị ơi. Chị Vũ Hoàng rồi, ở 67 Ninh Hiệp Gia Lâm Hà Nội chị ạ. À. Bảo Nguyên ok nhá. Rồi Huy Trần ok này. À, Nguyễn Lâm có mẫu khác không chị ơi? Có nhá, đợi em nhá, hãy đợi em nhá, tại vì nhiều chị thích mẫu này quá mà. Trần Hoàng Hải ok, chốt đơn rồi này. Thanh Diễm này ok vừa nhá chị nhá. Ok vừa. Nào những chị nào vừa nãy thích màu trắng nào. Riêng cái màu trắng này mặc vào thì khỏi phải lăn tan luôn. Mùa hè mà mặc màu trắng thì màu không bao giờ bắt nắng đúng không các chị? Cực kỳ mềm và cực kỳ mát luôn ạ. À. Nguyễn Phương ok, chốt đơn cho chị rồi. Thủy Mon ok nhá. Không xúc này. Mai có màu đỏ em đang mặc không? Có chị ơi, vẫn còn màu đỏ nhá, chị thích thì cứ đặt đi ạ. À. À, Đức Thắng Vũ áo đẹp đấy, mặc vào nhìn rất đẹp, trời ơi cực kỳ đẹp đúng không? Em nói thật với các chị, đây là hàng thiết kế nhà em rồi, em bao đẹp cho tất cả các tình yêu nhá, không đẹp thì em không lấy tiền đâu ạ. À. Hoa đào 1m63 52 cân, tuyệt vời ạ. À. Tuyệt vời ạ. À. Chị mặc tuyệt đẹp luôn đấy ạ. À. Hoa đào ok nhá, em trước cho chị rồi. Vũ Thắng rồi nào, Thúy Nga ok em chốt rồi nhá. Phương Hà ơi ok em chốt rồi ạ. À. Ni lông ạ, bao nhiêu tiền? Cả set em đang mặc là 301 mà free ship luôn nhá chị nhá. Đẹp thế bạn ơi đúng không ạ? Đẹp thế thì mua đi ạ. À. Thắm Nguyễn áo trắng size M, chị ơi hàng này free size nhá, bao cho tất cả chị các chị từ 60 cân quay đầu ạ. À. Chị Mai Võ ok nhá, 75 cân không vừa chị ơi. Nguyễn Văn ok, đã có số điện thoại nhưng không có địa chỉ ạ. À. Nga Thủy ơi màu trắng phải cho số điện thoại địa chỉ nhá. Không có số điện thoại địa chỉ em không ship hàng được đâu ạ. À. Rồi Hương Phan ơi, 170.000 một cái nhá. 170.000 một cái và cả set là 301 nhá, rất là đẹp luôn ạ. À. Sang Lạnh có thấy mình không ạ? À? Có thấy tất cả các chị nhá. Kim Ngân ơi có màu nào nữa? Đây ạ. À. Đây là màu xanh ngọc nhá, cực kỳ đẹp luôn ạ. À. Màu xanh ngọc vừa đấy bạn mẫu mặc đấy, đẹp vô cùng luôn. Chị nào mà không lấy là tiếc lắm đấy ạ, à. Rất là đẹp nhá. Hồ Văn Hương 1m6, ok vừa, rất là đẹp nhá. Một cái là 170.000 ạ, à. Chỉ có 170.000 thôi ạ. À. Mua hai cái thì chỉ còn có 300.000 một đôi ạ, à. Em giảm luôn nhá. Giảm luôn trên giá luôn cho các chị rồi. Trương Thiện Lực đẹp nhưng thấy màu thích màu xanh đúng không? Thích màu xanh thì lấy màu xanh đi ạ. À. Đây là màu đen nhá, màu đen cực kỳ đẹp luôn này. Những chị nào là thần tượng của màu đen thì hãy lấy màu đen nhá. Cực kỳ xinh luôn. À. Phương Lan ok vừa chị ơi, Thanh Sang ơi chị không vừa nhá. Nào chị Nguyễn Thanh ok vừa đẹp luôn nè. Bích Hội ok nhá, ok cho đơn cho chị rồi nào. Các chị ơi khẩn trương lan nào. A27 cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ, giá cực kỳ yêu thương ạ. À. 170.000 một chiếc và 300.000 một đôi nhá. Bạn nào Nguyễn Thị Phương ơi có nhìn thấy bạn luôn nhá. Nguyễn Vương có bán em bên cạnh không? Em bên cạnh này không có tiền không mua được đâu ạ. À. Rất là đẹp không thể bán được nhá. À mai giao hàng được không? À chị ơi nếu mà chị ở Hà Nội thì mai giao được đấy ạ. À. Còn nếu mà chị ở nội thành Hà Nội mới giao được, còn ở các tỉnh thì nó liên quan thứ bảy chủ nhật thì chắc là thứ hai em mới giao được hàng nhá. Thu Hải màu đen ok cho đơn cho chị nhá, nhưng thiếu số điện thoại địa chỉ. Quỳnh Nguyễn ơi 50 cân ok vừa đẹp luôn nhá. Huyền Trang, Huyền Trang ơi ok cho đơn rồi. Nào khẩn trương lên các chị ơi. Nguyễn Văn ok nhá. À Huệ Nguyễn ơi 63 cân 1m55 không vừa chị ơi. Nguyễn Phương, Phương Nguyễn ok em chốt đơn rồi nhá. Minh Lê ok nhá, em chốt đơn nhá. À lấy làm vợ thì không chốt đơn đâu. Ok em nhìn nhầm. Rồi Kem Kem ok nhá. Phượng Đỗ chị ơi không vừa. Kim Ngân có hàng nữa không? Có chứ chị, cái này em có chứ.
Rồi nào, khẩn trương lên nào. Sang Lạnh ơi, mình 54 cân ok vừa nhá. Đỗ Ngọc Ánh ơi, 170.000 một chiếc và 300.000 một đôi, rất là đẹp luôn ạ. Người đẹp, áo cũng đẹp đúng không? Quá đẹp luôn, không phải nghĩ luôn. Bao nhiêu tiền ạ? 170.000 một cái và 300.000 một đôi. Đặc biệt là cả set em đang mặc nhá. Cả set bạn mẫu đang mặc chỉ bán với giá 301. Chị nào lấy cả set là free ship luôn nhá. Ok chưa ạ? Nguyễn Oanh ơi, ok vừa nhá. Ok vừa luôn ạ. Thu Hải màu đen 54 cân ok vừa luôn ạ. Nguyễn Thị ơi, Hà Nội có mất tiền ship không? Ship nội thành Hà Nội là 20, ngoại thành và tất các tỉnh là 30 nha các chị nhá. Chân váy của em là chất vải ôm mì có giãn 4 chiều rất là đẹp luôn ạ. Một cái áo là 170.000 và cả hai cái là 300 nhá. Mà cả bộ này có 301 thì rất là đẹp luôn ạ. Vân Anh đó ok chốt đơn rồi ạ. Kim à, chị kem à, màu kem bạn nhé, đúng rồi, màu kem mà không lấy thì tiếc lắm ấy ạ. Lê Thị Tuyết Trịnh 60 cân ok vừa. Lê Vân ơi, 1m56 mà 60kg chị ơi. À chị mặc vừa được áo thôi, còn chân váy là không vừa nhá. Nguyễn Thanh ơi, hàng đẹp, người đẹp. Đúng rồi, quá là đẹp luôn đúng không ạ? Thế thì ủng hộ chị em nhé, em đi ạ. Rồi ok, Nguyễn, chị ơi không vừa nhá. Tạ Tố Linh ok vừa này. Nguyễn Lai nghe lấy áo xanh ok, em chốt đơn rồi, thiếu địa chỉ nhá. Nguyễn Phương ơi, cao 1m55 mà 60kg, chỉ vừa áo đấy chị ơi, không vừa quần nhá. Ok, Hồng Trần ơi, có mấy màu vậy? Có tất cả 7 màu nhá. Màu trắng, màu đỏ này, màu cam nhá các chị ơi, cực kỳ đẹp luôn ấy ạ. Màu cam này, màu lông gà non này, cực kỳ sáng da và mát luôn ạ. Tiếp tục là màu da nhá, màu da quý phái này. Rồi ok, màu đen quyền lực đấy các chị ạ, rất là đẹp luôn ạ. Và màu xanh nhá, màu xanh cực kỳ mát luôn ấy ạ. Rồi ok, Quỳnh Phạm Hương ok, em chốt đơn rồi nhá. Các chị ơi chốt đơn cho em, nhớ cho em đầy đủ này. Mã cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ nhá. Thu Hải có bán chân váy không? Có chứ, có bán chân váy nhá. Nguyễn Việt ơi 57 cân ok vừa. Hoàng Như Hoa chiều dài của chân váy là bao nhiêu? Chị ơi em cao 1m60 mà nếu mà chị lấy chân dài là qua gối, mà chị lấy chân ngắn là trên gối nhá, được chưa? Thảo Kim này, cả áo và váy là 310.000 ạ. 310.000 free ship nhá chị nhá. Không phải lăn tăn một mức giá chưa từng có đâu ạ. À, Đoan Trang 60 cân 1m52 không vừa chị ơi. Thu Hương bao nhiêu ạ? 170.000 một áo và 300.000 một đôi nhá, rất là đẹp luôn ý ạ. Kem kem ok nhá. Áo không ý, áo không thì mặc vừa chị ơi. Tạ Thu Trang 1m50 48 cân ok vừa. Lê Thu à, hai chị em đẹp quá ok, xin cảm ơn ạ. Hai Nhung áo bao nhiêu ạ? 170.000 một cái và 300.000 một đôi nhá. Hiền ok chốt đơn rồi, rất là đầy đủ này. Nguyễn Vịt cho em bộ đó, bộ đồ đen đúng không? Ok chốt đơn rồi nhá. Nguyễn Huỳnh chốt đơn cho mình chưa? À bạn Nguyễn Hương ơi cho đầy đủ số điện thoại địa chỉ là máy tính nhà mình auto tự chốt rồi nhá. Nguyễn Phương Oanh ok trắng nhưng phải cho địa chỉ nhá. Trần Mai ok, ok đổi thoải mái ạ. Trên live các chị đổi thoải mái luôn ạ. Khi nào em ship hàng là các chị không đổi được thôi ạ. Còn trên live cứ đổi thoải mái luôn nhá. À chị Bùi Dung ơi 1m50 và 55 cân ok nhá. Nào các chị ơi nhanh tay lên nào. A27 cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ, mức giá cực kỳ yêu thương luôn nè. Rồi ok nhá chị Anh Moon nhá. Mua 2010 màu trắng. Trời ơi mua nhiều thế. Rồi ok mua bao nhiêu em cũng bán nhá. Rồi nào chị Giang Phạm ok, Thúy Mon ok nhá. Nguyệt Minh ơi ok, Phạm Quỳnh Hương ok nhưng thiếu địa chỉ nhá. Các người đẹp ơi phải cho em đủ mã cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ nhá. Rồi ok, ship nội thành Hà Nội là 20, ngoại thành và các tỉnh là 30 nhá. Trương Thị Lực cho hỏi. À, Trần Thị Tường này, một áo màu đen ok chốt luôn nhá. Chất liệu vải của em là chất Habutai cực kỳ mát luôn ạ. Anh Đức ơi 65 cân 1m63, chị ơi em sợ là hơi kích ạ, em sợ hơi kích nhá. Vâng. Nhung Nguyễn Thị giá áo bao nhiêu? 170.000 ạ. 170.000 một áo và 300.000 một đôi ạ, rất là rẻ. Mà cả bộ set em đang mặc đến ban đang bán ưu ái cho các chị là 301 nhá. Ok chưa ạ? Nguyễn Thị Tuyết Trinh ok, màu da quá đẹp đúng không ạ? Hồng Trần A21 ok. A21 thì chắc là ngày kia em mới like tiếp nhá chị nhá. Thảo Thanh ok ạ. Rồi, em ơi còn màu đỏ không? Còn chị nhá, còn nhá, màu đỏ quyền lực lắm. Em phải còn chứ, còn rất nhiều luôn ý ạ. Thoa Trần, chị ơi 170.000 một cái và 300.000 một đôi nhá, rất là đẹp luôn đấy ạ. Rồi Hương Vũ ơi, các chị ơi áo màu da đó ok nhá, ok chất đơn rồi. Vân Lê ok luôn nhá. Lợi Phương ok vừa nhá. Nguyễn Kiều
Tiến ạ, à, 60 cân 1m53, chị ơi 60 cân 1m53 thì mặc được nhưng không đẹp đâu ạ, à. Mặc được nhưng không đẹp nhá. Rồi ok nào. À Thảo Thanh này, áo xanh mã gì? Chị ơi áo này của em mã là A27 nhá. A27 cộng xanh cộng số điện thoại địa chỉ là ok nhá. Vẫn còn đen nhá, Nguyễn Phượng ơi vẫn còn đen thoải mái luôn ạ, à. Cứ đặt thoải mái luôn ạ. À. Thảo Thanh áo chị mặc mã gì? A27 nhá. A27. Nguyễn Hoài An có chân váy không cô ơi? Có chứ, chân váy là 140.000 nhá. CV5 giá chia sẻ 140.000 nhá. Rất là đẹp luôn. À, cho em màu đen ok nhá, ok. Tâm Dung ơi bộ trắng bao nhiêu tiền? Trời ơi cả một bộ đẹp như thế này mà có 301 thôi ạ. Riêng cái áo này mà các chị đi ra ngoài thị trường mua chắc chắn là 300.000, nhưng đến với Big One Hà Phương chỉ có 301 cả bộ thôi. Ok nhá Trương Lục nhá. À Hương Vũ cái màu da màu đỏ ok, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Xuyên Phạm chị cho em màu đen nhé. Ok rồi, phải cho số điện thoại địa chỉ nhá. Quỳnh Nguyễn đây ok này. Bùi Thủy chị nói hay thế, ok xin cảm ơn nhá. Kem kem áo màu da mã gì vậy? Áo màu ra là A27 nhé, A27 cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ. Chị Trung Nhi 60kg chị cao bao nhiêu ạ? Chị phải cho em chiều cao nhá. Trần Thị Thường chốt cho em đi chị. Ok, có đầy đủ số điện thoại địa chỉ là mình chốt rồi nhá. Trần Mai màu trắng mã gì? Màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu cam, tất cả đều là A27 nhá. A27 cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ nhá. Thảo Thanh ok cho đơn rồi nhá. Bình An ơi không có quần, nhà mình không may kịp ấy ạ. Tại vì toàn là may những cái hàng thiết kế nên mất nhiều thời gian, nó không có thời gian may quần nữa, các chị thông cảm nhá. Nguyễn Phượng ok chị lấy màu đen em cho đơn cho chị rồi. Nguyễn Ngọc Hiên à, áo không thì bao nhiêu chị ơi? Một áo là 170.000 nhưng mua hai cái em giảm còn 300 nhá. Các chị mua hai cái giảm còn có 300.000 thôi ạ. À. Hoàng Như Hoa ok cả bộ nhá. Ok em cho đơn rồi. Thảo Thanh 50 cân ok vừa nhá. Yến Vũ Hải ok 61 cân chị ơi, 61 cân chị phải cho em chiều cao em mới chốt được nhá. Xuyên Thanh áo màu đen cũng là mã A27 nhá. Nguyễn Oanh ơi lấy cái xanh ok cho đơn rồi. Thanh Tâm ok vừa nhá. Đặng Công Đăng A27 ok số điện thoại địa chỉ nhá. Hội Lý ơi cả một bộ có 301 thôi, cho đầy đủ số điện thoại địa chỉ vào ạ. Chị ơi 60 cân 1m55 chỉ mặc vừa áo không mặc vừa chân váy nhá. Ok chưa ạ? Hoàng Quách ok em chốt đơn rồi nhá. Chị Nguyễn Thị ơi em chốt đơn rồi. Hồ Văn Hương qua mẫu đi ok một lát nhá. Kim Ngân chị ơi hàng mẫu khác ok mình biết rồi nhá. Đặng Công Đăng A27 màu cam ok, chưa có số điện thoại địa chỉ nhá. Chị ơi 61 và 59 1m59 chị vẫn mặc được đấy ạ. Vâng ok nào. À Thanh Nga Trần 54 cân ok nhá. Bụng eo kể cả 86 vô tư luôn, tại vì đây này cho bạn xem này. Nó là dáng suông nhé, bên dưới dáng suông rất là rộng luôn này, rất là rộng mềm mát, chắc chắn là che được khuyết điểm luôn. Thanh Nga Trần ok nhá. Rồi ok kem kem ok, rất là đầy đủ, xin cảm ơn này. Rồi cái này không có sai nhé bạn nhá. Quang Lạnh ơi ok chốt đơn rồi nào. Nào các người đẹp nào, Hội Lý 1m56 51 cân ok vừa. Các người đẹp ơi nhanh tay lên nhá, đẹp quá mà không có ở nhà để mua. Trời ơi bảo ông xã hay bảo người yêu mua cho, cần gì phải ở nhà đâu ạ. Xuyên Phạm ok chốt đơn rồi nhá. Thắm Nguyễn ok vừa nhá. A27 cộng màu cộng số điện thoại địa chỉ, mức giá cực kỳ yêu thương ạ. 170.000 một chiếc và 300.000 một đôi nhá, rất là rẻ thôi ạ. Đặc biệt hôm nay cái quà của ngày hôm nay nữa là mua cả set này chỉ có bao nhiêu, 301 free ship nhá. Em mà bật mí ngay từ đầu thì em không biết là bán được bao nhiêu set rồi ạ, nhưng mà thật sự ra là em bán như thế nó tiếc quá ấy. Rồi Thu Ngôi 170.000 một cái và 300.000 một đôi nhá. Chị Bảo ấy ok vừa này. Lê Vân ok chốt đơn rồi này. Hương Bùi bao nhiêu tiền? 301 một bộ nhá. Miến Trần ấy 301 một bộ thôi ạ. Thanh Nga Trần ok em hỏi chân váy cơ có vừa không? Nếu mà chân váy mà 60 cân thì không vừa đâu bạn ơi. Phạm Quỳnh Hương ok chốt đơn rồi. Dung Bùi ok nhá. Nào khẩn trương lên các người đẹp ơi, khẩn trương lên nào. Nguyễn Vịt không hiểu. Yến Vũ Hải ok áo đen 62 cân 1m59 ok rồi nhá. Rồi. Nào Nguyễn Hưng nào. À rồi ok đã có địa chỉ em xin cảm ơn. Thắm Nguyễn ok, Trần Mai ok nhá. Rồi Đặng Hằng 60 cân có sao? Chị ơi, 60 cân mà chị cao trên 1m6 vẫn mặc ok đẹp nhá. Thắm Hồng hỏi gì em nhỉ? Nguyễn Phượng chỉ lấy thêm hồng trắng nữa ok em chốt đơn này. Thảo Thanh ok rồi nhá. À Dung Bùi hai áo màu đỏ và màu cam ok ạ. À. Lương Phùng ok nhá. Ok thôi. Ok ít thôi đúng không? Không sao ạ. Ok mồm thôi chứ không vấn đề gì đâu chị ạ. Út Nguyễn cho em cái áo màu đỏ ok này. Tại vì nó quen mồm rồi ạ. Xuyên Phạm ok nhá. À kem xúc phun à. Em ơi chị hỏi em mãi có giao hàng không? Chị ơi có chứ, em giao hàng chứ.
cứ chị nào mà có đầy đủ mã cùng màu cùng số điện thoại địa chỉ để em giao hàng nhá. Rồi ok này, à Bùi Đù này, ông xã, bảo ông xã đúng rồi, bảo ông xã gửi sang đúng rồi đấy ạ. Nguyễn Văn này ok này. Hương Bùi ơi, chân váy nào? Cái chân váy này từ 58 cân là vừa nhá. Ok, Giang Ngọc này, ok rồi này. Thảo Thanh này, em muốn cái gì đấy không hiểu luôn. Rồi nào, Xuân Nhân Đỗ ok nhá. Coi lại màu, coi lại màu để đổi. Chị ơi, ok cho coi lại màu đi. Thu Thủy chất đẹp nhá, em bao đẹp cho các chị luôn ạ. Bao đẹp luôn nhá. Nhận hàng áo đỏ bị rộng rồi bạn. Chị ơi, đây là áo sơ mi mà. Áo sơ mi này em nói cho các chị mặc, nó phải rộng, nó mát mới sướng nhá. Nó mát lắm. Đây à, đây là màu cam này, màu cam cực kỳ xinh này. Ok, chất đẹp, ok rồi nhá. Đây là màu xanh này, cực kỳ đẹp luôn này. Cho mình một áo đen, ok nhá. Đây là màu đen quyền lực luôn nhá, rất là đẹp luôn này. Ok này, cho à, có thấy, nhìn thấy mình không, có nhìn thấy nhá. Đây là màu da nhá, trời ơi, màu da này. Màu da này, em phải cắt đấy, vừa nãy em dám mặc, rất là đẹp luôn ạ. Đây là màu lông gà con nhá, rất là sáng da luôn. Những chị nào muốn mình trẻ đi 10 tuổi thì hãy mặc màu da nhá. Hãy mặc màu da, à màu lông gà con này, rất là trẻ luôn. Đây này, không tin này, mặc màu đỏ thì mặt như thế này, nhưng cho cái màu da vào phát trẻ luôn, ok. À, màu cam đẹp đúng không? Ok nhá. Có cổ trò rộng không? Cái này là như thế này là em thấy là quá đủ rồi đấy ạ. Quá đủ để khoe cái ngực, cái cổ đẹp rồi đấy ạ. Nếu mà rộng thêm tí nữa thì em ngại rằng là các chị mà đi làm ấy, gặp những ông sếp mà khó tính ấy, hoặc là các ông cứ liếc ngang liếc dọc là thành chị em mình khó xử đúng không ạ? Thôi cứ mặc như này đi cho nó ok nhá. Rồi Nguyễn Văn mình hỏi 63 cân con 1m6, chị ơi 63 cân 1m6 em sợ hơi kích nhá chị nhá. Rồi, Ulali này, ok, chốt đơn rồi, có địa chỉ xin cảm ơn. Huyền Khanh 60 cân mà cao trên 1m6, ok vừa chị nhá, ok vừa nhá. Rồi, Nguyễn Chính, à, bán một cái màu đen, ok, bạn một cái màu đen, ok nhá. Thảo Thanh, em đổi, ok, đổi thoải mái luôn, đổi thoải mái trên line, đổi thoải mái nhá. Rồi, Hương Bùi, ok, Loan Lê bao nhiêu một áo? 170.000 một áo ạ, 170.000 một áo và 300.000 một đôi nhá, bạn đi. Nào các anh chị ơi, A27 ạ, à, A27 nhá, A27 có tất cả là 7 màu nhá. Loan Lê, đây Loan Lê ơi, áo này là A27 nhá, 170.000 một cái và 300.000 một đôi nhá. Ok, chốt đơn cho Nghệ Quang nhá. Nguyễn Phong, ok, chốt đơn cho Nguyễn Phong nhá. Nào các chị ơi, Phương mới vào phải không ạ? À? A27 ạ, à, áo này nhà em A27, 170k nhá, giá vô cùng yêu thương luôn ạ. 170k, chỉ có 170k là các chị đã sở hữu được chiếc áo này rồi đấy ạ. Mua hai cái nhà em giảm xuống chỉ còn 300k thôi các chị nhá. Thám Nguyễn, ok, chốt đơn cho Thám Nguyễn nhá, nhưng mà thiếu địa chỉ. Tâm Dung ơi, 64kg thì không vừa đâu ạ. Hương Lê, 56kg mặc vừa, ok, vừa đẹp Hương Lê nhá. Cảm xúc, ok, chốt đơn cho Trung Nhi nhá. Quách chân váy, có chân váy nhá, Quách Lộc nhá. Đây ạ, à, chân váy em đứng xa cho này. Chân váy nhà em là giá chia sẻ yêu thương là 140k nhá. Khánh Đinh ơi, anh hỏi áo hay ở chân váy ạ? À? Áo này là A27 nhá, A27 170k nhá. Và 300k thì là được hai chiếc nhá. Ok, em chốt đơn cho Đặng Hàng ạ. Phương Phương ơi, chất liệu áo này nhà em là chất liệu Hyputa nhá. Cực kỳ mát ạ, à, cực kỳ đẹp ạ. À. Ê, mềm mại à, không nhăn không nhào nhá. Mua hai cái. Hoài Quách ơi, mua hai cái thì nhà em giảm xuống còn 300k rồi nên là không free ship được nhá. Trần Thị Tường ơi, cho em xin thêm màu, số điện thoại và địa chỉ ạ. À. Trinh Bảo, ok, chốt đơn cho Trinh Bảo nhưng mà thiếu địa chỉ Trinh Bảo nhá. Hoa Đào, nếu mà cho em số điện thoại và địa chỉ là nhà em, máy tính nhà em tự chốt đơn rồi Hoa Đào nhá. Hương Vũ, ok, chốt đơn cho Hương Vũ nhưng mà thiếu số điện thoại và địa chỉ Hương Vũ nhá. Khi nào mới có màu cam, ok, Khúc Tây nhá. Mi Lệ, chân váy, vâng, ok chị nhá, chân váy của em là CV5 nhá, giá chia sẻ là 140k chị nhá, 140k đây ạ. Chị vui lòng comment cho em là CV5 nhá, chân váy, số điện thoại và địa chỉ chị nhá. Ok ạ, à, em đã có địa chỉ của Thắng Nguyễn rồi ạ. Trang Phạm, ok Trang Phạm nhá, 53kg mà quá vừa quá đẹp luôn Trang Phạm ạ. Nào các chị ơi, các chị nhanh tay lên ạ. Vũ Tường ơi, đây em quay sau cho anh xem nhá. Đây vừa, đây ạ, chất là quá là đẹp luôn ạ. Đằng sau đằng trước bao đẹp luôn, hàng nhà em là hàng đẹp nhá. Nhà em là hàng thiết kế hết sức là tinh tế nhá nhá. Mẫu áo này Hồng Nhật ơi, đây là mẫu A27. A27 là giá chia sẻ là 170k Hồng Nhật nhá. Quần đây ạ,
Đây là bộ A27 nhá. Áo là 170k đấy ạ. 170k thôi nha anh chị nhá. Hải Yến, shop của em là ở xóm 7 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội chị Hải Yến nhá. Hà Tiêu hỏi gì em thì hỏi đi ạ. Áo màu cam, Ngọc Mi ơi, áo màu cam nhà em là 170k nhá. Chỉ có 170k thôi ạ. Rất nhiều chị thích màu cam đúng không ạ? Đúng ạ, màu cam rất là đẹp luôn ạ. Trần Phương Lan ơi, 42kg mặc được Trần Phương Lan nhá. Còi thu 48kg mặc lại quá là đẹp luôn đấy ạ. Lượm út ơi, 170k nhá, chỉ có 170k một chiếc áo này thôi ạ. Trần Thị Tường, ok, em chốt luôn cho Trần Thị Tường thế, nhưng mà Trần Thị Tường cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ nhá. Trần Thu Hà, ok ạ, nhưng mà thiếu, chốt đơn cho Hà Thu nhưng mà thiếu địa chỉ nhá. Giang Ngọc ơi, Giang Ngọc, ok vừa nhá, chân váy 49, 4, Hiền Nguyễn ơi, chân váy 49kg mặc vừa Hiền Nguyễn nhá. Cho chị đấy, phiên võ đây là màu xanh ạ, màu xanh quá là đẹp, đó là màu xanh nhẹ nhàng mà đẹp vô cùng, đẹp đẹp ơi là đẹp các chị nhá. Màu xanh là mùa hè mặc rất là mát luôn đấy ạ. Em là em cứ nhìn thấy những cái màu như thế này là em đã thấy mà là tự dưng là người nó cũng mát mẻ ra rồi đấy ạ. Hoàng Thu ơi, Hoàng Thu 55kg mặc vừa đẹp luôn chị Hoàng Thu ơi. Thôn ok, em đã có địa chỉ của Ngọc Lan ạ. Ngọc Lan nhà em đã chốt đơn rồi. Hà Tiêu 58kg vừa ạ. Hà Tiêu ơi, 58kg mặc rất vừa rất đẹp luôn Hà Tiêu nhá. Quách Lập, ok em đã có số điện thoại của Quách Lập rồi ạ. Nhưng mà cho em xin thêm màu Quách Lập nhá. Cho em xin thêm màu và địa chỉ ạ. Hương Lê A27. Ok Hương Lê nhá. Hương Lê cho em xin thêm địa chỉ Hương Lê nhá. Trần Yến ơi, 49kg mặc rất vừa rất đẹp ạ. Nhà em bao cho tất cả các chị từ 60kg đổ về nhá. 60kg đổ về là mặc rất là đẹp luôn ạ. Thâm Hoa, Hoàng Thu, ok chốt đơn cho Hoàng Thu nhưng mà thiếu địa chỉ Hoàng Thu nhá. Sau có một cái nút vậy ạ. À cái nút này là cái nút nhà mình, đây là cái phụ kiện như thể là để điểm nhấn cho áo ấy ạ. Đây là phụ kiện nha, đây là phụ kiện không phải là cúc đâu ạ. Không phải là cúc, nó đính như thế này tạo điểm nhấn này rất là đẹp luôn ạ. Để nó làm sao ạ? Nó che cái bụng của chị em mình nhá. Chị em nào mà bụng to một chút, đây là nó có cái điểm nhấn này, nó che được cái bụng của mình nhá. Rất là đẹp, rất là chuông áo luôn. Bao đẹp cho tất cả các tình yêu luôn. Thắm Nguyễn ạ, ok vừa Thắm Nguyễn nhá. Mai Trinh Bảo ơi, Trinh Bảo cho em xin thêm màu, số điện thoại và địa chỉ Trinh Bảo nhá. Có màu nào ạ? Thúy Kiều ơi, hẹn mẫu khác nhá, vì là nhà em 68kg thì nhà em không vừa mẫu này đâu ạ. Trần Thị Tường, ok Trần Thị Tường cho em xin thêm địa chỉ Trần Thị Tường nhá. Quách Lộc, vâng, Quách Lộc cho vui làm cho em xin số điện thoại và địa chỉ Quách Lộc nhá. Ship về tỉnh thành Hà Tiêu ơi, nhà em ship nội thành Hà Nội là 20k, còn ngoại thành Hà Nội và tất cả các tỉnh thành trên giải đất hình chữ S là 30k nhá. Hà ơi, áo này nhà em là 170k, 170k thôi chị nhá, lấy hai cái là chỉ còn là 300k rồi đây ạ. Lên võ mặc màu xanh, vâng đây màu xanh ạ, đây ạ, em dơ màu xanh cho chị nhá, màu xanh vô cùng đẹp luôn ạ, màu xanh rất là mát mẻ ạ, mùa hè là nhìn những cái màu này là chị em mình tự dưng là đã thấy mát hơn rồi đấy ạ. Váy đen chị đang mặc, dạ váy đen em đang mặc đây ạ, chân váy em đang mặc là CV5 nhá, giá chia sẻ là 140k chị nhá, chỉ có 140k thôi ạ. Nguyễn Hằng, ok em chốt đơn cho Nguyễn Hằng nhá. Phạm Thám Phạm, ok chốt đơn cho Thám Phạm á. À nhiều mẫu khác đi chị. À dạ vâng, đợi một lát nữa ạ. Mẫu này còn rất là nhiều các chị đang thích đấy ạ. Màu lông gà nữa chị nhá. Ok ok Trần Mai nhá. Ok chốt đơn cho anh Đỗ nhá. Loan Lê, ok chốt đơn cho Loan Lê. Hương Nguyên, Hương Nguyên ơi, 48kg mặc quá vừa quá đẹp luôn Hương Nguyên ạ. Không việc gì phải lăn tăn hết chị nhá. Mình 48kg mặc là quá chuẩn luôn áo nhà em rồi đấy ạ. Phạm Hương có màu nào khác không chị? Đây ạ, có rất nhiều màu ạ. Màu trắng em đang mặc nhá, màu xanh này, màu đen ạ. Màu da ạ. Màu vàng nhá, màu vàng lông gà con đấy ạ. Đây ạ, còn là màu cam nữa ạ. Đây còn đây là còn một màu đỏ nữa các chị nhá. Rất là đẹp luôn đấy ạ, rất là đẹp luôn ạ. Chấm bi ạ, áo chấm bi nhà em thì là giá là 150k anh nhá. Đinh Thổ, ok chốt đơn cho Đinh Thổ nhưng mà em thiếu của em địa chỉ nhá. Mặc màu xanh đi em, vâng chờ một tí ạ, chờ một tí nữa nhá. Em cũng đã có mặc màu xanh qua rồi cho các chị xem rồi đấy ạ, nhưng mà chờ một tí ạ, em rất là chiều các chị nên là tí nữa là em sẽ thay màu xanh cho các chị xem nhá. Của chị hai thép ok trên váy và ok nhá, ok chị chỉ cần để lại số điện thoại địa chỉ là nhà em sẽ chốt cho chị nhá. Ok Khánh Huyền ạ, cho em xin thêm địa chỉ ạ.
thắm ngô 63 kg vừa thì 63 kg thì không vừa mã này nhà em nhá, hẹn chị ở mã sau nhá. Minh Nguyễn 60 kg ok vừa ạ. Hương Vũ ok ạ, chị đã cho số điện thoại đi và địa chỉ thì nhà em đã chốt đơn rồi đấy ạ. Bộ đen trắng ok, chốt đơn cho ông Nguyễn Việt nhá. Chiếc minh màu xanh ok ạ, cho em xin số thêm số điện thoại và địa chỉ nhá. Trần Yến ơi, áo nhà em là 170k nhá, chỉ có 170k ạ. Chiếc áo này thiết kế vô cùng tinh tế luôn ạ, hàng thiết kế đấy ạ, hàng thiết kế chuẩn của xưởng may Hà Phương chúng em hôm nay nhá. Bao nhiêu một áo? Trần Yến ơi, áo nhà em là 170k, chỉ 170k một áo nhá. Và ship nội thành thì là 20k, ngoại thành thì là 30k. Trần Yến nhá, đây ạ. Các chị nào vừa hỏi màu xanh ạ, màu xanh vô cùng là mát mẻ ạ, trẻ trung ạ. Đây là các chị nhìn xem ạ, mặc rất là thoải mái luôn ạ. Nhìn là đã thấy mát mẻ rồi đúng không các chị? Mùa hè là chúng ta phải chọn những cái gam màu nó tươi sáng mà nhìn mặc. Cả mình mặc lên người là mình đã cảm thấy là mát mẻ rồi đấy ạ. Không những là mình mát là những người xung quanh nhìn thấy mình cũng thấy mát đấy ạ. Nào khẩn trương đây các chị nhá. Rồi ok, Hào Hòa Quách đây ok cho đây rồi nào, khẩn trương đây nhá. Phải khẩn trương đây nào, rất là đẹp luôn ạ. Đẹp cực kỳ, nếu mà không mua thì tiếc lắm ấy ạ. Vì là bộ màu trắng cả bộ của em là áo là 170k, còn chân váy là 140k nhá. Cho chị xem 301. Cả bộ là 301 nhá. Nếu đặc biệt là anh lấy cả bộ thì hôm nay nhà em sẽ chia khách hàng là free ship đấy ạ. Chân váy bụng chân váy thì không có bụng 86 vừa đâu chị nhá. Hai lớp à, chất gì vậy? Thắm Nguyễn ơi, áo này nhà em là đằng trước là hai lớp nhá, hai lớp là áo là chất hamuta nhá, không nhăn không nhào, mắt cực kỳ luôn đấy ạ. Minh Nguyễn 41 kg ok vừa Minh Nguyễn nhá. Phiên Võ ok, chốt đơn cho Phiên Võ nhưng mà cho em xin thêm địa chỉ Phiên Võ nhá. Đây ạ, các chị ơi nhanh tay đặt hàng đi ạ. Đây ạ, rất là nhiều màu ạ, có 7 màu cho các chị lựa chọn nhá. Hàng nhà em vô cùng đẹp luôn ạ, vô cùng đẹp, vô cùng mát luôn, các chị có thấy không ạ? Đây ạ, áo cho mình chọn. Linh Lâm ơi ok, 50 kg vừa Linh Lâm nhá. Hôm nay mình nhận vâng ạ. Áo rất là đẹp phải không ạ? Hương vàng ạ. Vâng, chị tiếp tục ủng hộ shop đi ạ. Hôm nay chiếc áo này cũng rất là đẹp ạ. Hàng nhà em bao đẹp luôn ạ. Các chị có thể là mở kiểm tra hàng trước khi xem luôn ạ. Cái này xx Hải Âu em không hiểu ạ. Hồng Nhung ơi hỏi gì em thì chị hãy hỏi luôn đi ạ. Đỗ Thị Xuân ok, chốt đơn cho Đỗ Thị Xuân rồi nhá. Hồng Nhung thấy chị không? Ok em thấy chị ạ. Chị Hồng Nhung hỏi gì em thì chị mau hỏi đi ạ. Em thấy tất cả các chị luôn ạ. Hoàng các chị đổi lại. Vâng ok, ở trên live để các chị đổi thoải mái nhá. Đổi thoải mái nhưng mà một khi nhà em đã ship rồi thì các chị không được đổi nữa đâu ấy ạ. Ok, chốt đơn cho Nguyễn Thị rồi nhá. Nhưng mà Nguyễn Thị cho em xin thêm địa chỉ đi ạ. Màu áo màu xanh chị 55 kg ok. Phiên võ cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ Phiên Võ nhá. Đổi mẫu luôn đi rồi. Áo mặc lông đây ạ, màu lông gà con đây nhá, màu lông gà con rất là đẹp đấy các chị ạ. Em đã mặc thử cho các chị xem ở trước livestream rồi đấy, rất là đẹp, rất là trẻ, mặc lên các chị rất là ăn gian được tuổi đấy ạ. Cho chị áo đen em mang mặc vâng ạ, áo em mang mặc màu trắng ok. Chị cho em xin số điện thoại và địa chỉ là nhà em chốt đơn nhá. Đọc luôn, đừng có đọc làm gì cả, người ta buồn cười. Ok, rồi. Hội Lý chốt đơn rồi, Huỳnh Lộc chốt đơn rồi, Thắm Nguyễn ok chốt đơn rồi nhá. Hồng Nhung ơi, giá bao nhiêu? 170.000 một chiếc và 320.000 một đôi, kiểu như thế. Dạ. Con tim mong manh ok nhá, 170.000 một chiếc và 320.000 một đôi, cực kỳ đẹp và cực kỳ rẻ luôn. Áo nhà em giá 170k nhá, chỉ có 170k và đặc biệt ưu ái là mua hai chiếc thì chỉ còn 300k thôi đấy ạ. 170k nhá, nhà em bao cho tất cả các chị từ 60 kg đổ lại là mặc vừa đẹp các chị nhá. Loa lê ok, loa lê cứ đổi màu thoải mái loa lê nhá. 47 ly trần ok, 47 kg vừa ly trần nhá. Kim Phương cho em xin thêm địa chỉ Kim Phương nhá. 57 kg Tư Dương ok, Tư Dương mặc vừa Tư Dương nhá. Hồng Nhung phí ship nhà em là 20k nội thành và tất cả các tỉnh thành thì là 30k Hồng Nhung nhá. Hoa Nguyễn cho em nặng thế thì không vừa đâu Hoa Nguyễn ạ. Nhà em chỉ bao cho các chị từ 60 kg đổ xuống là mặc đẹp thôi, còn ngoài thì mặc không được đẹp lắm nên là nhà em không bán nhá. Muốn lấy vâng ạ, Hoa Nguyễn thì lấy tất đi ạ. Có 7 màu ạ, 7 màu mình mặc cả tuần luôn ạ, 7 ngày mỗi ngày một màu, chị cứ lấy đi ạ. Bạn Hồng Nhung, nhà em ở xóm 7 Ninh Nhật, Gia Lâm, Hà Nội chị nhá. Mình
Vâng, ra lại lấy hai áo chỉ còn 300k đấy, chỉ còn 300k thôi nhá. Thoa trường ơi, ok vừa 55kg vừa nhá. Áo nhà em giá chia sẻ là A27 170k các chị nhá. 170k đây ạ. Nhà em áo này nhà em không có size nhá. Áo này nhà em không có size nhưng mà bao tất cả cho các chị là từ 60kg trở về là mặc bao đẹp nhá. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Chị màu nút, vâng, màu nút là màu da đúng không ạ? Màu nút là màu da đúng không ạ? Chị cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Ok, em đã có địa chỉ của anh Nguyễn Chính rồi nhá. Rất là đầy đủ luôn đấy ạ. Vâng, loa lê ba, vâng, hai chiếc ạ. Hai chiếc là 300.000 ạ. Hai chiếc là 300k đấy ạ. 300k nhưng mà nhà em nếu mà chị nội thành thì mất thêm 20k tiền ship nữa đấy ạ. Yeah. Vâng, ok, thị phố nhá, thị phố cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ nhá. Đây ạ, A27 rất là đẹp ạ, có rất là nhiều màu cho các chị lựa chọn nhá, các chị nhá. Đây, và ok, chốt đơn cho Linh Lâm rồi nhá. Ok, Hoàng Nguyễn cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ nhá. Em đã chốt đơn cho chị rồi nhưng mà đặc biệt các chị lưu ý cho em là phải cho em số điện thoại và địa chỉ ạ. Các chị nào cho em số điện thoại và địa chỉ thì các chị ấy sẽ nhận hàng được trước. Còn những chị nào mà không cho em số điện thoại và địa chỉ đầy đủ, nhà em liên lạc thì là sẽ phải ship sau đây nhá. Cho mình màu da, ok, Thảo Thị nhá. Chị lấy ok, Thoa Trường cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ đi ạ. Chị Phan Dung, nhà em có rất là nhiều mẫu ạ. Phan Dung hãy cứ tiếp tục theo dõi livestream của xưởng may Hà Phương đi ạ. Thì có rất nhiều mẫu cho chị chọn đây ạ. Ship về Hương Cơ bao nhiêu ạ? Chị ơi, nhà em ship nội thành Hà Nội là 20k và ngoại thành tất cả các tỉnh thì là 30k chị nhá. Màu trắng Xoan Vũ, ok Xoan Vũ, em chốt đơn cho Xoan Vũ nhưng mà thiếu địa chỉ ạ. Ok, chốt đơn cho Nghĩa Lê nhá. Huệ Lê, vâng ạ, đây cho chị xem lại màu nhá. Màu em đang mặc đây là màu trắng ạ. Đây là màu da chị nhá. Đây là màu đây là màu vàng ạ. Màu vàng lông gà chị nhá. Đây là màu cam ạ. Đây là màu đỏ á, màu đỏ quyền lực ấy ạ. Màu đen huyền bí các chị nhá. Rất là đẹp luôn đây ạ. Ok, chị Thảo Thị nhá. Dương Quốc ơi, 62kg không vừa. 62kg không vừa nhá. Kéo anh một cái là 170.000 ạ. Chỉ có 170.000 và mua 2 chiếc thì làm 300k nhá. Các chị hãy rủ mọi người mua cùng đi ạ. Mua cùng thì là mình sẽ được rẻ hơn đấy ạ. Ok, em chốt đơn cho Ly Bùi rồi nhá. Linh Bống hỏi cái ví nào ạ? À, Linh Bống ơi, thì nhà em đã kết thúc chơi trò chơi đấy rồi. Hẹn Linh Bống là ngày mai nhá. Em ở đâu? À, shop nhà em là ở xóm 7 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội nhá. Ok, em đã có địa chỉ của Xoan Vũ rồi nhá. Của chị Đâm. Ok, chị Nghĩa Lê nhá, cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ chị Nghĩa Lê nhá. Nguyễn Chính. Nguyễn Chính ơi, nhà em thì toàn bộ thì là ship code ạ. Nếu mà không trừ thứ bảy chủ nhật thì là chỉ 2 ngày sau là các anh chị đã nhận được hàng rồi nhá. Hương Nguyễn, chất liệu nhà em là chất liệu áo là Habuta không nhăn không nhàu nhá. Mặc vô cùng đẹp, vô cùng thoáng mát luôn đấy ạ. Mùa hè là mặc rất là thấm mồ hôi lên ạ. Ok, em chốt đơn cho hàng Đặng nhá. Ok ạ, Thắm Nguyễn cứ đổi mẫu thoải mái ạ. Đổi mẫu nhưng mà với vấn đề là chỉ ở trên live thôi nhá. Còn một khi mà nhà em đã ship rồi thì nhà em không thể đổi mẫu được đâu ạ. Đoạn Lê, ok Loan Lê, cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ nhá. Có, đây ạ, chân váy em đang mặc ạ. Chân váy em đang mặc giá chia sẻ là 140k nhá, 140k. Rất là đẹp luôn đấy ạ, sẻ trước sẻ sau nhá các chị nhá. Các chị có cả dáng ngắn dáng dài, các chị thoải mái là đi ạ. Mưu lên giá áo là 170k nhá, 170k thôi các chị nhá. 170k mà đặc biệt nhà em ưu ái là mua hai cái thì giá chỉ còn có 300k đấy ạ. Ok, em chốt đơn cho Thảo Nguyễn nhá. Linh Lâm cứ cho em đủ số điện thoại và địa chỉ lại nhà em, máy tính nhà em tự chốt đơn rồi đấy ạ. Ok chị Phía Mõ nhá, chị gửi địa chỉ rồi thì nhà em đã chốt đơn cho chị rồi đấy ạ. Vâng ạ, có chị nào thích cả set em đâu mà không ạ? Áo giá chia sẻ chỉ là 170k, chân váy thì là 140k nhá, cả set rất là xinh nhá. Hôm nay nhà em nếu mà chị nào lấy cả set thì là chỉ còn 310k và lại được còn free ship nữa đấy ạ. Mê Lê, ship tỉnh sao ạ? Ship tỉnh nhà em thì là 30k nhá, tất cả các tỉnh nhà là 30k đấy ạ. Em mặc thử màu da đi. Là anh ơi, em xinh em mặc cái gì cũng đẹp nhưng mà người ta có câu là người đẹp vì lụa anh ạ.
cứ phải là quần áo đẹp á thì người mặc thì mới đẹp được đấy ạ. Minh Thu hai cái khác màu được không? Thảo okay. Nguyên ok, hai cái khác màu chị cứ đặt thoải mái đi ạ, chị đặt 7 màu cũng được ạ. Bích Ngọc ơi, Bích Ngọc nhà em bao cho các chị từ 60kg trở về nhá, 60kg trở về là mặc quá là đẹp luôn đấy ạ. Màu đỏ ạ, vâng màu đỏ ạ, màu đỏ 56kg mặc ok vừa chị nhá. Có quần, nhà em có quần chị nhá, có quần nhưng mà hôm nay nhà em chưa kịp lít quần, hẹn chị là những hôm khác nhá. Nếu không vừa có thể Duyên Mai, các chị yên tâm là phải vừa em mới bán. Các chị ơi, các chị cứ yên tâm là phải vừa nhà em mới bán ạ. Các chị phải mặc vừa, mặc đẹp, mặc đẹp hơn bọn em đang mặc bây giờ thì nhà em mới bán nhá. Ngọc Trinh ơi nhỉ, 60kg trở về nhá, 60kg đổ lại là mặc bao vừa bao đẹp nhá. Ok, ok Ngọc Dung nhá. Đây ạ các chị ơi, các chị hãy xem đây ạ, có 7 màu, tất cả 7 màu cho các chị lựa chọn nhá. 7 màu ạ. Mẫu này nhà em đã quá hot luôn đấy ạ. Các chị ấy nhanh tay đặt hàng đi ạ. Nhanh tay đặt hàng ạ. Quay treo quay ơi, đây ạ, áo nhà em hôm nay giá chia sẻ là 170k nhá. 170k thôi ạ, chỉ có 170k mà mua hai cái là 300k nhá. Chất liệu u mì rất là chất liệu hai bu tay rất là đẹp nhá, không nhăn không nhàu nhá, thấm mồ hôi vô cùng là mát mẻ luôn đấy ạ. Nhà em, anh ơi nhà em không có màu hồng đất ạ, chỉ có tất cả các màu này thôi ạ. Đây ạ, màu trắng nhá, màu đỏ nhá, màu đen nè. Tiên Tiên này em có quần nhá, có quần nhưng mà hẹn Tiên Tiên là ở những cái live sau nhá, vì hôm nay nhà em không có clip quần nhá. Ngọc Trinh ơi, Ngọc Trinh mặc vừa đấy Ngọc Trinh ạ, nhưng mà mình sợ là Ngọc Trinh mặc hơi bị cứng một tí đấy, nhưng mà nếu mà vẫn Ngọc Trinh cao 1m68 thì vẫn ok ạ. Em cũng ok nhá. Vâng ạ. Vâng. Cho chị màu nhé. Vâng. Xúc cảm ơn chị lấy màu nào ạ? Chị lấy màu nào ạ? Chị phải cho em màu, số điện thoại và địa chỉ nhá. A27 cộng màu cộng số điện thoại và địa chỉ thì nhà em mới chốt được nhá. Ok Hoa Nguyễn, cho em xin thêm số địa chỉ ạ. Thảo Lê. Lê Mộc Khai. Ok Thảo Nguyễn nhá, nhưng mà hệ Thảo Nguyễn là hôm khác đi ạ, vì là hôm nay còn rất là nhiều chị đang quan tâm cái mẫu này đấy ạ, nên là em chưa thể là list mẫu khác để cho Thảo Nguyễn được ạ. Hệ Thảo Nguyễn ngày mai nhá, ngày mai hoặc là ngày kia nhà em còn rất là nhiều mẫu cho chị nhá. Đây ạ. Di thường ok, 40kg mặc vừa nhá, 40kg mặc vừa lại cho anh màu đỏ ok. Ok cảm xúc buồn nhá, cảm xúc buồn cho em xin số điện thoại và địa chỉ đấy nhá. Nguyễn Thu Hường ok, em chốt đơn cho Thu Hường rồi, nhưng mà Thu Hường cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ đi ạ. Tiên Tiên khi là like vâng cho chị lấy hai vui buồn ơi, hai cái thì vẫn là mất ship nhá, vì nhà em đã hai cái là nhà em đã lấy chị là có 300k rồi ạ, 300k rồi ạ. Bao nhiêu cái áo nhà em giá chia sẻ là A27 có 170k đấy nhá, 170k rồi các chị nhá, các chị nhanh tay đặt hàng đi ạ. Ok chị Hành Tú nhá, cho em xin thêm địa chỉ đi chị Hành Tú nhá. Các chị ơi nhanh tay đặt hàng đi ạ. Mẫu này nhà em đang rất hot ạ, đây là hàng thiết kế ạ. Các chị hãy nghe rõ em nói nhá, đây là hàng thiết kế chứ không phải là hàng bình thường đâu ạ. Chuẩn từng đường may, từng đường kim mũi chỉ luôn đấy ạ. Màu cũng rất là đẹp luôn đấy ạ. Chất vải thì là hai bu tai nhá, không nhăn không nhàu nhá. Mùa hè mặc rất là thoáng mát. Đặc biệt rằng là các màu này cũng rất là chuẩn, lên nhà em đã lên set tất cả các màu này là đang rất hot của mùa hè năm nay đấy ạ. Chị xem váy dáng dài đi em. Vâng, đây ạ. Váy dáng dài thì là tặng anh đang mặc đấy ạ. Chị có thể xem đấy ạ. Có mình qua gối đây ạ, mình mặc qua gối đây, có sẻ trước sẻ sau chị nhá. Chị cứ thoải mái đặt hàng đi ạ. Ok em chốt đơn cho anh Nguyễn Chí nhá. Rất là đầy đủ đây ạ. Cảm ơn anh ạ. Nào các chị ơi, nhanh tay đặt hàng đi ạ. Có rất là nhiều màu cho các anh chị lựa chọn nhá. Lan Hoàng. Ok em chốt đơn cho Lan Hoàng, nhưng mà Lan Hoàng thiếu địa chỉ nhá, Lan Hoàng nhá. Giang Lanh có chân váy sẻ trước chị nhá, chân váy sẻ trước có chị cứ đặt hàng đi ạ. Chân váy sẻ trước giá 140k nhá, 140k chị nhá. Chị cứ để lại số điện thoại và địa chỉ là nhà em chốt đơn cho chị nhá. Ngọc Trinh ok Ngọc Trinh ạ, em chốt đơn cho anh nhưng mà cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ nhá. 60kg đổ về là mặc vừa chiếc áo này nhá. Áo này nhà em free size nhưng mà bao cho tất cả các chị là từ 60kg đổ về nhá. Cháu Tuyết ok chốt đơn cho cháu Tuyết nhưng mà thiếu địa chỉ cháu Tuyết nhá. Hoàng Quách ok chốt đơn cho Hoàng Quách.
cho xem màu da. Đây là màu da, màu da rất là đẹp luôn ạ. Màu da rất là nhẹ nhàng tinh tế nhưng mà vẫn vô cùng nổi bật đó nhá. Ok nhá. Vừa nhá, 5-6kg vừa cảm xúc quần nhá. Cho em xin thêm địa chỉ cảm xúc quần nhá. Lâu quá không qua mẫu. À Thúy Độ ơi, vì mẫu này nhà em hơi quá hot ạ. Quá hot, quá nhiều chị thích nên là nhà em chưa thể nào mà chuyển sang mẫu khác được. Hẹn Thúy Nguyễn là ngày mai nhá. Ngày mai nhá. Ngày mai là nhà em sẽ lại clip mẫu khác đây ạ. Rất nhiều mẫu cho các chị ạ. Các chị hãy cứ theo dõi nhiệt tình livestream của Sở Mai Hà Phương nhá. Vâng, 65kg thì không vừa đâu ạ. Giang Thu ơi, áo này nhà em giá chia sẻ rất là yêu thương 170k nhá. Chỉ có 170k và nếu mà chị rủ bạn bè cùng là người thân mua nữa thì giá chỉ còn 200k, 300k 2 chiếc á. Chỉ có 300k 2 chiếc rồi đấy ạ. Một áo là 170k đấy ạ. Ok, em chốt đơn cho Quỳnh Thơm Nguyễn rồi nhá. Ngọc Trúc, ok vừa Ngọc Trúc nhá. Hạnh Cherry, ok. Ok, Hạnh Cherry nhá. Đây Bình Tuyết, đây là màu xanh ạ, màu xanh vô cùng đẹp đó ạ. Các chị rất thích màu xanh đúng không ạ? Em cũng thích màu xanh mặc rất là mát mẻ. Màu xanh hôm nay nhà em chốt không bao nhiêu, không biết là bao nhiêu là cái rồi đấy ạ. Màu xanh đây ạ, màu xanh rất là mát mẻ luôn ạ. Xoan Vũ, ok em chốt đơn cho Xoan Vũ nhá. Ok, chốt đơn cho Xoan Vũ rồi ạ. Giang Thu ạ, vâng ok. Nhìn mẫu, ôi rất là đẹp luôn ạ. Chị Thanh Hoa, chị hãy mua đi, còn chần chừ gì nữa. Màu áo này nhà em đẹp như thế rồi mà sao chị lại không mua ạ? Cho em xem màu xanh, đây ạ, màu xanh ạ. Rất nhiều chị thích màu xanh phải không ạ? Màu xanh này đúng là quá hot. Từ tối đến giờ em bán không biết là bao nhiêu là chiếc áo màu xanh rồi. Các chị mau đặt hàng đi ạ. Em chỉ sợ rằng là không còn đủ màu xanh để giả hàng cho các chị thôi. Ok, em chốt đơn cho Giang Lanh rồi nhá. Cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ ạ. Nhà em không miễn ship đâu ạ. Nếu mà chị lấy hai cái áo thì nhà em đã giảm xuống còn 300k rồi. Thì nhà em không thể miễn ship được chị nhá. 55kg ok vừa nhá. Vũ Dụng, em chưa có chồng ạ. Nghi Nha, em có thấy chị ạ. Em thấy tất cả các chị luôn ạ. Áo già này giá 170k nhá. 170k và mua hai cái chỉ còn 300k thôi các chị nhá. 63kg mà không vừa nhá. Ok Lan Dũng, nhưng mà cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ Lan Dũng nhá. Hay em anh có một mẫu ạ. Nhà em có rất nhiều mẫu ạ. Rất nhiều mẫu nhưng mà hôm nay các chị này hình như là chiếc áo này nó quá là hot ạ. Quá là hot nên là không nhà em chưa, để phục vụ cho các chị thì nhà em chưa thể là list được mẫu khác nhá. Giá bao nhiêu tiền? Giá nhà em là 170k nhá. 170k một chiếc và mua 2 chiếc là 300k. Giang Linh, 65kg thì không vừa Giang Linh nhá. Mai 170k, áo này nhà em giá chia sẻ, giá yêu thương 170k nhá. Ok Lan Dũng ạ, em có số điện thoại của Lan Dũng rồi ạ. Thủy Đào, ok 54kg, mặc ok vừa nhá. Chấm bi, đây là chấm bi sau lưng. Đây chấm bi sau lưng canh mặc nhá, giá chia sẻ là 150k nhá. 150k đấy các chị nhá. Ok Vui Buồn, em chốt đơn cho Vui Buồn nhưng thiếu số điện thoại và địa chỉ ạ. Từ Dương, ok Từ Dương, em chốt đơn cho Từ Dương rồi, rất là đầy đủ ạ. Ok Vui Buồn, cho em xin thêm địa chỉ nhá. Đặng Thùy Trâm, ok Quỳnh Thơm ơi, ok quá vừa quá đẹp luôn ạ. Quần Hàng Suri ơi, nhà em đã không còn chơi chơi trò chơi nữa rồi ạ. Tùng Thanh, ok nhìn thấy Tùng Thanh nhá. Quỳnh Diễn, 65kg không vừa chị nhá. Cao Thanh Hoa, Thanh Hoa ơi, cao nhà em cao 1m6 là mặc vừa. Nếu mà các chị thấp hơn 1m6 thì các chị đeo dép cao lên cũng ok vừa ạ. Bản thân em cũng rất là thấp ạ, em cũng không có cao đâu ạ. Gia Đình, nhà em 60kg mặc 60kg mặc vừa các chị nhá. 60kg đổ lại là mặc vừa, mặc đẹp luôn đấy ạ. Áo em đang mặc dáng rất đẹp không? Áo em đang mặc rất là đẹp luôn ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Chất áo là Habutai, không nhăn không nhào các chị nhá. Rất là thấm mồ hôi ạ. Chị Lê Yến ơi, nhà em làm chân váy thì là 58kg đổ lại là mặc vừa các chị nhá. Giá chia sẻ rất là yêu thương là chỉ có 140k thôi ạ. Áo chấm bi bán chị nhá. Áo chấm bi nhà em bán là 150k. Chị hãy để lại số điện thoại và địa chỉ đi ạ. Nhà em bán đấy ạ. Trần Lộc ơi, 45kg ok mặc vừa mặc đẹp Trần Lộc nhá. Mặc rất là vừa, rất là đẹp Trần Lộc nhá. Đây ạ, áo chấm bi đây ạ. Rất nhiều chị hỏi áo chấm bi đúng không ạ? Áo chấm bi là giá chia sẻ là chỉ có 150k thôi nhá. 150k áo chấm bi đằng sau em bạn canh đang mặc đây ạ. Chỉ có 150k, các chị cứ để lại số điện thoại và địa chỉ đi ạ. Nhà em sẽ, máy tính sẽ
tự động chốt đơn cho các chị nhá. Áo, còn áo em đang cầm ở trên tay là 170k các chị nhá. 170k mà mua hai cái chỉ còn 300k đây ạ. Ok em chốt đơn rồi nhá. 60kg không vừa đâu ạ. Vui ok. 40kg quá vừa quá đẹp luôn, vui buồn nhá. Giang bò 55kg vừa chị nhá. Chị anh nhanh tay đặt hàng nhá. Cho em xin thêm màu, số điện thoại và địa chỉ đi nhá. Váy đơn hàng ok ạ. Mặc vừa, rất là vừa, rất là đẹp đấy ạ. Như Hoa nhá. Như Hoa cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ để em chốt hàng Như Hoa nhá. Cho em xem mẫu chấm bi. Mẫu chấm bi rất là đẹp đúng không ạ? Các chị rất là thích mẫu chấm bi phải không ạ? Đây ạ. Đây em dơ gần cho các chị xem nhá. Đây ạ. Mẫu chấm bi là mẫu nó cũng như thế này nhưng mà chỉ khác màu thôi đây ạ. Vâng, đây nhà em lại đặc biệt lại còn thêm cả phụ kiện vào đây nhá. Tạo rất là tạo điểm nhấn cho các chị nhá. Đây ạ, rất là đẹp đây ạ. Chỉ có 150k đây các chị, để lại số điện thoại và địa chỉ để nhà em chốt đơn nhá. 48kg ok vừa xương yến nhá. Chị Hồng hỏi gì em thì hỏi đi ạ. Đây áo sơ mi ạ. Áo sơ mi nhà em còn rất là nhiều mẫu các chị nhá. Đây ạ. Còn rất là nhiều mẫu đây ạ. Cả chị Gia Linh ơi, nhưng mà hiện tại hôm nay thì nhà em chưa kịp clip áo sơ mi nên là hẹn chị Gia Linh vào ngày mai hoặc là ngày kia chị Gia Linh nhá. Chị hãy cứ chăm chỉ, hãy cứ dõi theo xưởng may Hà Phương các chị nhá. Minh Trường ok, Minh Trường 43kg ok vừa nhá. Áo này em free size ạ, free size bao cho tất cả các chị từ 60kg trở về nhá. Các chị mặc 60kg trở về là mặc vừa mặc đẹp luôn đấy ạ. Ok vui buồn nhá. Vui buồn cho em xin thôi. Ok em chốt đơn cho vui buồn rồi nhá. Hoa lệ áo trắng. Áo trắng em đang mặc 170k nhá, chỉ có 170k thôi ạ. Các chị ấy nhanh tay chốt đơn cho em đi ạ. Cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ là nhà em đã chốt đơn rồi ạ. Chỉ có 170k nhá và 300k thì các chị đã sở hữu là hai chiếc rồi ạ. Thì tội gì mà mình không lấy hai cái ạ, lấy hai cái hai màu mình thay đổi đi ạ. Hương Thu ơi, ok ạ, 55kg mặc quá vừa, quá đẹp luôn chị ơi. Rất là thoải mái ạ, nhà em 60kg đổ về, còn mặc vừa mặc đẹp nữa là 55kg ạ. Ok Hoàng Nguyễn nhá. Ok Tuyến ơi, Tuyến là 60kg thì mặc vừa Tuyến nhá, 60kg mặc vừa. Em cho đơn cho Hạnh Tú rồi nhá, rất là đầy đủ đấy ạ, cảm ơn chị Hạnh Tú ạ. Chân vế ok chị Yến Lê nhá. Chị đã cho số điện thoại và địa chỉ chưa ạ? Nếu mà chưa cho thì chị hãy nhanh tay cho đi để nhà em có thể ship hàng tới cho chị nhá. 58kg ok vừa Ngọc Lê nhá. Ngọc Lê rất là vừa đấy ạ. 58kg mặc rất là vừa, rất là đẹp đấy ạ. Nguyễn Keria có thấy anh ạ? Rất là em thấy tất cả mọi người, thấy tất cả các anh các chị luôn đấy ạ. Mời Gia Linh. Gia Linh ơi, 60kg mà 1m52 thì không vừa đâu ạ. Thì rất là tiếc nha, hẹn Gia Linh ở nhiều mẫu khác nhá. Ok Thị Phổ nhá. Ok Thị Phổ ạ, nếu mà chị đã cho số điện thoại và địa chỉ rồi thì nhà em đã chốt đơn cho chị rồi nhá. Máy tính nhà em tự động chốt đơn ạ. Hàng sushi mới vào phải không ạ? 170k nhá, 170k chiếc áo em đang mặc và hai chiếc giá chia sẻ là 300k, rất là yêu thương đúng không ạ? Ok chị. Ok chị Hồng nhá, chị Hồng cho em xin thêm địa chỉ ạ. Em chốt đơn cho chị Hồng rồi nhá. Nào các chị ơi nhanh tay đi ạ. Ok em chốt đơn cho chị Yến Ngọc nhá. Đây ạ. Đây rất là nhiều màu đấy các chị nhá. Em dơ lại các màu cho các chị xem nhá. Màu em đang mặc là màu trắng đúng không ạ? Đây là màu xanh nhá, màu xanh vô cùng hot luôn ạ. Hôm nay em bán không biết bao nhiêu là chiếc màu xanh rồi ạ. Màu xanh rất là đẹp phải không ạ? Rất là đẹp và thoáng mát ạ. Đây là màu đỏ nhá, màu đỏ ạ. Màu đỏ quyền lực đấy ạ. Đây ạ, đây là màu đen huyền bí các chị nhá. Đây là màu da vô cùng nhẹ nhàng nhưng mà cũng không kém phần nổi bật đâu ạ. Còn chị nào muốn ăn gian tuổi không ạ? Nếu mà chị nào muốn ăn gian tuổi thì hãy lấy đến với lại màu vàng nhá, màu vàng lông gà này nhá, màu vàng lông gà và màu cam mà vô cùng trẻ luôn các chị nhá. Vui buồn ba cái giá là bao nhiêu chị nhá? Xét Lê Yến ơi. Lê Yến ơi, đặc biệt hôm nay nhà em tri ân nhá, tri ân khách hàng ạ. Chị mua áo này là 170k, chân váy này em mặc là 140k là nhà em free ship nhá. Chỉ có duy nhất ngày hôm nay ạ, trong livestream ngày hôm nay do rất là nhiều chị thích cái set em đang mặc đây là nhà em đã free ship đây ạ. Free ship rồi nhá, các chị nhanh tay đặt hàng nhá. Cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ các chị nhá.
Chị ơi, hẹn Song A lấy áo sơ mi hôm nay nhà em chưa kịp lít nhá. Hẹn Song A vào hôm khác nhá. Và ngày mai hoặc là ngày kia thì xuống máy Hà Phương sẽ lít và còn rất là nhiều mẫu cho các chị nhá. Các chị hãy cứ luôn 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 dõi theo xưởng máy Hà Phương các chị nhá. Sao thấy vâng, em vẫn thấy chị mà chị Gia Linh. Vâng, em thấy tất cả mọi người luôn ạ. Tất cả mọi người luôn em ạ. Sản phẩm. À, đây là mẫu A27 ạ. A27 nhá. Chị hãy các chị hãy nhớ là A27 cộng màu cộng số điện thoại và địa chỉ nhá. Đây là mẫu A27 giá chia sẻ là 170k nhá. Yến Ngọc ok. Ok em ạ. Có địa chỉ của chị Yến Ngọc rồi nhá. Rất là đầy đủ ạ. Cảm ơn chị ạ. Khánh Linh áo chị Khánh Ly ơi, áo không nhà em không thể free ship cho chị được nhá. Ship nội thành là 20k và ngoại thành là 30k các chị nhá. Áo nhà em là giá 170k, 170k nha nhá. Giá rất là rẻ luôn ạ. Hàng thiết kế nhá, chuẩn chất liệu là hai bu tay không nhăn không nhàu các chị nhá. Đây ạ. Đây em có vo thoải mái nhưng mà vẫn không nhăn không nhàu nhá. Rất là mát mẻ ạ. Các màu thì rất là chuẩn ạ. Toàn những là màu hot của mùa hè năm nay đấy ạ. Màu đen, vâng đây ạ, đây màu đen ạ. Chị thích màu đen phải không ạ? Em cũng rất là thích màu đen. Màu đen rất là dễ mặc chị nha. Màu đen rất là dễ mặc, dễ kết hợp quần áo, đi đâu cũng rất là hợp đấy ạ. Đây ạ, màu đen đặc điểm của màu đen này lại là không kén da, vô cùng là dễ mặc ạ. Cho ok Mai Hân nhá. Ok Mai Hân, nhưng mà Mai Hân cho mình xin thêm số điện thoại và địa chỉ Mai Hân nhá. Thanh Hoa ok. Muốn sợ mà không nè. Không sao ạ. Thanh Hoa cứ đặt hàng đi ạ. Cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ Thanh Hoa nhá. Trịnh Hồng ok, Trịnh Hồng cho em xin thêm địa chỉ Trịnh Hồng nhá. Đây ạ. A27 ạ, giá chia sẻ rất là yêu thương 170k và mua 2 chiếc là 300k các chị nhá. Chỉ có 300k đây ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? Có tất cả 7 màu cho các chị lựa chọn nhá. Vô cùng đẹp luôn ạ. Có chị nào muốn lấy thì mau mau nhanh tay lấy đi ạ. 170k thôi, tôm tép nhá. Chỉ có 170k, áo rất là đẹp luôn ạ. Em quay trước quay sau cho các anh chị xem nhá. Đây rất là đẹp luôn ạ. A27 nhá, 170k nhá. Mà mua 2 chiếc là giá chỉ có 300k thôi các chị nhá. Và chân váy em đang mặc đây ạ, 140k, 140k chất u mì nhá. Co giãn nhẹ nhá, rất là thoải, mặc rất là thoải mái nhá, không nhăn các chị nhá. Mặc rất là thoải mái đây ạ. Cả set em đang mặc ạ. Hôm nay có rất là nhiều chị quan tâm đến set váy này, áo này nhà em, nên là nhà em đã free ship đấy các chị nhá. Mua trường. Ok anh mua trường nhá, nhưng mà để đến hôm khác, hẹn anh hôm khác thì hôm nay cũng hơi là muộn rồi, mà cái mẫu áo này cũng vẫn rất là nhiều chị em muốn hỏi xem muốn mua nên là nhà em chưa thể chuyển mẫu được nhá. Vâng, mẫu nào nhà em cũng đẹp và mẫu nào cũng đẹp, mẫu nào cũng yêu, nên là chị cứ mỗi mẫu chị mua một cái đi ạ. Bận gì đâu ạ, mình thay đổi mà chị. Lịch Nguyễn ơi, 60kg đổ về là vừa Lịch Nguyễn nhá. 60kg đổ về là mặc rất là vừa là đẹp luôn em ạ. Em áo 60kg mặc là vừa mà Gia Linh, 60kg mặc rất là vừa đấy ạ. Vâng ạ, xin chào Đức Hùng ạ. Chấm bi đây ạ, chấm bi ạ, chấm bi bạn canh đang mặc nhá. Bạn Phong ơi, bạn hỏi gì mình thì bạn mau comment đi ạ, hỏi gì mình đấy ạ. Nhà em ạ, nhà em ở xóm 7 Ninh Hiệp Gia Lâm Hà Nội chị nhá. Địa chỉ ở nhà em là xóm 7 Ninh Hiệp Gia Lâm Hà Nội ạ. Đây ạ. Đây là đây chị muốn xem mẫu chấm bi phải không? Mẫu chấm bi rất là đẹp luôn, rất là hot luôn ạ. 150k nhé, các chị hãy để lại số điện thoại và địa chỉ nhá, là nhà em đã ship cho các chị rồi đấy ạ. 170 đây ạ, còn áo em đang cầm là 170k nhá. 170k mà mua 2 chiếc thì giá chỉ còn 300k thôi các chị nhá. Ok em cho đơn cho Trịnh Hồng rồi nhá. Thu Lê, áo này nhà em là 170k chị nhá. 170k đây nhá, các chị hãy nhanh tay đặt màu ạ. A27 170k màu cộng số điện thoại và địa chỉ đi ạ. A27 ạ, mua 2 chiếc thì là chỉ còn 300k rồi ạ. 300k các chị nhá. Áo đen là 170k nhá. 170k nhá, chị hãy rủ thêm bạn bè cùng mua đi, để mua 2 áo thì giá chỉ còn 300k rồi đấy ạ. Áo em đang mặc là 170k nhá, giá chia sẻ 170k mà các chị mua 2 chiếc thì là còn 300k đấy ạ. Mua 3 chiếc là free ship đấy ạ. 60kg mà 1m52 thì mặc cũng vừa đấy ạ, nhưng mà em sợ là nó không được thoải mái lắm thôi ạ. Nhưng mà nếu mà chị thích quá thì chị vẫn cứ mua về đi ạ, mua về đi để mặc, mỗi lần mặc là mình lấy động lực giảm cân nhá.
ra vo ok ạ. Anh cứ cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ nhá. Cỡ lớn nhà em ạ, tất cả các mẫu áo nhà em thì đa số là từ 60kg đổ về là vừa là đẹp các chị nhá. Tất cả 150k. Ok ạ, vừa Diễm Thúy Bùi nhá. Vừa ok vừa ạ. Hải Liên. Diệp Đoàn ơi, Diệp Đoàn hỏi gì em thì hãy hỏi đi ạ. Một góc quốc Trần Gia Méo ạ, cho em xin thêm địa chỉ đi ạ. Chị đây là cho em xin thêm địa chỉ và xin màu của chị đi nhá. Để nhà em có thể chốt đơn rồi chị ạ. Các chị ơi, các chị ấy lưu ý rằng là các chị đặt hàng thì các chị phải cho em đầy đủ số điện thoại và địa chỉ thì nhà em mới ship hàng cho các chị đấy nhá. Tâm lý mua hàng thì các chị đều là muốn nhận hàng nhanh đúng không ạ? Nhưng mà các chị lại cho thiếu địa chỉ như thế hay là thiếu số điện thoại như thế thì làm sao mà nhà em có thể ship nhanh cho các chị được ạ? Nhà em cũng muốn là bán nhanh cho các chị để các chị, vì nhà em hiểu được tâm lý của người mua hàng mà. Chị Hồng ơi, nhà em có chân váy xòe nhá. Nhà em rất là nhiều chân váy xòe nhưng mà hiện tại hôm nay là chưa thể lít kịp được cho các chị nhá. Hẹn chị Hồng vào những hôm sau nhá. Áo em đang mặc giá 170k nhá. Chỉ 170k thôi mà các chị mua 2 chiếc thì giá chỉ còn 300k thôi đấy ạ. Tím Hằng Lan ơi, 70kg thì không vừa Tím Hằng Lan nhá. Hẹn Tím Hằng Lan ở những mẫu khác Tím Hằng Lan nhá. Áo em đang mặc ạ, 170k nhá. 170k chỉ có 170k thôi mà mình rủ bạn bè hàng xóm rồi hay là mình thích hai màu thì các chị có thể mua 2 chiếc, giảm chỉ còn có 300k thôi đấy ạ. Dạ vâng. Vâng, em cảm ơn anh Hải Lưu Vân nhá. Vâng vâng, em rất là cảm ơn anh ạ. Bao nhiêu mùa ạ? Thanh Thảo ơi, áo em đang mặc giá chia sẻ rất là yêu thương ạ. 170k, chỉ có 170k mà các chị mua 2 chiếc thì là 300k các chị nhá. Ok Hà Lê, hãy để lại số điện thoại và địa chỉ ạ. Nếu nhà em chưa gửi hàng thì nhà em sẽ gộp đơn để gửi luôn cho chị nhá. Diệp Đoàn ơi, tất cả các mẫu nhẹ áo này em đang mặc thì bao cho các chị từ 60kg đổ về nhá. 60kg đổ về là mặc vừa mặc đẹp các chị nhá. Chị Hồng, vì mẫu này chị cũng thấy đấy ạ, rất là nhiều chị đang hỏi nên em chưa thể kịp clip mẫu khác được ạ. Hẹn chị Trịnh Hồng vào ngày mai nhá. Ngày mai, buổi trưa mai hoặc là buổi tối mai thì Trịnh Hồng vẫn cứ dõi theo livestream của xưởng may Hà Phương đi. Có rất là nhiều mẫu đẹp. Ok, em chốt đơn cho Thị Lượng nhá. Áo em đang mặc là 170k nhá, 170k một chiếc nhá. Con nhanh. Ok, áo con nhanh này sau là giá 150k các chị nhá. Ok, em chốt đơn cho một góc Trần Gian nhá. Hoài Quách, ok, chốt đơn cho Hoài Quách nhưng mà cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ nhá. Hoàng Quách A15 nhà em còn nhá chị nhá. Nhà em còn, chị cứ cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ đi nhỉ. Cộng màu nữa là nhà em chốt đơn cho chị nhá. Nào, còn chị nào thích cái mẫu này đúng không ạ? Mẫu này hôm nay quá là hot luôn ạ. Đến giờ này rồi mà các chị vẫn còn dõi theo em đúng không ạ? Đấy, vì chứng tỏ là cái mẫu này rất là hot đúng không ạ? Hot quá đi, em cũng thấy rằng là hôm nay nhà em xưởng may nhà em sẽ phải là làm việc cật lực để có thể là đủ hàng giả hàng cho các chị đấy ạ. Đây ạ, các màu rất là hot ạ. Có chị nào thích màu trắng này không? Màu trắng của em mặc rất là tinh tế nhẹ nhàng, rất là dễ kết hợp ạ. Màu trắng mây đen kết hợp quá là đẹp luôn ạ. Mà cả một set này 310k thì tội gì các chị không lấy ạ. 310k này còn được free ship nhá các chị nhá, chỉ có 310k thôi ạ. Vâng, ok chị ạ. Ok, nhà em chỉ gửi trong giờ hành chính thôi chị nhá. Vâng, nhà em gửi là toàn bộ là gửi ship code đấy ạ. 20k nội thành và 30k tất cả các tỉnh thành ở trên cả nước nhá chị nhá. Hà Hiếu ơi, 47kg mặc vừa Hà Hiếu nhá, mặc vừa mặc đẹp luôn Hà Hiếu ạ. Hà Hiếu nhanh tay đặt hàng đi ạ. Ở những giây cuối cùng này thì nếu mà không đặt hàng thì tiếc nuối lắm ạ. 35kg thì em sợ là hơi rộng một chút nhưng mà nếu mà mình thích quá thì mình cứ mua về mình mặc ạ. Mua về mặc để lấy động lực tăng cân ạ. Vâng. Áo trắng trên canh ạ. Hôm nay rất nhiều chị hỏi áo trắng phải không ạ? Áo trắng chấm bi trên canh đang mặc thì là giá rất là yêu thương ạ. 150k thôi các chị nhá, chỉ có 150k thôi nhá. Cho đây ạ, áo áo
em đang ở đây á, em quay cho các chị xem này ạ. Chỉ có 150k đây nhá, các chị để lại số điện thoại và địa chỉ thì nhà em sẽ chốt đơn cho các chị nhá. Còn áo em đang cầm trên tay này là 170k nhá, 170k và mua 2 chiếc là 300k đấy các chị ạ. Đây ạ. Đây chị nhá, áo chấm bi đây. Đây là chiếc áo cùng mẫu với áo chấm bi đây ạ, nhưng mà khác họa tiết đây ạ, rất là đẹp, cũng rất là đẹp luôn đây ạ. Mẫu này nhà em cũng đang rất là hot đây ạ. Chân váy nhà em thì không có size đâu ạ. Chân váy nhà em có 3 size chị nhá. Em xin lỗi ạ, em nhầm ạ. Chân váy nhà em có 3 size, 3 size S, M, L các chị nhá. Đây ạ, rất là đẹp ạ. Chân váy u mì nhá. Co giãn nhẹ các chị nhá. Đây ạ, màu cam, chị thích màu cam phải không ạ? Màu cam cũng rất là đẹp đúng không ạ? Màu cam là mặc là chị nào mà muốn ăn gian tuổi là mặc màu cam là rất là thích hợp đấy ạ. Chị em nhanh tay đặt hàng đi ạ. A27 cộng màu có số điện thoại chị nhá. Đây ạ, màu cam ạ, màu cam quá xinh luôn. Em ướm thử cho chị xem nhá. Đây màu cam này, màu cam đẹp quá. Áo nhà em là 170k nhá, 170k một chiếc và 300k là 2 chiếc các chị nhá. Huyền Hiếu ơi, mẫu này nhà em thì là bao cho tất cả các chị từ 60kg trở về nhá. 60kg đổ về là các chị có mua, các chị mặc vừa đẹp nhá. Dâu bò. Vâng ạ, chiếc áo này quá là đẹp luôn ạ. Quá là đẹp thì mình đặt hàng đi ạ. Tội gì mà mình không đặt hàng ạ. Chị, nếu mà đẹp rồi thì mình phải mua luôn chứ. Đây ạ. Các chị, còn chị nào thích màu xanh không ạ? Hôm nay em thấy là màu xanh này đi rất là nhiều em đấy ạ. Nhà em đã chốt không biết bao nhiêu là đơn áo màu xanh này rồi ạ. Quá nhiều chị hỏi màu xanh. Màu xanh em cũng thấy là rất đẹp và rất tươi mát đấy ạ. Chỉ có 170k đấy nhá. 170k một chiếc nhá. 55kg vừa anh nhá. Áo này nhà em free size nhưng mà các chị từ 60kg trở về là mặc vừa mặc đẹp nhá. Áo chấm bi nhà em không có size nhưng mà bao cho các chị từ 60kg đổ về nhá anh nhá. Hà Lê ơi, nhà em ở xóm 7 Ninh Hiệp Gia Lâm Hà Nội nhá. Ok Xoan Vũ, chốt đơn cho Xoan Vũ rồi nhá. Xoan Vũ cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ Xoan Vũ nhá. Ok chốt đơn cho Thúy Bùi. Mèo đen, ok chốt đơn cho mèo đen nhưng mà thiếu số điện thoại và địa chỉ. Giang Mác, ok chốt đơn nhưng mà thiếu địa chỉ Giang Mác nhá. Nào các chị ơi, hãy nhanh tay đặt hàng đi ạ. Nhanh tay đặt hàng đi, ở những giây phút cuối cùng này thì vẫn rất là nhiều người đúng không ạ. Thu Hiền ơi, nhà em không còn chơi livestream nữa rồi ạ. Áo em đang mặc là giá chia sẻ rất là yêu thương ạ. 170k, chỉ có 170k đây nhá. Còn áo chấm bi em đang mặc đằng sau đây là 150k các chị nhá. Chị hãy mua cả hai cái đi ạ. Hai mẫu này em thấy rất là đẹp đấy ạ. Diệp Bùi, ok chốt đơn cho Diệp Bùi rồi nhưng mà thiếu địa chỉ Diệp Bùi nhá. Diệp Bùi cho em xin thêm địa chỉ đi ạ. Các chị hãy lưu ý giúp em rằng là các chị phải cho em đầy đủ số điện thoại và địa chỉ thì em mới có thể chốt đơn được cho các chị nhá. Chốt đơn cho các chị thì em mới có thể nhanh chóng gửi hàng cho đến tay các chị được ạ. Đẹp thì mình phải mua luôn, mặc luôn đúng không ạ? Nếu mà các chị muốn như thế thì các chị phải cho em đầy đủ số điện thoại và địa chỉ các chị nhá. Ok chốt đơn cho La Lê rồi ạ. Rất là đầy đủ số điện thoại và địa chỉ ạ. Đấy, cảm ơn La Lê nhá. Vâng ạ, còn chị nào thích nữa không ạ? Áo trắng em đang mặc là giá chia sẻ là 170k nhá, 170k thôi ạ. Mà mua hai áo thì chỉ còn 300k thôi nhá. Có được kiểm tra hàng nhá. Các chị không mua hàng ở đâu mà các chị có thể được ưu ái như ở xưởng may Hà Phương bọn em nhá. Các chị có thể bóc hàng kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nhá. Đẹp các chị lấy, không đẹp các chị trả về cho em nhá. Lê Lan, ok Lê Lan, chốt đơn cho Lê Lan nhưng mà thiếu số điện thoại và địa chỉ Lê Lan nhá. Ok chốt đơn cho Diệu Bùi nhá. Ok chốt đơn cho Hoàng Quách nhá. Hoàng Quách ơi, khi nào mà chị nhận hàng kiểm tra hàng rồi thì chị mới phải thanh toán nhá. Ok Giang Mát nhá. Lan Hoàng, ok chốt đơn cho Lan Hoàng rồi nhưng mà thiếu số điện thoại và địa chỉ ạ. Loan Ngô hỏi gì em thì chị mau hỏi đi ạ. Đây ạ các chị ơi, các chị ấy nhìn kỹ ạ, em đứng xa cho các chị xem nha. Cái set này của em hôm nay đi không biết là bao nhiêu là bộ rồi đấy ạ. Rất là đẹp ạ, chỉ có 310k, áo 170k và chân váy là 140k các chị nha. Ok chốt đơn cho Thúy Bùi nhá. Ngô Loan, thấy Ngô Loan nhá. Ngô Loan ơi, thấy tất cả mọi người luôn Ngô Loan ạ. Ngô Loan hỏi gì mình thì hỏi đi ạ. Váy đen, Trang Trần ơi, váy đen nhà em 140k nhá. Váy em đang mặc là váy xẻ sau dáng ngắn nhá.
Còn nhà em canh đang mặc thì là váy xẻ sau dáng dài, nhà em có xẻ trước xẻ sau, dáng ngắn dáng dài đều có đấy Trang Trần nhá. Trang Trần ấy nhanh tay đặt hàng đi ạ. À. CV5 ạ. À, cộng màu CV5 số điện thoại và địa chỉ nhá Trang Trần nhá. Diễm Bùi ok chốt đơn cho. Diễm Thúy ok chốt đơn rồi nhưng mà thiếu số điện thoại và địa chỉ nhá. Minh Khuê hỏi em chất liệu gì ạ? À? Áo nếu áo em đang mặc thì là chất liệu Habuta nhá, không nhăn không nhào nhá, rất là thấm mồ hôi thoáng mát chị nhá. Còn váy em đang mặc, chân váy em đang mặc là chất Lumi nhá, co giãn nhẹ, có 3 size ML các chị nhá. Rượu Bùi ok chốt đơn cho Rượu Bùi nhưng mà cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ Rượu Bùi nhá. Thảo Nguyễn ok nhá. Hà Lê ok Hà Lê nhá, 50kg mặc vừa chân váy Hà Lê nhá. Chân váy này nhà em bao cho tất cả các chị từ 58kg đổ về nhá. Minh Tuệ ok chốt đơn cho Hà Hiếu nhá. Giá áo em đang mặc là giá chia sẻ rất là yêu thương 170k nhá. 170k mà các chị mua 2 chiếc là chỉ còn giá 300k thôi nhá. Ok chốt đơn cho Gia Linh rồi nhưng mà thiếu địa chỉ Gia Linh nhá. Đây là màu cam ạ, các chị vẫn muốn xem lại đúng không ạ? Các chị còn chần chừ gì nữa ạ? Mình cứ xem đi xem lại mà mình không đặt thế ạ. Đây ạ, các chị cứ đặt đi ạ, chốt luôn màu đi ạ. Chốt 2-3 màu, đảm bảo nhà em là màu nào cũng đẹp luôn ạ. Các chị chỉ muốn lấy tất cả 7 màu thôi chứ còn không có màu nào là không đẹp đâu ạ. Bao nhiêu ạ? Áo em đang cầm ạ? Áo em đang cầm là giá là 170k á, 170k các chị nhá. Mà mua 2 chiếc là còn chỉ còn 300k đây chị nhá. Áo chấm bi nha. Ok môi trường để lại cho em số điện thoại và địa chỉ là máy tính nhà em chốt đơn rồi nhá. Đây ạ. À. Đây màu cam đây nhá. Áo em đang cầm là 170k nhá. 170k là 2 chiếc chỉ là 300k đấy ạ. Trang Trần à, Trang Trần ơi em tập nói mãi. Em tập nói mãi mới nói được nhanh như thế này đấy ạ. Rượu Bùi lấy thêm cái váy 60kg. Ok Rượu Bùi nhá. Rượu Bùi để lại số điện thoại và địa chỉ về nhà em chốt đơn cho Rượu Bùi nhá. Nguyễn Loan ơi, áo này nhà em, cái chiếc áo này vô cùng là tiện dụng luôn ạ. Mặc với quần, mặc với váy cũng rất là ok ạ. Hôm nay nhà em chưa kịp clip quần nên là không thể thử quần thôi. Còn mặc với quần cũng rất là ok, rất là vừa đẹp luôn ạ. Nhà em thiết kế với tiêu chí là mặc cho các chị thoải mái đi học, đi làm, đi đâu, đi chơi, tất cả đều được ạ. Rất là dễ kết hợp nhá. Ok chốt đơn cho Lan Hoàng nhá. Nga ngốc ấy, ok thấy Nga ngốc ấy nhá. Quyền Nguyễn chân váy ạ, chân váy là giá chia sẻ là 140k nhá, 140k đây ạ. Hồng Trần cho em xin thêm màu và số điện thoại và địa chỉ Hồng Trần nhá. Chứ A270 thì nhà em không thể chốt đơn cho Hồng Trần được ạ. Thảo Nguyễn áo chấm bi đằng sau nhà em không có màu xanh đâu ạ. Áo chấm bi nhà em đằng sau là mẫu này là đang không có màu xanh chị nhá. Nhưng mà mẫu em đang mặc thì có màu xanh nhá, rất là đẹp đấy ạ. Nhung Đỗ, ok Nhung Đỗ, chốt đơn cho Nhung Đỗ nhưng mà cho em xin thêm số điện thoại về chỉ ạ. Ok, chốt đơn cho Nguyễn Loan nhá. Ok, Thúy Bùi cứ để lại số điện thoại và địa chỉ là máy tính nhà em sẽ chốt đơn hết cho chị nhá. Vâng ạ. Ok, chốt đơn cho Nguyễn Loan rồi ạ. Vâng, có chị nào thích nữa không ạ? Hôm nay các chị rất là nhiệt tình với em đúng không ạ? Đến giờ này rồi mà vẫn còn rất là nhiều chị xem đúng không ạ? Chứng tỏ là mẫu áo này quá là hot luôn ạ. Quá là hot luôn. Rất là nhiều mẫu luôn ạ. Sửa máy Hà Phương nhà em rất là nhiều mẫu nên là chị cứ dõi theo live stream của sửa máy Hà Phương đi nhá. Còn rất là nhiều mẫu cho chị trò này ạ. Còn áo em đang mặc còn rất là nhiều ạ. Còn rất là nhiều áo các chị nhá. Vâng. Các chị ơi, các chị ấy nhanh tay đi ạ. 5 phút nữa là em kết thúc live stream rồi. Còn chị nào mà thích chiếc áo này nhưng mà còn đắn đo thì các chị ấy nhanh tay đặt hàng đi ạ, nhanh tay đi ạ. Mình thích thì mình phải mua ngay, mình phải mặc ngay chứ ạ. Bây giờ của chị em mình là một nửa thế giới rồi, mình phải sống, mình phải hưởng thụ chứ, mình phải xinh đẹp các chị nhá. Nhung Đỗ ok em chốt đơn cho Nhung Đỗ nhá. Ok em chốt đơn cho Thị Mỹ ạ. Ok em chốt đơn cho Hồng Nhung nhá. Ok Hà Lê em chốt đơn ạ. Ngô Loan ơi, mã sản phẩm này của nhà em là A27 nhá. A27 chị nhá. A27 giá chia sẻ là 170k các chị nhá. 170k rồi Tây Dâu nhá. Thu Trần hỏi gì em thì hỏi đi ạ. Áo em đang mặc giá chia sẻ là 170k nhá. Ngô Loan ơi, 47kg mặc rất vừa rất đẹp Ngô Loan nhá. Chị nhanh tay đặt hàng đi ạ. Nhanh tay đặt hàng đi, chỉ còn vài phút nữa là em kết thúc livestream rồi chị nhá. Áo em đang mặc là 170k các chị nhá. Em nhắc lại một lần nữa, áo em đang mặc là 170k. Ok em chốt đơn cho Môi Trường rồi nhá. Ok.
Hồng thắm, hồng thắm ơi, 63 kg thì hơi tiếc một tí là hồng thắm không mặc vừa nhá. Nhưng mà bố em mang mặc, bố em mang mặc có rất nhiều là nhiều chị nhá. Hồ trà hỏi gì em ạ? À? Trần Hồng 77 kg, eo 77 ạ. À. Nhà em eo 77, nhà em thoải mái vừa luôn nhá. Chiếc áo nó rộng như thế này mà chị rất là rộng. Nó che hết khuyết điểm của các chị luôn, bắp tay to rồi eo to. Các chị cứ thoải mái ạ. À. Em này em rất là đa năng đấy ạ. À. 64 kg thì xin lỗi là không vừa nhá. Nguyễn Thi 60 kg vừa Nguyễn Thi nhá. Ngang ngốc ấy 60 kg vừa ngang ngốc ấy nhá. Em cho đây ạ. À. Đây mẫu đây nhá. Váy đen ạ, à, váy đen. Đây em đứng xa cho chị xem váy đen nhá. Váy đen nhà em là 140k, có dài có ngắn nhá, có thể trước thể sau nhá. Các chị ấy nhanh tay đặt hàng nhá. Còn chị nào thích mẫu áo này nữa không ạ? À? Chỉ có vài phút nữa, 5 phút nữa này em kết thúc livestream rồi, có chị nào nhanh tay đặt hàng thì đặt hàng đi ạ. À. 170k một chiếc áo và 200k, à, 300k hai chiếc các chị nhá. Chỉ có 300k thôi ạ. À. Thì tội gì mà mình không rủ thêm bạn bè cùng mua để mình cùng đẹp mà lại giá lại được rẻ hơn các chị nhỉ. Nào các chị ơi, các chị nhanh tay đặt hàng ở những giây cuối cùng này đi nhá. Giang Mon ơi, 64 kg thì rất là tiếc là không thể vừa được ạ. 64 kg thì mặc nhà em bán hàng là chỉ bán hàng cho khách mặc đẹp thôi, nên là nhà 64 kg không vừa, nhà em không mặc, nhà em không bán nhá. Cho ok ngang ngốc ấy, cho em xin thêm số điện thoại về địa chỉ ạ. Đây màu đen nhá, màu đen hoa lan rừng nhá, màu đen rất là đẹp đúng không ạ? Nhiều chị thích màu đen quá phải không ạ? Ngô Loan ok, chốt đơn cho Ngô Loan nhá. Ngô Loan ơi, giá áo này là 170k chị nhá, 170k thôi ạ. Nhung Đỗ ok, 55 kg vừa Nhung Đỗ nhá, cho em xin thêm số điện thoại và địa chỉ Nhung Đỗ nhá. Ngang ngốc ấy, nhà em không thể free ship được ạ. Ship phí ship nội thành Hà Nội là 20k và ngoại thành là 30k chị nhá. Ba áo Diễm Nguyên ok, ba áo nhà em free ship chị nhá. Chị cứ để lại số điện thoại và địa chỉ là nhà em free, nhà em sẽ ship hàng cho chị ạ. Áo em đang cầm trên tay đây là 170k nhá, 170k các chị nhá. Còn chị nào thích nữa thì nhanh tay đặt hàng đi ạ. Những giây cuối cùng rồi, các chị xem em nói từ đầu livestream đến giờ rồi, các chị thích thì mình phải đặt ngay đi ạ. Cứ chần chừ mãi như thế thì biết đến bao giờ mình mới mua được cái mình thích phải không các chị? Ok em chốt đơn cho Hồng Nguyễn nhá, cho em xin thêm địa chỉ ạ. Ngô Loan Ngô Loan ơi, váy này là nhà em là 140k nhá. Ngô Loan đã đặt áo rồi phải không ạ? Đặt áo thì chị hãy đặt thêm váy đi ạ. Riêng ngày hôm nay nhà em set này là áo này là 170k, váy này 140k, nhà em free ship cho các chị nhá. Ok chốt đơn cho Kim Ma rồi nhưng mà thiếu địa chỉ Kim Ma nhá. Ok Gia Linh cứ để lại số điện thoại và địa chỉ là nhà em chốt đơn cho Gia Linh nhá. Chị đây chị ơi, pin yếu rồi, còn có 5% thôi. Các chị ơi, tuy là mẫu này rất là hot, các chị vẫn đang dõi theo em rất là nhiều, nhưng mà giờ này cũng khá là muộn rồi phải không ạ? Khá là muộn rồi, mình ngày mai mình còn lấy sức đi học đi làm phải không các chị? Nên là các chị nào đặt hàng thì nhanh tay đặt hàng đi ạ. Áo này nhà em là 170k nhá, 170k là mua 2 chiếc và chỉ còn 300k rồi đấy ạ. Các chị, còn chị nào muốn thích em mẫu áo này của em thì nhanh tay đặt hàng ạ. Cho em A27 ạ, cộng màu của số điện thoại và địa chỉ nhá. A27 cộng màu của số điện thoại và địa chỉ nhá. Các chị nhanh tay chốt đơn ở những giây cuối cùng đi ạ. Chỉ có vài phút nữa là em kết thúc livestream rồi đấy nhá. Đây ạ, em đứng xa cho các chị nhìn lại một lần nữa nhá. Các chị, còn chị nào thích nữa thì nhanh tay đặt hàng nhá. A27 cộng màu của số điện thoại và địa chỉ ạ. Nếu mà không có chị nào mà đặt hàng nữa thì em xin phép là kết thúc livestream ở đây nhá. Em xin chào 86, 85 chị nhá. Chúc các chị một buổi tối vui vẻ ạ. Chúc các chị ngủ ngon ạ. Hẹn chị ngày mai nhá. Vâng, em chốt đơn cho chị Chi Hoàng nhá, nhưng mà thiếu số điện thoại nhá. Màu đỏ nhà em có ạ. Đây ạ, áo màu đỏ đây ạ. Đây ạ. Đây còn cho mẹ đây chị vừa đặt hàng giúp em nhá. Chị nào mà chưa kịp đặt hàng thì xem lại livestream nhà em phát lại rồi đặt hàng giúp em nhá. Ngọc Diệp ơi, cho em xin thêm màu và số điện thoại về chị ạ.
Tôi về bây giờ cũng khá là muộn rồi ạ. Em xin chào 81 các chị nhá. Chúc các chị buổi tối vui vẻ ạ. Còn chị nào mà chưa kịp đặt hàng thì xem lại livestream và đặt hàng giúp em nhá. Chúc em chào các chị nhá. Hẹn các chị ở những hẹn các chị ở ngày mai nhá. Thôi kết thúc được chưa? Xin chào các chị.